sắc mặt tiên thiên thần đế đại biến tạo nghệ của trung khởi ở trên đại đạo không gian đã viễn siêu vũ thanh thần vương đăng phong tạo cực hắn vốn dĩ còn có lòng tin có thể chống lại trung khởi mấy chiêu nhưng không ngờ một chiêu này lại có thể sẽ lấy tính mạng của hắn hắn hiện tại đã biến thành trạng thái mặt phẳng tuyệt đối không ngăn cản được một chiêu này của trung khởi đột nhiên chỉ nghe đâu một tiếng tứ diện thần chợt từ ngoài mặt của cái bọt khí chợt đứng thẳng lên chúng miệng thổi một hơi về phía tiên thiên thần đế nhục thân tiên thiên thần đế nhất thời nhô lên bắp thịt nhao nhao bành trướng sơ kiếm trong tay lên ngăn cản đạo đao quang của trung khởi nhất thời bị đánh văng ra ngoài trung khởi vừa định cất bước đuổi theo thân thể đột nhiên chấn động bảy đạo quang luân sau đầu xoay tròn không gian thất đạo luân hồi tự nhiên thuần thục vận chuyển không có nửa phần trở ngại khiến cho trong lòng hắn nhất thời có một loại cảm giác nhìn thấu hết thảy không gian khoảnh khắc này hắn vậy mà đã tu thành không gian thất đạo luân hồi cái vũ trụ bò khí này mang tới cho hắn linh cảm linh cảm vừa tới đã khiến cho hắn một đao vỗ bẹp tiên thiên thần đế tu thành không gian thất đạo luân hồi hết thảy đều là sự tình nước chảy thành sông từ trước cho tới nay trung khởi mặc dù vẫn luôn khổ tu không lời biếng tu vi từ từ tinh thâm càng lúc càng hùng hậu cách đế cảnh viên mãn cũng càng lúc càng gần nhưng trên phương diện lĩnh ngộ đại đạo hắn vẫn luôn không có tiến bộ quá lớn những năm qua hắn nghiên cứu không gian thất đạo luân hồi khổ tâm tu luyện nghĩ muốn tu thành không gian thất đạo luân hồi nhưng vẫn luôn không thành công trên phương diện đại đạo không gian ngoại trừ tứ diện thần ra, đã không còn ai có thể chỉ dạy cho hắn cái gì, chỉ có thể dựa vào bản thân hắn tự mình lục lọi. Nhưng địch thủ có thể để cho so sánh cao thấp một chút thật sự quá ít, cũng là một nguyên nhân hạn chế tu vi tiến cảnh của hắn. Tích lũy của hắn từ từ hùng hậu lên, nhưng Thủy Trung vẫn còn thiếu một bước nữa mới có thể tu thành không gian thất đạo luân hồi, kém một bước này, đã đủ để vây khốn hắn cả đời, khiến cho hắn cả đời cũng không thể đột phá. Mà lần này, nhìn thấy những vũ trụ bọt khí này, một đao chém xuống, dùng đại đạo không gian bù đắp không gian của vũ trụ mặt phẳng cứu về hai vị nương nương trong chớp nhoáng này hắn vậy mà rộng mở trong sáng thấu hiểu quán thông không thể không nói là hậu tích bạc phát nếu không có tích lũy của mấy ngàn năm qua hắn cũng sẽ không có lĩnh ngộ trong khoảnh khắc này trung khởi thu đào đứng yên tại chỗ lúc này tứ diện thần đã mang theo tiên thiên thần đế bỏ chạy tôn đạo thần hỗn độ này mở miệng thổi một hơi chỉ thấy đám bọt khí kia ầm ầm bành trướng không gian nhanh chóng diễn sinh trong khoảnh khắc đã thấy vô tận tinh tú hiện lên nhét cho không gian tràn tràn trề trề, kéo xa khoảng cách giữa bọn họ. Mà đám người khởi nguyên đạo thần, hắc bạch nhị đế cũng khôi phục lại nhục thân, phá không bay đi. Chúng ta đi! Trung khởi hô lớn một tiếng, đám người nhao nhao tiến vào thánh địa luân hồi, đại tư mệnh cũng nâng sinh mệnh cổ thụ lên, mang theo một đám thần vương chạy qua, nói. Vừa rồi bệ hạ ngẩn người, tựa hồ đã có lĩnh ngộ, xin hỏi bệ hạ đã lĩnh ngộ cái gì? Trung khởi mỉm cười, nói tạo nghệ của tứ diện thần cao hơn ta cho dù ta có truy kích cũng không bắt được tiên thiên thần đế đại tư mệnh ngài cũng không xuất thủ tương trợ cho nên ta mới thoáng trần chờ một chút mà thôi đại tư mệnh lạnh nhạt nói ta không có thói quen liên thủ với người khác đối địch xin bệ hạ thứ lỗi ánh mắt phong hiếu trung lóe lên truyền âm nói vừa rồi sư đệ đã lĩnh ngộ được cái gì ta thấy bí cảnh không gian của ngươi đột nhiên vận chuyển thuần thục như ý chẳng lẽ ngươi đã lĩnh ngộ ra không gian thất đạo luân hồi trung khởi nói từ nay về sau ta đã triệt để không sợ với công bất luận kẻ nào công kích về phía ta cũng đều là công kích chính diện ta nếu đơn đả độc đấu không thắng được ta cho dù có tới nhiều người đến đâu cũng không thắng được ta thân thể phong hiếu trung chấn động nhất niệm vạn giới sinh người đã đại thành là một tôn tứ diện thần khác trung khởi khẽ gật đầu tự đắc nói hiện tại ta lại có thêm một đòn sát thủ ngàn vạn lần không thể tiết lộ ra ngoài phong hiếu trung nhắc nhở hắn nói nhất niệm vạn giới sinh mặc dù lợi hại nhưng ngươi đừng quên môn thần thông này đã bị bản thân ngươi phá vỡ rồi sắc mặt trung khởi tối sầm trong lòng hậm hực không nói đả kích tới thật sự quá nhanh phong hiếu trung quả thật một chút mặt mũi cũng không cấp cho hắn trước đây nhất niệm vạn giới sinh được xưng là thần thông không thể giải năm xưa phục mân đạo tôn lưu lại ba ngàn đại đế dùng giới phá giới đã từng phá giải nhất niệm vạn giới sinh một lần về sau ba ngàn đế linh tiến vào hư không giới đã không còn biện pháp phá giải môn thần thông này nữa trung khởi triệu tập chư đế nghiên cứu thần thông đại nhất thống khai sáng ra nhiều loại thần thông đại nhất thống ngoại trừ thần thông đạo giải có thể phá giải nhất địa vạn giới sinh cũng còn những thần thông khác có thể phá giải môn thần thông này những thần thông này đã được hán truyền thụ cho chư đế cần chư đế phải liên thủ mới có thể thi triển ra thần thông đại nhất thống mà những năm qua đám người đại tư mệnh cũng không nhàn rỗi sợ rằng trong chư đế có không ít người đã bị đại tư mệnh thuyết phục đại tư mệnh và thần vương dưới trướng hắn cũng dựa vào thôn vệ một chút đại đế tân sinh cướp đoạt thần thông đại đạo của hắn nhận được áo nghĩa của thần thông đạo dài đại tư mệnh đã đạt được thần thông đạo dài sợ rằng áo nghĩa của những thần thông đại nhất thống khác cũng đã bị đại tư mệnh đạt được không gian thất đạo luân hồi mà hắn vừa mới tu thành cũng không thể xem thành đòn sát thủ để đối phó đại tư mệnh đại tư mệnh quả thật âm hiểm trung khởi bất động thanh sắc một đao lúc trước hắn chém về phía đại tư mệnh là tới từ trụ quang thất đạo luân hồi chém lên đạo tâm của đại tư mệnh mà từ rất lâu trước đó đại tư mệnh sớm đã bí mật nưu đồ đối phó hắn đã thôn phệ rất nhiều đại đế dưới trướng hắn khiến cho trong lòng hắn vô cùng khó chịu hoa tư nương nương và lôi trẻ cổ thần vẫn luôn nói đại tư mệnh không thể tin được xem ra quả thật là kinh nghiệm của tiền bối kinh nghiệm đã từng trải qua giáo huấn thiết huyết mặc dù đại tư mệnh một giọt nước cũng không lọt nhưng ta cũng không kém đã để lại một đao trong đạo tâm của hắn đám bọt khí phía trước không ngừng sụp đổ biến thành từng mảnh từng mảnh tinh không, vô tận tinh tú phun trào ra ngoài, kéo không gian ra thành vô cùng xa xôi. Hiển nhiên, đây là tứ diện thần đang xuất thủ, phá vỡ đám bọt khí kia, chỉ hoãn bước chân của bọn họ. Đại từ mệnh nâng rất nhiều thần vương trong lòng bàn tay, sợi dễ sinh mệnh cổ thụ trong lòng bàn tay nhanh chóng lan tràn ra, bệ lại thành một cây cầu dài vượt qua không gian, rút ngắn không gian vô tận. Quang luân sau đầu chung khởi chuyển động, cắt vào tầng tầng không gian, cũng kéo khoảng cách vô hạn thành gần lại hai người đồng thời dẫn người tiến về phía trước đột nhiên trung khởi chợt rút đao một đao chém xuống chỉ thấy phía trước là một cái bọt khí đang lúc băng liệt phun ra vô lượng tinh tú và thái dương đột nhiên hết thầy tinh tú sau cái bọt khí kia phun trào ra chợt định trụ sau đó rút ngược trở về trong thời gian một cái nháy mắt đã khôi phục lại như lúc ban đầu biến thành một vũ trụ bọt khí hoàn chỉnh như lúc ban đầu vũ thanh thần vương nhìn thấy một màn này trong lòng nhất thời nghiêm nghị lặng lẽ truyền âm cho lại tư mệnh nói đại tư mệnh không gian thất đạo luân hồi của hắn đã đại thành trong lòng đại tư mệnh chấn động truyền âm nói không cần bóc trần tạm thời gác lại tương lai xem như là thủ đoạn để đối phó hắn vũ thanh thần vương hiểu rõ trong lòng thầm nghĩ chỉ cần đế nhạc dám hạ thủ với đại tư mệnh thì triển ra không gian thất đạo luân hồi tuyệt đối sẽ là một con đường chết tứ diện thần đang bỏ chạy trượt quay đầu nhìn lại nhìn thấy một đau này của trung khởi trong lòng không khỏi nghiêm nghị nói với khởi nguyên đạo thần Đạo hữu, không gian thất đạo luân hồi của hắn đã viên mãn quán thông, hiện tại thực lực lại mạnh thêm một bậc. Khởi Nguyên Đạo Thần thoáng ngẩn người, ngay sau đó chợt đại hỉ, mỉm cười nói: "Tiểu nhi này chính là tự mua dây buộc mình, tự phá thần thông của chính mình, bản thân hắn đã nghĩ ra biện pháp phá giải nhất niệm vạn giới sinh, hiện tại lại ngược lại ứng lên trên người của chính mình. Bọn họ ở trong hoàng triều của Trung Khởi cũng có nhãn tuyến của chính mình." Trung khởi tập hợp lực lượng chư đế khai sáng ra mấy môn thần thông đại nhất thống kia cũng đều ở trong lòng bàn tay của bọn họ. Hiện tại Trung khởi đã tu thành không gian thất đạo luân hồi, chẳng phải là dùng thần thông của bản thân hắn đi phá giải không gian thất đạo luân hồi của chính hắn sao? Cái gọi là tự mua dây buộc mình, chính là nói tình huống như vậy. Hai đám người nhanh chóng bay xuống, một trước một sau, đột nhiên, đám bọt khi phía trước chợt tiêu tán, lộ ra không gian to lớn bên trong, chỉ thấy đại đạo luân hồi biến thành từng đạo từng đạo quang luân, đang lúc xoay quanh một cái thạch đài to lớn không ngừng xoay tròn một vòng lại một vòng mà đạo quang từ trên không trung bay xuống xuyên qua đám bọt khí trùng trùng điệp điệp bắn vào trong đạo quang luân trên thạch đài ông ông chấn động trong ánh quang mang chiếu rọi trên thạch đài mơ hồ có một cỗ linh thai bị tầng tầng quang mang bao phủ đang lúc tử hư hóa thực dần dần trở nên chân thật ngoài mặt linh thai hiện lên vô số đạo văn phức tạp lúc sáng lúc tối biến ảo bất định chất chứa đạo lý trí cao tản mát ra chấn động càng lúc càng mạnh. Linh thai vẫn còn đang dựng dục, nhưng bộ dáng giống như sắp sửa sinh ra. Trước mắt, cỗ linh thai này còn chưa thành hình, nhưng cũng đã cường đại như vậy, nếu triệt để sinh ra, chỉ sợ chính là cấp bậc đạo thần. Luân hồi thánh vương, một tôn tiên thiên thần ma trước giờ chưa từng có sắp sửa sinh ra ở nơi này. Đột nhiên, thiên trượt gà thét một tiếng, lao thẳng về phía linh thai trên thạch đài kia, mỉm cười nói. Đã có cỗ nhục thân này, ta còn cần kế hoạch thiên nhân kia làm gì nữa cỗ linh thai này thuộc về ta hắn giống như một cỗ dịch thể lưu động xuyên qua tầng tầng luân hồi trong lúc bất chợt đã dán sát ngoài mặt cỗ linh thai kia lưu động giống như một đoàn nhục tương vậy bao phủ linh thai chặt chặt chẽ chẽ giống như một quả cầu thịt không ngừng nhúc nhích vậy tứ diện thần đang định xuất thủ lột bỏ thiên xuống nhưng khởi nguyên đạo thần đã giơ tay ngăn cản hắn lại đắc đầu mỉm cười nói đừng gấp lại nhìn một chút xem thiên có năng lực gì có thể trưởng khống một vị tồn tại vừa sinh ra đã là đạo thần thanh âm của hắn vừa dứt đột nhiên quả cầu thịt to lớn kia chợt chấn động kịch liệt tiếp theo phốc một tiếng quả cầu thịt nổ tung mảnh thịt vỡ văng ra bốn phương tám hướng phốc phốc ấn lên trên không trung biến thành từng tòa từng tòa không trung sau đó không trung trượt lưu động hội tụ lại với nhau biến thành một đám huyết thanh nhỏ xuống rơi xuống đất khôi phục lại thành một gã thần nhân không có khuôn mặt sắc mặt âm tình bất định ta không thể đoạt xá được hắn. Trên mặt thiên mọc ra một cái miệng lớn, phun ra một ngụm trọc khí, nói. Ta cảm ứng được trong linh thai có một cội ý thức, nói ta một thân dơ bẩn, quá dơ bẩn. Hắn là đạo thần trời sinh, tự nhiên sẽ cảm thấy loại tế tự thần sinh ra như ngươi quá dơ bẩn rồi. Hắc đế cười lạnh một tiếng, nói. Thiên, ngươi đối với phàm phu tục tử chính là tồn tại thần thánh nhất, nhưng ngươi đối với đạo thần chính là tồn tại dơ bẩn nhất trên thế gian cũng không có bất kỳ thứ gì dơ bẩn hơn ngươi. Mỗi một ý niệm trong đầu ngươi, mỗi một đạo thanh âm tế tự, đối với hắn đều là dơ bẩn, không thể chịu nổi. Sao hắn lại chấp nhận ngươi được? Thiên cười lạnh không thôi. Phía sau, đại tư mệnh và trung khởi cùng nhau chạy tới, song phương đứng ở thạch tài đối diện, xa xa nhìn lại. Bàn tay khởi nguyên đạo thần khẽ lật, tế khởi mộ cổ, chân dẫm mạnh một cái, một đó hỗn độn liên chậm rãi xuất hiện ở dưới chân hắn đại phóng, thản nhiên nói, tứ diện đạo hữu, hỗn độn không ở trong luân hồi, sao ngươi không thử luyện hóa linh thai tôn thánh vương này? Tứ diện thần cười ha hả nói. Đạo hữu, vậy thì đa tặng ngươi rồi. Dứt lời, liền lao thẳng về phía thạch đài. Đại tư mệnh cất bước đi tới, nâng sinh mệnh cổ thụ trong lòng bàn tay, quét thẳng về phía tứ diện thần. Đại tư mệnh, xem ra ngươi vẫn chưa ăn đủ thiệt thòi. Khởi nguyên đạo thần cười ha hả tế khởi mộ cổ, tiếng trống thùng thùng chấn động, đám thần vương dưới sinh mệnh cổ thụ rào rào rơi xuống bên cạnh trung khởi đám người càn đô hoa tư thần hậu cũng nhao nhao xông ra nghênh đón đám người hát bạch nhị đế thần đế ma đế và tà đế càn đô thần vương nhìn thấy thiên lao thẳng về phía mình sắc mặt nhất thời đại biến vội vàng quay đầu bỏ chạy đạo huynh đừng chạy để ta ăn tinh ngươi thiên vừa đuổi theo vừa kêu lớn chỉ khi nào chúng ta hợp thể mới có thể trở nên vô địch phong hiếu chung từ một bên bước ra nghênh đón thiên mà lúc này ánh mắt trung khởi khẽ chớp động tế khởi tiên thiên thần đao nhìn về phía linh thai trên thạch đài khi thế toàn thân tăng vọt tứ diện thần đã phóng tới bên cạnh linh thai nhìn thấy trung khởi nhanh như chớp phóng tới sắc mặt không khỏi đại biến lạnh lùng nói bệ hạ người muốn làm gì trong giang sơn của trẫm không cần một tôn đạo thần trưởng khống luân hồi ầm ầm trong chấn động kịch liệt trung khởi chém xuống một đao táng đạo một đao táng đạo này đại khí bàng bạc bá đạo vô song những nơi đao quang đi qua thậm chí ngay cả đại đạo luân hồi cũng bị chém đứt răng rác một đao vừa chém xuống đại đạo trầm luân vạn đạo mai táng không gian nứt ra thời gian lui tránh trong thời không nứt ra kia hiện ra vô số hình ảnh phần mộ lăng mộ nghĩa trang nguy nga túc mủ trầm trọng sơ sát tiêu điều trọng điệp âm u quỷ dị một đao này phảng phất như sỏ xuyên qua thời gian và không gian tựa hồ chiếu dọi toàn bộ lăng mộ của các thần ma, đại đế, thần vương đã táng thân từ trước tới nay vào trong đao quang. Đao của Trung Khởi ẩn chứa khi thế cường hoành trước giờ chưa từng có, ẩn chứa tinh thần gian khổ lập nghiệp, ẩn chứa dũng khí vượt mọi trông gai, mở ra một định thế thiên địa thoáng đãng. Những nơi đại đao chém xuống, không gì địch nổi, cặp thần chảm thần, cặp ma chảm ma, gặp đạo chảm đạo. Mai táng hết thảy mọi thần không thần phục, mai táng hết thảy mọi ma không thần phục, mai táng hết thảy mọi đại đạo không thần phục một đau này của hắn, mai táng chính là thời đại cũ, mai táng chính là mục nát, mai táng chính là những tiên thiên thần ma địa vị cao cao tại thượng. Những nơi táng đạo chém tới, đại đạo luân hồi nứt vỡ, thậm chí bắt đầu mục nát tan rã. đại thần thông táng đạo, có ưu thế ngay cả đạo giải cũng không thể sánh bằng. Mặc dù trên phương diện uy năng có chỗ không bằng đại thần thông đạo giải, nhưng phương diện thần diệu thì chỉ có hơn chứ không kém. Đại đạo luân hồi mặc dù không chỗ nào mà không bao phủ, nhưng dù sao cũng chỉ là một loại đại đạo, không có người sử dụng, liền không phải là đối thủ của hắn đừng mơ tưởng sắc mặt tứ diện thần đại biến bất chấp luyện hóa cỗ linh thai trên thạch đài kia lật tay đập về phía trung khởi bàn tay hắn vừa đập xuống nhất thời chỉ thấy vạn giới bộc phát từng cái từng cái bàn tay từ bốn phương tám hướng đánh thẳng về phía trung khởi hắn ở trên phương diện đại đạo không gian đã đạt tới tận cùng nhất niệm vạn giới sinh không chỉ khiến cho hắn có thể giống như đại tư mệnh vậy hoàn toàn không có góc chết đồng dạng cũng là một loại thủ đoạn công kích mặc dù chỉ là một chiêu nhưng thông qua vạn giới, sẽ có thể biến thành vạn chưa đồng thời bạo phát. Tứ diện thần, hiện tại ta cũng đã đồng dạng với ngươi, cũng là tứ diện thần. Chúng ta đều là tứ diện thần, không biết ngươi có từng nghĩ qua làm cách nào đánh bại chính mình hay không. Trung khởi bật cười ha ha, nộ khí sông thẳng trời cao, đao quang rái lên. Nhất thời chỉ thấy thần đao táng đạo chia ra làm vạn thanh. Toàn bộ một vạn thanh thần đao này nhất tề chém xuống, nghênh đón bàn tay của tứ diện thần. Đao trưởng va chạm với nhau khí lãng bùng phát ra bốn phương tám hướng thân hình trung khởi lung lay bất ổn mặc dù hắn đã luyện thành không gian thất đạo luân hồi đã lĩnh ngộ được nhất niệm vạn giới sinh làm được hoàn mỹ vô khuyết nhưng dù sao tu vi trên phương diện này vẫn còn thua kém tôn đạo thần tứ diện thần này một bậc tứ diện thần đã một lần nữa tiến vào đạo giới trở thành đạo thần thực lực vô cùng cường hoành không thua kém khởi nguyên đạo thần chút nào hai người vừa mới giao phong một cái đã liền phân định thắng thua trung khởi loạn choạng lui về phía sau đao quang đột nhiên run dày ẩn hình tiêu thất tứ diện thần khẽ giật mình sắc mặt đại biến đại thủ lập tức úp xuống bao phủ lên trên cỗ linh thai trên thạch đài kia chỉ thấy từng cái từng cái bàn tay từ bốn phương tám hướng cùng nhau úp xuống bao phủ cỗ linh thai trên thạch đài kia chặt chặt chẽ chẽ kín không sơ hở tranh 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 vô số thanh âm va chạm đồng thời vang lên vừa rồi ánh đao của trung khởi khẽ rung lên một cái chính là dùng trụ quang thất đạo luân hồi chém ra đao quang thời điểm đao quang chém ra chính là nháy mắt kế tiếp trong từng lai tứ diện thần vốn dĩ đã chiếm thượng phong nhưng biết rõ ảo diệu một chiêu này của hắn lập tức hiểu được một đau này của hắn cũng không phải là chém về phía chính mình mà là chém về phía cỗ linh thai trên thạch đài kia cho nên mới lập tức xuất thủ bảo vệ linh thai tứ diện thần vừa chụp tay che lại linh thai lập tức tỉnh ngộ lại thầm nói một tiếng không tốt toàn bộ đám đa quang này đều chém lên trên bàn tay của hắn hơn nữa toàn bộ đều là chém lên chỗ cổ tay của chính mình đồng thời còn là cùng một chỗ nếu Trung Khởi chưa tìm hiểu ra nhất niệm vạn giới sinh ngược lại cũng không có gì, bất luận Trung Khởi công kích như thế nào, hắn đều có thể ung dung ngăn cản. Nhưng hiện tại không gian thất đạo luân hồi của Trung Khởi đã viên mãn, tìm hiểu ra ảo diệu nhất niệm vạn giới sinh, luyện ra được tuyệt học giống hệt như hắn, như vậy đối với hắn chính là cực kỳ nguy hiểm rồi. Một vạn bàn tay của hắn đều là cùng một bàn tay, bởi vì xuyên qua vô số thế giới bất đồng, lúc này mới thể hiện ra một vạn bàn tay, bởi vậy mới có thể bảo vệ được đủ các nơi của thạch tài không lưu lại cho Trung Khởi bất luận kẽ hở nào có thể công kích được linh thai. Nhưng một vạn đau này của Trung Khởi, mục đích chân chính cũng không phải là chém linh thai, chém về phía linh thai chỉ là ngụy trang, là lừa gạt, mục đích chân chính là chém về phía cổ tay của hắn. Cùng một bàn tay, cùng một chỗ, đã bị một đau của Trung Khởi chém cả vạn lần, cho dù hắn là đạo thần cũng không chịu nổi. Sang giác, tứ diện thần dên lên một tiếng, cổ tay nhất thời bị chém đứt, mặc dù gãy xương nhưng gần vẫn còn liên lạc nhưng một khắc tiếp theo đao quang lại như thác nước đổ xuống ngay cả gân cũng chặt đứt từng cái từng cái bàn tay của tứ diện thần rơi xuống đất từ vạn cái biến thành một cái chỉ thấy đao quang sau lưng trung khởi như thác nước từ phía dưới bay ngược trở lên chính là bảy đạo thân ảnh cao to đang đồng thời nâng đao chém xuống bảy vị đế nhà quá khứ vị lai một trong những vị thiên hoàng đế cường đại nhất từ trước đến nay đã từ quá khứ và tương lai đi tới đồng thời chém hắn kẻ mà hắn muốn giết không phải là luân hồi thánh vương mà là ta. Trong lòng tứ diện thần chấn động, nâng bàn tay còn lại lên, năm ngón tay không ngừng nhảy lên, theo thứ tự bắn ra. Ngón tay út búng lên tiên thiên thần đao của một tôn đế nhà quá khứ, búng bay đao quang của thanh thần đao kia, tiếp theo ngón vu danh, ngón giữa và ngón trỏ bắn ra, ngăn cản đao quang của ba vị đế nhà quá khứ vị lai. Tiếp theo bốn ngón tay thu lại, nắm lại thành quyền, ngón tay cái nhấn về phía trước, văng lớn một tiếng, ngăn cản ba đạo đao quang còn lại. Ngón tay cái của hắn nhất thời máu chảy đầm đìa cơ hồ bị chém đứt xuống. Khóe mắt tứ diện thần nhảy lên một cái, chỉ thấy quang luân sau đầu bảy vị thiên đế kia xoay tròn, đao quang trong tay rung động, cũng không lại bổ tới nữa. Nhất thời biết rõ thân quá khứ thân tương lai của chung Khởi đã từ không gian thất đạo luân hồi thay đổi thành trụ quang thất đạo luân hồi, thanh thần đao này là từ tương lai chém tới. Khó giải quyết, tứ diện thần phóng người nhảy về phía sau, lại nghe thanh âm len ken cắt vào trong vạn giới của chính mình, phá vỡ từng cái từng cái thế giới, giết về phía bản thể của hắn lại bị tầng tầng thế giới ngăn cản, không khỏi thầm nói một tiếng may mắn, lập tức dừng bước lại, ngư lại sông thẳng về phía trung khởi. May mắn là trụ quang. Đúng rồi, ta không nên lui về phía sau. Vừa rồi sở dĩ hắn dùng tay ngăn cản đao quang của bảy vị đế nhạc quá khứ vị lai, chủ yếu là vì bảy vị đế nhạc sử dụng không gian thất đạo luân hồi, đao quang chém qua tầng tầng không gian xung quanh thân thể hắn, ngay cả nhất niệm vạn giới sinh cũng không thể ngăn cản được, cho nên nhất định phải giơ tay lên chống đỡ nhưng hiện tại bảy vị đế nhạc lại là dùng trụ quang ám toán hắn sẽ không cách nào phá giải được nhất niệm vạn giới sinh của hắn dựa vào nhất niệm vạn giới sinh liền đủ để ngăn cản đây chính là nguyên nhân vì sao hắn nói chính mình không nên lui về phía sau cho dù hắn không lui về phía sau cũng có thể ngăn cản được đa quang tương lai của bảy vị đế nhạc đột nhiên quang ngân sau đầu bảy vị đế nhạc xoay tròn biến ảo thân hình đan sen trăng trịt sắc mặt tứ diện thần kịch biến đạo giải đây là trận hình đạo giải hiển nhiên bảy vị đến nhạc dự định thi triển ra trận hình đạo giải để giết hắn. lúc này bảy vị đến nhạc đã khôi phục lại thành không gian thất đạo luân hồi dưới tình huống đồng dạng là nhất niệm vạn giới sinh đạo giải tuyệt đối là sát chiêu nhằm vào hắn, cho dù hắn có là đạo thần cũng khó có thể ngăn cản. bệ hạ, người thật sự cho rằng ta chỉ có một chiêu thần thông nhất niệm vạn giới sinh này thôi sao? xung quanh thân thể tứ diện thần đột nhiên tuôn trào ra khí hỗn độn cuồn cuộn, hạo hãn vô bờ, chỉ thấy trong khí hỗn độn xuất hiện một con quái vật không có đầu không có mặt, không có tứ chi cùng cái đuôi, chỉ có một cái miệng lớn, cũng không có cơ quan bài tiết, con quái vật này mở ra cái miệng lớn, nuốt chửng cả thiên hạ. Nó chỉ có ăn vào mà không thải, tất cả mọi thứ đều bị náo biến thành hỗn độn. Nhất niệm vạn giới sinh bất quá chỉ là đại đạo mà ta sử dụng trong cái vũ trụ này mà thôi, bản lĩnh chân chính của ta là hỗn độn, bệ hạ có thể khiến cho ta hiện ra bản thể, đã xem như rất cao rồi. Năm xưa ngay cả phục mân đạo tôn cũng không thể bức ta phải hiện ra bản thể. Hắn mở miệng nuốt xuống, khiến cho thời không băng liệt, nháy mắt đã bị xoắn nát, biến thành khí hỗn độn cuồn cuộn, lớn mạnh thân thể của hắn. Có biết vì sao đạo giới lại có nhiều khí hỗn độn như vậy không? Tứ diện thần nghênh đón đạo dài, cái miệng lớn cực kỳ dữ tợn, thần thông đạo giải cường đại tới mức nào, nhưng sau khi rơi vào trong miệng hắn liền biến mất không thấy đâu nữa, nửa điểm uy năng cũng không thể hiện. Năm xưa lại tư mệnh mở ra đạo giới không thành công, đạo giới vừa mới thành hình đã sụp đổ tan rã, ta vô tình trượt vào trong đạo giới, trong lúc bất chợt đã có ý thức nghĩ muốn đồng hóa đạo giới thành hỗn độn chẳng qua ta ngoài ý muốn tiến vào lại khiến cho đạo giới không hoàn toàn sụp đổ là ta đã định trụ không gian tàn phá của đạo giới nhưng đạo giới cũng bởi vì ta mà bị khí hỗn độn xâm thực biến thành bộ dáng như hiện tại lực lượng của ta cái miệng lớn của hắn nuốt về phía trung khởi và thạch đài ý được muốn nuốt chừng luôn cả trung khởi lẫn cỗ linh thai trên thạch đài cường đại tới tình trạng ngươi không cách nào tưởng tượng nổi trung khởi ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy đám khí hỗn độn vô biên vô tận trên đỉnh đầu không ngừng ba động. Đó không phải là khí hỗn độn, mà là cái miệng lớn của tứ diện thần. Hắn vốn cho rằng hậu thổ nương nương là tôn đạo thần đầu tiên, chẳng những là hắn cho rằng như vậy, mà tuyệt đại bộ phận các thần ma đều cho rằng là như vậy. Thậm chí còn có lời đồn nói rằng hậu thổ nương nương là người mở ra đạo giới nữa. Hiện tại xem ra, đạo giới vẫn như cũ là di chỉ do đại tư mệnh mở ra, vốn dĩ sắp sửa hoàn toàn sụp đổ, biến thành hư vô nhưng tứ diện thần vô tình trong lúc ngoài ý muốn từ trong hỗn độn bị kéo vào trong đạo giới đang lúc sụp đổ hắn đã dùng thân thể của chính mình định trụ không gian tàn phá của đạo giới hắn đại khái chính là dùng thần thông nhất niệm vạn giới sinh nâng đỡ không gian của đạo giới hắn bị kéo vào trong đạo giới đang sụp đổ nếu hoàn toàn không làm gì bản thân chính mình cũng sẽ bị đè chết cho nên một ý niệm liền bộc phát vạn giới quả thật chính là thần minh từ trên trời giáng xuống một ý niệm liền tạo ra đạo giới nhất niệm vạn giới sinh Loại thần thông trước đây đã từng vô địch thế gian này chính vì vậy mà tạo thành. Bởi vì hắn xuất hiện đã khiến cho xu thế sụp đổ của đạo giới chậm lại, nhưng khí hỗn độn cũng vì vậy mà xâm nhập, khiến cho đạo giới cũng biến thành loang lổ gì xét, xấu xí không chịu nổi, không còn là thế giới xinh đẹp trong tưởng tượng của chúng thần kia nữa. Khí hỗn độn xâm thực vào đạo giới và xu thế sụp đổ của đạo giới hẳn là kết thúc tại một khắc hậu thổ nương nương trở thành đạo thần, tiến vào đạo giới kia. Đạo giới đã có được lực lượng chống lại sự đồng hóa của khí hỗn độn lúc này mới dừng lại xu thế tiếp tục biến thành hỗn độn, mà tứ diện thần đang dốc toàn lực nâng đỡ không gian của đạo giới, cũng nhờ có hậu thổ nương nương tiến vào mà thở phào nhẹ nhõm một hơi. Những năm qua hắn vẫn luôn dốc toàn lực nâng đỡ đạo giới, không để đạo giới đổ sụp, mà chính mình cũng vì vậy bị vây khốn, chứ có thể cố gắng chống đỡ đạo giới không dám thả lòng. Sau khi hậu thổ nương nương tiến vào, đạo giới không tiếp tục đổ sụp nữa, từ chúc thay thế hắn nâng không gian đạo giới lên, khiến cho đạo giới từ từ vững chắc lại tứ diện thần rốt cuộc cũng có thể thoát thân mà lúc đó chính là thời kỳ cuối của thời đại phục mân đạo tôn quần hùng thiên hạ nhao nhao nổi lên đang chờ đợi phục mân đạo tôn qua đời sau đó đại triển kế hoạch mưu lược vĩ đại tranh đoạt thiên hạ thiên hạ đại loạn là do khởi nguyên đạo thần một tay dựng lên nhưng đục nước báo cỏ lại không thể thiếu tứ diện thần nhúng tay đảo loạn khắp nơi không ngừng quấy rối hắn chưa từng hiện ra chân thân không ai biết hắn tới cùng mạnh mẽ tới mức nào hiện tại đã hiện ra chân thân thật sự vô cùng khủng bố, không có gì là không hóa, không có đại đạo nào là không hóa. Tứ diện thần quả thật cường hoành, sắc mặt trung khởi cực kỳ nghiêm nghị, đột nhiên thu lại thân quá khứ thân tương lai của chính mình, đáp xuống trên thạch đài, đại đạo luân hồi trên thạch đài vẫn như cũ không ngừng dung chuyển, hội tụ vào trong cỗ linh thai kia. Trong cỗ linh thai kia đột nhiên bùng phát một cỗ năng lượng vô biên, bán thẳng về phía đám khí hỗn độn kia, từng đạo từng đạo quang luân xoay tròn, cắt đứt, cắt ra khí hỗn độn, địa phương khí hỗn độn bị cắt ra khí hỗn độn nhất thời biến thành đại đạo thần ma biến thành quang và ám biến thành thiếu âm thiếu dương thái âm thái dương biến thành tứ tượng ngũ hành biến thành bát hoang bát quái trong lòng trung khởi khẽ động lúc đầu ta là tới giết chết linh thai tứ diện thần thủ hộ linh thai hiện tại lại biến thành tứ diện thần thôn vệ linh thai linh thai tự bảo vệ chính mình có chút thú vị chẳng qua tứ diện thần biến thành bản thể hỗn độn cũng cũng không phải là vô địch đại đạo luân hồi vẫn có thể khắc chế hắn bản lĩnh chân chính của tứ diện thần chính là hỗn độn có thể đồng hóa hết thảy mọi thứ thôn phệ hết thảy mọi thứ tạm thời gọi là đại đạo hỗn độn loại đại đạo hỗn độn này thậm chí ngay cả vũ thanh trụ quang của trung khởi cũng có thể thôn phệ trong hỗn độn không gian không tồn tại dòng thời gian không chảy ngay cả đạo giải cũng oanh không ra phá không được quả thật chính là khắc tinh của hắn nhưng đại đạo luân hồi của linh thai lại có thể cắt ra khi hỗn độn thể hiện ra dị tượng vũ trụ sinh ra từ trong hỗn độn sinh sinh tương khắc, khắc khắc tương sinh, vô cùng cổ quái, khiến cho Trung Khởi đã có một tầng lĩnh ngộ khác. Con quái vật hỗn độn tứ diện thần kia cũng phát ra thanh âm kêu rên, trầm muộn như sấm, hiển nhiên linh thai tự động hộ chủ cũng khiến cho hắn ăn thua thiệt lớn. Cỗ linh thai này gặp nguy hiểm mới tự động phản kích, trong linh thai hẳn là vẫn chưa có ý thức. Trung Khởi vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên hỗn độn xung quanh chợt biến mất không thấy đâu nữa, tứ diện thần khôi phục lại hình dáng như bình thường, một tay ôm lấy miệng chính mình, trong khóe miệng đang không ngừng chảy máu nhanh chóng thối lui về phía sau đột nhiên ầm một tiếng đánh vỡ không gian tiến vào trong đạo dưới bến mất không thấy đâu nữa mà quang mang do linh thai phát ra kia cũng đột nhiên dừng lại thu liễm xuống quang mang ảm đạm hiển nhiên một lần bạo phát vừa rồi kia cũng khiến cho nó tiêu hao không nhỏ hiện tại nếu ta chém hắn có phải lực phản kích của đại đạo luân hồi sẽ không còn cường hoài như vừa rồi nữa không trung khởi đảo mắt quan sát bốn phía trận chiến giữa đại tư mệnh và khởi nguyên đạo giới hùng mãnh tới cực điểm cho dù là đang giao phong với tồn tại như khởi nguyên đạo thần bậc này đại tư mệnh vẫn như cũ có dư lực chú ý tới tình huống bên này chú ý tới nhất cử nhất động của trung khởi trận chiến của những thần vương còn lại cũng vô cùng mãnh liệt không ngừng thống hạ sát thủ thực lực của hắc bạch nhị đế cực mạnh nhưng hoa tư nương nương liên thủ với thần hậu nương nương cộng thêm linh căn tử trúc cũng đủ để ngăn cản đám thần vương còn lại như vũ thanh thần vương trụ quang thần vương khởi nguyên thần vương đối chiến với thần ma tà tam đế cũng không rơi xuống hạ phong chỉ có phong hiếu trung liên thủ với cản đô thần vương là đánh tới mức khiến cho thiên không ngừng chạy loạn không dám chính diện chống lại hiện tại tứ diện thần đã bỏ chạy có thể uy hiếp tới trung khởi sợ rằng duy nhất có cỗ linh thai trước mắt này mà thôi hổ thẹn vẫn còn chưa ra đời đã khiến cho ta phải kiêng kỵ như vậy không dám trực tiếp thống hạ sát thủ cỗ linh thai luân hồi thánh vương này quả thật bất phàm trung khởi định thần trở lại hít mạnh một hơi thật dài tiên thiên thần đao trong tay biến mất không thấy đâu nữa hắn lặng lặng đứng thẳng trước linh thai yên lặng cảm ứng ý thức trong linh thai nghĩ muốn thăm dò xem trong linh thai có phải quả thật đã sinh ra ý thức hay không có thân thiện với chính mình hay không bất diệt thần thức của hắn tham dò vào trong linh thai bên trong cỗ linh thai kia tựa hồ một mảnh trống rỗng không có bất kỳ ý thức gì trung khởi không ngừng tìm kiếm đột nhiên cảm giác được một cỗ ý thức hùng mạnh ầm ầm bùng phát thôn vệ bất diệt thần thức của hắn sắc mặt trung khởi trầm xuống đứng ở nơi đó càng vững chắc ổn định hơn, khí thế phát ra càng lúc càng mạnh, từng đạo từng đạo quang luân sau đầu xoay tròn, vận tốc xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Chấm chính là người đã mở ra khu luân hồi thứ bảy, kéo đạo giới vào luân hồi, sáng tạo ra đại đạo luân hồi. Đạo quang quanh người hắn không ngừng chấn động, đại đạo bộc phát ra quang mang sáng người, khiến cho toàn thân hắn như quang như diễm. Người là sinh linh do đại đạo luân hồi diễn sinh ra, đại phòng bị chậm như vậy, trong ý thức của ngươi vẫn cho rằng luân hồi là của ngươi khu luân hồi thứ bảy là của ngươi mặc dù chỉ trong khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi nhưng trung khởi lại dọ thám ra được khá nhiều thứ từ trong ý thức của cỗ linh thai này lạnh lùng nói ngươi không biết cảm ơn trẫm thì có gì khác với những tiền thiên thần ba khác chứ trẫm có thể sáng tạo ra ngươi cũng có thể ầm ầm toàn thân hắn sắc bén như đào cắt mở thiên địa cắt ra thời không chém thẳng về phía cỗ linh thai kia trước mặt hắn đao mang sắc bén khôn cùng chém đôi hết thảy mọi thứ sau lưng hắn sống đao trầm trọng như hàng rào thiên địa thủ hộ an nguy của chúng sinh trong cỗ linh thai kia đột nhiên đại phóng quang mang đại đạo luân hồi bị dẫn động quét thẳng về phía trung khởi uy năng của đại đạo luân hồi một lần nữa bạo phát sau đầu trung khởi quang ngân điên cuồng chuyển động thân hình bảy vị đế nhạc đan sen giao thoa thần thông đạo giải bùng phát uy năng đánh thẳng về phía đại đạo luân hồi không được đại tư mệnh quất lớn sinh mệnh cổ thụ trong tay đột nhiên quét tới, quét ngang về phía trung khởi. Bệ hạ, mời ngươi an phận một chút. Sắc mặt khởi nguyên đạo thần cũng đại biến, mặc kệ công kích tại tư mệnh, vung tay tế khởi mộ cổ, oanh kích thẳng về phía trung khởi. Bệ hạ, ngươi làm quá tuyệt rồi, ngươi muốn giết luân hồi thánh vương sao, nằm mơ. Sắc mặt đám người hắc đế, bạch đế, hoa tư và thần hậu nương nương cũng kịch biến, chờ mắt nhìn trung khởi chém về phía cỗ linh thai kia, quên mất công kích đối thủ đại tư mệnh ngươi dám tiểu long lôi trạch nổi trận lôi đình lớn tiếng kêu lên đại tư mệnh vậy mà bởi vì linh thai hung hãn hạ thủ với trung khởi khiến cho lôi trạch cũng không khỏi giận dữ nếu không phải hiện tại hắn quả thật quá yếu khẳng định đã sớm tế khởi tiên thiên quả thụ giết qua liều mạng người chết ta sống với đại tư mệnh oanh 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 đạo giải do bảy cỗ thân tương lai thân quá khứ của trung khởi đánh ra và chạm thẳng với đại đạo luân hồi thần thông đạo giải trong chấn động kịch liệt tan giã loại thần thông vô địch này vậy mà cũng khó có thể ngăn cản uy năng của đại đạo luân hồi sau một khắc trung khởi dùng thân làm đao đao quang nghênh đón quang mang của đại đạo luân hồi trong lúc bớt chợt toàn thân hắn xuyên qua quang mang của đại đạo luân hồi sinh mệnh cổ thụ của đại tư mệnh ầm ầm quét vào quang mang do đại đạo luân hồi phát ra cành lá sinh mệnh cổ thụ tung bay vô số cành lá chốc ra nhưng quang mang đại đạo cũng bị một kích của đại tư mệnh đánh nát tiếp theo uy năng mộ cổ ầm ầm bạo phát oanh kích lên trên cỗ linh thai trên thạch đài kia thân ảnh trung khởi xuất hiện phía sau linh thai cua đao chém xuống đao vừa chém xuống linh thai nhất thời vỡ ra bị chém thành hai khúc đại tư mệnh và khởi nguyên đạo thần nhất tề dại ra chỉ thấy hai mảnh linh thai kia lăn xuống khỏi thạch đài chìm vào trong một cái bọt khí lần lượt biến mất không thấy đâu nữa khóe mắt đại tư mệnh và khởi nguyên đạo thần đều kịch liệt nhảy lên một cái một kích kia của trung khởi là mượn tay bọn họ để giết chết linh thai của luân hồi thánh vương với thực lực của trung khởi cho dù có thể giết chết linh thai chỉ sợ cũng phải bỏ ra một cái giá cao vô cùng thảm trọng, thậm chí ngay cả có thể sống sót hay không vẫn chưa thể nói trước. Mà nếu mượn tay của bọn họ, Trung Khởi sẽ có thể dùng cái giá ít nhất phá vỡ linh thai của đại đạo luân hồi, giết chết linh thai. Đại tư mệnh và khởi nguyên đạo thần đều cho rằng Trung Khởi đang liều mạng, cho dù có chết cũng muốn giết chết linh thai, dưới sự quan tâm, bọn họ tất nhiên chạy tới ứng cứu. Mà một kích nhìn như cực kỳ bá đạo của Trung Khởi thật ra cũng không hao phí bao nhiêu lực lượng, mà là dùng không gian thất đạo luân hồi xuyên qua quang mang bảo hộ của linh thai để cho sinh mệnh cổ thụ phá vỡ quang mang của đại đạo luân hồi lại để cho mộ cổ anh kích lên trên linh thai linh thai đã không còn đại đạo luân hồi thủ hộ lại lâm vào trạng thái chư thiên vô đạo của mộ cổ hắn chỉ cần xoay người giơ tay chém xuống giết chết linh thai nhất thời thuận buồm xuôi gió luân hồi lục giới do chậm chế tạo lại muốn sinh ra một tôn thánh vương khống chế luân hồi của trẫm, hắc hắc thiên địa này thật bất công đại đạo này thật bất công Trung khởi ngồi xếp bằng ngồi đả tọa, ngồi lên trên thạch đài, phốc một tiếng, cắm tiên thiên thần đao lên trên trung tâm thạch đài, ngay trước mặt chính mình, cười lạnh một tiếng, nói. Đây hẳn chính là quy tắc của đạo giới, đại đạo của đạo giới không cam lòng để cho người khác sử dụng, cho nên mới nghĩ muốn khống chế người khác, đối với những kẻ chống lại quy tắc đại đạo sẽ liền đạt bỏ. Chấm đã sáng tạo ra đại đạo luân hồi, đại đạo luân hồi lại muốn diệt sát chấm, đoạt đạo thống của chấm, đạt sang sơn của chấm cái này đại khái chính là bẫy sập đạo thần của trẫm ta sẽ để cho đại đạo luân hồi ngươi nhìn một chút mặt tà ác của trẫm hô hai cánh tay hán chấn động một cái kiện đế bào sau lưng giống như áo tròn vậy tung bay phần phật phiêu đãng về phía sau kéo dài ức ngàn vạn dằm dưới bóng ảnh to lớn vô số vong linh thần ma đang kêu gào thét thảm khuôn mặt đám linh hồn tàn phá không chịu nổi kia cực kỳ dữ tợn thân thể vạn vẹo ở trong hỏa dưỡng và hồng thủy ngập trời không ngừng dãy giụa, dữ tợn khủng bố đại đa số những linh hồn đều tàn phá, không vào luân hồi. Đó là linh hồn của các thần ma bởi vì trung khởi mà chết trong các trận đế chiến. Lúc đó bởi vì luân hồi lục giới chưa lập, đại luân hồi linh hồn tử vong sụp đổ, gây dựng lại trọng sinh đầu thai cho tới hiện tại vẫn chưa hoàn toàn xác định. Đám linh hồn tàn phá này vẫn luôn dây dưa bên cạnh trung khởi, biến thành oán niệm và nguyền rùa vô tận, giống như giỏi bám trong xương, cắt gao đi theo trung khởi. Nguyền rùa ngập trời, oán niệm ngập trời. Bảo tọa thiên đế của trung khởi nhìn như chói sáng vô cùng, nhưng bên dưới bảo tọa lại mai táng thi cốt khôn cùng đám nguyền rùa vào oán niệm này vẫn luôn dây dưa trên người trung khởi từ trước tới nay vô số vong hồn vẫn luôn không ngừng gào thét bên tai trung khởi oán khí vô tận ăn mòn linh hồn của hắn không ngừng không nghỉ loại oán niệm và nguyền rùa này cho dù là thương hải đại đế và phi yên nữ đế cũng đều không thể hóa giải cho dù là vãng sinh nương nương từ mệnh cũng không thể làm gì được thì trung vẫn không ngừng đi theo bên người trung khởi nguyên rùa vào oán niệm ngập trời khiến cho bên dưới đế bào của vị thiên đế này đốt lên nghiệp hòa hừng hực lan tràn nghiệp thủy ngập trời nghiệp hòa nghiệp thủy cũng không phải là nhằm vào đám vong linh vong hồn kia mà là nhằm vào trung khởi dằn vặt hắn tàn phá hắn cho tới hiện tại đã kéo dài hơn ba ngàn năm ầm 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 trên thạch đài đại đạo luân hồi trượt khó hiểu chấn động một cái sau đó đột nhiên bắn nhanh về phía trung khởi cỗ đại đạo này cũng không phải là bị lời nói của trung khởi dẫn động mà là bị đám vong linh vòng hồn kia dẫn động, tự hồ muốn đưa đám vòng linh vòng hồn kia vào trong luân hồi. Đây chính là quy tắc của đại đạo luân hồi, sở dĩ đại đạo luân hồi sinh ra là vì trung khởi mở ra khu luân hồi thứ bảy, kéo đạo giới vào luân hồi, hình thành luân hồi lục giới hoàn chỉnh. Mà quy tắc của loại đại đạo này chính là trường khống sinh lão bệnh tử, tái tạo trọng sinh chuyển thế của hết thầy sinh linh trong toàn thể vũ trụ, hình thành nên một hệ thống đại luân hồi hoàn chỉnh, bao gồm tất cả các chủng tộc trong toàn bộ thế gian, kể cả tiên thiên thần ma, thậm chí là đạo thần. Đám vong linh vong hồn chết trận dưới đế bào của trung khởi kia cũng nằm trong hàng ngũ luân hồi, cộng thêm oán niệm nguyền rủa mãnh liệt như vậy, đã ảnh hưởng tới sự vận hành của đại đạo luân hồi. Nếu không kéo đám vong linh vong hồn kia tiến vào luân hồi, đại đạo luân hồi tất nhiên cũng sẽ vì vậy mà bị hao tổn. Trung khởi giang rộng hai cánh tay, kiện đế bào đang tung bay phấp với sau lưng mạnh mẽ thu lại, bao phủ lên trên người, thu đám vong linh vong hồn kia vào trong cơ thể. Đại đạo luân hồi gào thét lao tới, điên cuồng xuyên qua thân thể hắn, từ trong cơ thể hắn mang đi một đạo lại một đạo linh hồn tàn phá. Đám linh hồn kia ở trong quang mang đại đạo lộ ra nụ cười, bị quang mang của đại đạo luân hồi tẩy rửa đi một thân oán khí vào nguyền rủa, trở nên càng lúc càng tinh thuần. Cặp mắt trung khởi nhắm lại, đại đạo luân hồi nhập thể, khiến cho hắn bắt được cơ hội tốt khó có thể tưởng tượng. Quang luân sau đầu hắn nhất thời biến thành trí tuệ luân, điên cuồng tìm hiểu thôi diễn đại đạo luân hồi, đồng thời luyện hóa đại đạo đang tiến vào cơ thể chính mình ngay cả đám nghiệp hòa nghiệp thủy kia cũng bị đại đạo luân hồi mang ra khỏi thân thể hắn khiến cho nghiệp lực của bản thân hắn dần dần tiêu tán những năm gần đây hắn vẫn luôn nhẫn nhịn gánh chịu nghiệp hòa nghiệp thủy luyện hóa toàn thân thống khổ vạn phần lại không có cách nào có thể trị khỏi ngay cả ba vị trí giả bọn vân quyền thư cũng không có cách nào ứng phó hiện tại rốt cuộc đã có thể khiến cho hắn giảm bớt đau đớn luân hồi đạo giới đại đạo luân hồi không ngừng chen trúc lao tới từ trong cơ thể hắn mang đi càng nhiều vong linh vong hồn đồng thời từng đạo từng đạo quang trụ không ngừng từ trong hư ảnh lục giới rơi xuống chiếu rọi trên toàn thân hắn mang đi càng lúc càng nhiều oan hồn mà trung khởi cũng đang gia tăng luyện hóa đại đạo luân hồi bắt lấy cơ hội hiếm có này trong lòng đại tư mệnh và khởi nguyên thần vương nhất thời nghiêm nghị trung khởi đánh chết linh thai của luân hồi thánh vương vậy mà tự biến chính mình thành linh thai tu hú chiếm chỗ chim sáo hắn đây là muốn để cho chính mình trở thành luân hồi thánh vương sao đại tư mệnh và khởi nguyên đạo thần liếc nhìn nhau một cái cuối cùng cũng có thể khẳng định mục đích chuyến đi này của Trung Khởi. Mục đích của Trung Khởi từ lúc mới bắt đầu đã không phải là thăm dò luân hồi đạo giới, hoặc là để cho luân hồi thánh vương trở thành trợ thủ của chính mình. Mục đích của hắn chính là tu hú chiếm tổ chim sáo, giết chết linh thai của luân hồi thánh vương, tự mình ngồi lên ổ của linh thai, hấp thu đại đạo luân hồi. Vô pháp vô thiên, quả thật chính là vô pháp vô thiên. Luân hồi thánh vương là tồn tại cường đại tới mức nào? Hắn còn chưa xuất thế đã dẫn động đại đạo thiên địa, khiến cho đại đạo lục giới hình thành hư ảnh không ngừng biến thành đạo quang trở thành chất dinh dưỡng của hắn tầm bổ cho hắn trưởng thành hắn thậm chí còn bức cho sinh linh hỗn độn do tứ diện thần biến thành không thể không bại lui bỏ chạy vào trong đạo giới tồn tại bậc này cứ như vậy bị trung khởi một đau chém đôi sau đó trung khởi còn chiếm đi xào huyệt của hắn tự mình hưởng thụ đại đạo luân hồi luyện hóa đại đạo luân hồi nữa không thể để cho hắn đạt được cơ duyên của luân hồi thánh vương nếu để cho hắn nhận được toàn bộ cơ duyên của luân hồi thánh vương vậy thiên hoàng đế một đời này sẽ không ai có thể chế phục được khóe mắt đại tư mệnh khẽ nhảy lên nếu trung khởi thôn vệ luyện hóa được đại đạo luân hồi mà kệ hắn có thể mượn cơ hội này trở thành đạo thần hay không cũng đều sẽ trở thành không có địch thủ cho dù là đại tư mệnh cho dù là khởi nguyên đạo thần cho dù là tứ diện thần cũng đều không phải là đối thủ của hắn chiến lược bậc này tuyệt đối sẽ là đệ nhất nhân từ trước tới nay thậm chí có thể nói trong năm tháng lâu dài vô tận sau này nếu đạo pháp thần thông không có đại bạo tạc lại có sự tiến bộ nhảy vọt, thì sẽ không một kẻ nào có thể siêu về được hắn. Chẳng qua, nếu thời điểm này hắn ngăn cản trung khởi, vậy quan hệ liên minh vốn dĩ đã rất mong manh giữa hai người sẽ liền vỡ tan. Hắn dung túng đám thần vương dưới chứng đi thôn vệ tân đế tu thành đế cảnh, chuyện này tuyệt đối không có khả năng vĩnh viễn giấu giếm được trung khởi. Mà chuyện tình thôn vệ chư đế, cũng có phần của đại tư mệnh. Đại tư mệnh dùng thủ đoạn cướp đoạt sinh mệnh của tân đế, rút ra tu vi đại đạo kẻ này chính là nhanh chóng nhất, sẽ không phát sinh chiến đấu, kinh động tới những người khác những năm qua sở dĩ bọn họ làm được bí ẩn như vậy khiến cho trung khởi không thể phát hiện chính là do đại tư mệnh đã xuất thủ mà hành trình luân hồi đạo giới lần này trung khởi khẳng định đã phát hiện ra một chút dấu vết tơ nhện nếu lần này hắn lại ngăn cản trung khởi luyện hóa đại đạo luân hồi vậy liền thật sự sẽ xé rách liên minh quan hệ giữa hai người sẽ trở thành không chết không thôi rồi nhưng hắn lại không thể không ngăn cản trung khởi có thể nói là rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan khởi nguyên đạo thần chỉ sợ cũng ôm ý niệm đồng dạng với hắn chẳng qua bởi vì có đại tư mệnh ở đây, hắn cũng không dám bỏ qua đại tư mệnh mà công kích trung khởi, đuổi trung khởi xuống đài. Nếu lúc này ta rời khỏi, khởi nguyên đạo thần sẽ lập tức thống hạ sát thủ với Trung Sơn Thị. Đại tư mệnh vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên thanh âm của trung khởi chợt vang lên, nói. Kính nhờ đại tư mệnh giúp ta ngăn cản khởi nguyên đạo thần một lát, thật không dám giấu giếm, ta thân mang ẩn tật, những năm qua bị đám vong linh vong hồn này nguyên rùa dần vật, cần phải mượn dùng đại đạo luân hồi để luyện hóa ẩn tật đại tư mệnh thoáng ngẩn người, nhất thời tình ngộ lại. Trung khởi cũng không phải là tiên thiên thần ma do đại đạo luân hồi sinh ra, đại đạo luân hồi tự nhiên sẽ không quan tâm tới hắn, dùng đại đạo luân hồi nuôi dựng hắn. Trung khởi có thể dẫn động đại đạo luân hồi và thánh địa luân hồi, hoàn toàn là dựa vào đám vong linh vong hồn kia. Đợi sau khi đại đạo luân hồi kéo đám vong linh vong hồn kia vào trong luân hồi, vậy trung khởi sẽ không thể luyện hóa đại đạo luân hồi được nữa. Loại tràng diện kinh thiên động địa vừa rồi kia cũng tự nhiên tiêu tán. Hắn quan tâm tất loạn, còn tưởng rằng trung khởi có thể trưởng khống đại đạo luân hồi bồi dưỡng chính mình thành luân hồi thánh vương đột nhiên khởi nguyên đạo thần trượt cười lạnh một tiếng nói đại tư mệnh ngươi giúp hắn ngăn cản ta chính là nuôi hổ thành họa đế nhạc có tâm địa gì chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng sao hắn trước giờ vẫn luôn quen qua sông đoạn cầu quen bỏ đá xuống giếng người trợ giúp hắn chính là tự đào hố chôn mình người liên thủ với hắn đối kháng ta cũng không thể để cho hắn quá mạnh mạnh tới mức vượt qua ngươi lúc đó chính là tử kỳ của ngươi hiện tại ngươi cắt đứt hắn tìm hiểu đại đạo luân hồi vẫn còn kịp bằng không tương lai ngươi ắt sẽ ngộ hại đại tư mệnh lắc đầu tế khởi sinh mệnh cổ thụ giết tới nói ta và bệ hạ đã ký kết khế ước hỗn độn bệ hạ tuyệt sẽ không hại ta thật ra là các hạ trước đây đã từng hại ta sao có thể khiến cho ta tin ngươi khởi nguyên đạo thần tế khởi hỗn độn liên chống lại uy năng của hai gốc linh căn bùng phát khiến cho từng cái từng cái vũ trụ bọt khí yên diệt cười lạnh một tiếng nói đại tư mệnh người cố chấp bảo thủ như vậy xem ra vẫn là chưa ăn đủ thô thiệt đột nhiên chỉ nghe ầm một tiếng dư ba thần thông của hai người bùng phát bốn phía lực lượng dư ba chủ yếu va chạm lên trên người trung khởi âm hiểm cặp mắt khởi nguyên đạo thần sáng lên trong lòng thầm khen một tiếng cỗ lực lượng này cũng không phải là do hắn dẫn dắt đánh lên trên người trung khởi mà là hành vi của đại tư mệnh hiển nhiên bản thân đại tư mệnh cũng vạn phần kiêng kỵ trung khởi hành động này không phải là muốn gây nguy hiểm cho trung khởi vẫn để cho trung khởi có thể khu trừ ẩn tật nhưng tuyệt đối không để cho hắn tiếp tục luyện hóa đại đạo luân hồi trung khởi rên lên một tiếng dư ba giao phong giữa đại tư mệnh và khởi nguyên đạo thần không ngừng đánh tới liên tục oanh kích lên trên người hắn khiến cho tốc độ hắn luyện hóa đại đạo luân hồi giảm xuống thật lớn đột nhiên phong yếu trung trượt bỏ qua thiên lắc mình đi tới trên thạch đài, bảo hộ trước người trung khởi xuất thủ giúp hắn ngăn cản dư ba giao phong của hai người trung khởi nhất thời yên lòng tiếp tục chuyên tâm luyện hóa đại đạo luân hồi mà bên kia Thiên không còn bỏ chạy nữa, mà lập tức quay đầu lại đuổi theo Càn Đô Thần Vương. Càn Đô Thần Vương không ngừng hô to gọi nhỏ, hốt hoảng chạy trốn. Chẳng qua vừa rồi Thiên bị Phong Hiếu Trung liên thủ với Càn Đô Thần Vương đánh trọng thương, truy đuổi bỏ chạy khắp nơi. Lúc này Thiên nghĩ muốn giết hắn cũng là không dễ. Trung khởi thì toàn lực gia tăng luyện hóa đại đạo luân hồi, hành động này đồng dạng cũng có thể trị tận gốc ẩn tật của hắn. Hắn vẫn luôn bị ức vạn oan hồn oan linh thần ma không ngừng quấn lấy, nguyên rủa vào án niệm quấn người nghiệp hỏa nghiệp thủy do nghiệp lực biến thành thủy hỏa tập kích ngày đêm thống khổ cũng có thể mượn cơ hội này đồng thời diệt trừ nghiệp hỏa nghiệp thủy tập kích vô cùng đau đớn sớm tại thời điểm hắn san bằng vũ trụ cổ lão và đại quân thần ma tiền triều đã bắt đầu quấn lấy trên người hắn lúc đó ba ngàn đế thi đã giết chết không biết bao nhiêu thần ma trung khởi thì giết chết mục tiên thiên san bằng cựu triều vong linh vong hồn vô số toàn bộ đều quy tội cho hắn lúc đó cũng đã hình thành nên nghiệp thủy nghiệp hỏa cộng thêm năm xưa trung khởi giúp mục tiên thiên bình định thiên hạ chinh chiến tử vi sát phạt vô số đã giết chết vô số thần ma và đại tướng của đế minh thần triều tụ tập ức vạn oan hồn oan linh đám oan hồn oan linh này trên không thể tiến vào hư không giới dưới không thể đầu thai chuyển thế chỉ lành dung nhập vào trong bí cảnh nguyên thần của hắn ngày đêm dây sương nguyền rùa người trong thiên hạ đều chỉ nhìn thấy trung khởi quang vinh trên đế vị quang mang thiên đế trói mắt chiếu dọi khắp thiên địa hoàn vũ cao cao tại thượng vô số đại đế đế côn đi theo nhưng kẻ nào cũng đều không nhìn thấy mặt u ám mặt tà ác của vị thiên hoàng đế bệ hạ này trên người cất giấu bao nhiêu oan hồn oan linh khiến cho hắn nhẫn nhịn sự thống khổ cho tới bây giờ nhưng hiện tại đại đạo luân hồi đã sinh ra khu luân hồi thứ bảy thành lập được hệ thống quy táng trọng tố và vãng sinh rốt cuộc đã cấp cho hắn cơ hội chữa trị ẩn tật nếu đại đạo luân hồi bị luân hồi thánh vương trưởng khống chắc chắn sẽ không giúp hắn chữa trị ẩn tật tránh ngược còn có thể xem đây là áp chế bước hắn nhường ra khu luân hồi thứ bảy thậm chí nói không chừng sẽ thừa dịp này động tay chân khiến cho ẩn tật của Trung khởi cũng càng sâu hơn cho nên bất luận nói thế nào Trung khởi cũng muốn diệt trừ tôn luân hồi thánh vương này không cho hắn có bất cứ cơ hội nào mặc dù hắn toàn lực áp chế đại đạo luân hồi gia tốc luyện hóa nhưng đại đạo luân hồi trùng kích vẫn là mang đi càng lúc càng nhiều linh hồn trong cơ thể hắn nếu đám vong linh vong hồn kia hoàn toàn bị đại đạo luân hồi mang đi vậy đại đạo luân hồi sẽ không lại trùng kích nhục thân hắn bởi vậy hắn nhất định phải nắm chặt thời gian ông quanh người hắn xuất hiện tiên thiên bát quái vô số quẻ tượng tung bay thôi diễn ảo diệu của đại đạo luân hồi mà trong cơ thể hắn thì dùng dịch đạo luyện hóa đại đạo luân hồi trải qua trong cơ thể hai bút cùng vẽ đám vòng linh vong hồn kia đều là ẩn nấp trong mỗi một cái bí cảnh trong nhục thân hắn hắn đã tu thành tiên thiên thần ma hết thảy bí cảnh trong cơ thể đều ở trạng thái mở ra giống như ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới vậy to lớn khoáng đạt đại đạo luân hồi giống như nước thủy triều phóng vọt tới bao phủ ngàn vạn bí cảnh đạo quang nồng đậm khôn cùng bạo phát lôi cuốn theo đám vong linh vong hồn kia ra ngoài huyền bí của đại đạo chính là ẩn giấu trong khoảnh khắc đạo quang bạo phát mang đi đám linh hồn này căn bản rất khó nắm chắc có phong hiếu trung hộ pháp trung khởi toàn lực ngưng thần chăm chú không cần phòng bị ngoại giới tập kích toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tìm hiểu và luyện hóa đại đạo luân hồi chẳng qua theo càng lúc càng nhiều linh hồn bị mang đi đại đạo luân hồi trùng kích cũng dần dần chậm lại đạo quang cũng dần dần ảm đạm xuống thời gian chuyển rời nháy mắt đã là mười mấy ngày trôi qua đại đạo luân hồi trùng kích đã dần dần đi tới giai đoạn cuối cùng rốt cuộc một đạo linh hồn cuối cùng cũng bị đại đạo luân hồi mang đi mà đại đạo luân hồi cũng ẩm một tiếng nổ vang giống như một cỗ vòi rùng soạt một tiếng rời khỏi thân thể trung khởi trung khởi mở mắt ra trong lòng có chút tức hận hắn vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ đại đạo luân hồi nhưng thu hoạch lần này cũng đã vượt quá dự liệu của hắn đại đạo luân hồi thân là loại đại đạo đại nhất thống đầu tiên đương kim thế gian thật sự rất cao cấp lần này tìm hiểu và luyện hóa khiến cho ý thức hắn được đẳng cấp của đại đạo luân hồi ít nhất là cùng đẳng cấp với đại đạo sinh mệnh của đại tư mệnh thậm chí chỉ sợ còn cao hơn đại đạo sinh mệnh một chút trong hơn 10 ngày tìm hiểu luyện hóa này mặc dù hắn vẫn chưa tìm hiểu được toàn bộ ảo diệu của đại đạo luân hồi nhưng đã có thêm vô cùng vô tận cảm ngộ hơn nữa hắn cũng đã luyện hóa được một bộ phận của đại đạo luân hồi bị hắn dung nhập vào trong dịch đạo tu vi đã có sự tiến bộ nhảy vọt càng quan trọng hơn chính là nghiệp hòa nhập thủy rốt cuộc đã tiêu tán nghiệp lực cũng bị đại đạo luân hồi mang đi, khiến cho hắn có loại cảm giác như chút được gánh nặng, vận rủi bởi vì sát nghiệt quá nhiều mà mang tới cũng theo đó mà tiêu tán. Trung khởi ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài thạch đài, thoáng ngẩn người, chỉ thấy đại đạo luân hồi chảy xiết, hình thành nên từng đạo từng đạo vòng tròn luân hồi, vòng vòng gắn liền, chậm rãi chuyển động, trong từng đạo từng đạo vòng tròn luân hồi kia chính là từng cỗ từng cỗ linh hồn tàn phá đang phiêu phủ. Đám vòng linh vong hồn kia đã bị tẩy rửa đi tội nghiệp cả đời, hết thầy kinh lịch, Hết thầy thiện ác khi còn sống cũng đều đã không quan hệ gì với bọn họ nữa. Quán niệm của bọn họ cũng tự động biến mất tiêu tán, chỉ còn lại có linh hồn cực kỳ tinh thuần. Ánh mắt của ức vạn linh hồn thần ma kia một mảnh tường hòa, đang nhìn về phía hắn. Trung khởi nghe được vô số đạo thanh âm truyền tới, đó là thanh âm của đám linh hồn kia. Đa tạ bệ hạ đã khiến cho chúng ta giải thoát. Trung khởi đứng dừng sững trên thạch đài, đột nhiên khom người, Thì lễ với đám linh hồn thần ma kia. Hắn thân là thiên đế, nhưng lúc này lại khom người cái đầu cúi xuống, hành lễ đám vong linh vong hồn kia, biểu đạt kính ý và ái nái của chính mình. Trong từng đạo từng đạo vòng tròn luân hồi, đám linh hồn kia cũng không người hoàn lễ. Thời điểm trung khởi đứng thẳng lên, chỉ thấy đám vòng tròn luân hồi kia đã rời đi, càng lúc càng xa, biến mất trong khu luân hồi thứ bảy u ám. Đám linh hồn này sẽ tiến vào trong luân hồi tám khu, bị tẩy đi trí nhớ của kiếp trước, hồn phách tàn phá và linh hồn của bọn họ sẽ nhất nhất hóa đi, biến thành từng hạt từng hạt phân tử cơ bản nhất. Sau đó, những hạt phân tử cơ bản nhất này sẽ gây dựng lại thành linh hồn, sẽ chống chống trải trải diễn biến trở thành linh hồn mới. Bọn họ sẽ tiến vào vãng sinh luân trong thánh địa vãng sinh, bọn họ sẽ tái sinh, trở thành sinh mệnh mới. Mà tất cả mọi thứ của kiếp trước cũng đều đã không còn quan hệ gì với bọn họ nữa. Trung khởi nhìn theo đám linh hồn đang đi xa kia, từ trong bí cảnh đạo nhất lấy ra một cái tiên thiên bát quái đồ nho nhỏ, nhỏ ngơ ngẩn nhìn ký ức của một nàng thiếu nữ đang được bảo hộ trong bát quái đồ. Đó là ký ức một đời ngắn ngủi của Thủy Thanh Niên, đã bị tẩy đi trong luân hồi tám khu, sau khi hắn trở thành thiên đế, đã thu lấy ký ức của nàng nữ tử này, mong đợi có một ngày sẽ có thể gặp lại người xưa. Nhưng hiện tại, trung khởi nhắm mắt lại, cái tiên thiên bát quái đổ trong tay bay lên, bay vào trong khu luân hồi thứ bảy u ám. Hiện tại hắn có kiến giải cực sâu đối với đại đạo luân hồi, đã biết rõ ràng kết cục. Người cũng sẽ không thể trở lại được nữa rồi. Tiên thiên bát quái đổ mang theo ký ức của nàng thiếu nữ này phiêu phù phiêu phù bay đi, không biết sẽ bay tới nơi nào. Đã tới lúc nên buông tay rồi. Cái tiên thiên bát quái đồ kia vô thanh vô tức phiêu đãng trong khu luân hồi thứ bảy. Bên trong đồ, ký ức của nàng thiếu nữ kia vẫn đang lặng lặng chảy xuôi, từ lúc nàng sinh ra, tới lúc nàng trưởng thành, tới lúc nàng gặp được gã thiếu niên trong ngòng ngưỡng mộ, tới một khắc nàng tử vong kia. Không ngừng tuần hoàn chuyển hóa. Ngoài mặt cái bát quái đồ này tỏa ra ánh sáng u tĩnh, mang theo ký ức của nàng thiếu nữ này phiêu lưu rất lâu, rất lâu. Mãi cho tới một ngày, cái bát quái đồ này chờ dừng lại rơi xuống trên một quả tinh cầu không biết tên lại qua thêm rất lâu sau đó một nàng thiếu nữ nhặt được nó ngơ ngẩn quan sát ký ức cả đời của nàng nữ hải bên trong đồ không khỏi trở nên ngây dại mộng thanh niên mau tới đây đồng bạn nàng ở đằng xa kêu gọi nàng nàng thiếu nữ này vội vàng chạy tới mỉm cười nói ta lượm được một cái bát quái kính trong kính có một nữ hài nhi bộ dáng rất giống như ta hứ tưởng mình đẹp lắm. Đám thiếu nữ đồng bạn nhao nhao trêu chọc, nói. Ngươi nhìn vào tấm gương, trong gương có thể không phải là ngươi sao. Đi thôi, đi thôi, tộc trưởng muốn truyền thụ cho chúng ta phương pháp đồ đằng quan tưởng. Các nàng nhao nhao chạy về phía trong thôn, ở giữa thôn có dựng lên thần tượng của một vị phục hy thiên đế. Thời điểm đám thiếu nữ chạy ngang qua thần tượng, đột nhiên dừng bước lại, không người hành lễ với thần tượng thiên đế kia, sau đó lại nhao nhao chạy đi. Nàng thiếu nữ tên là mộng thanh niên kia lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên, cẩn thận quan sát thần tượng phục hy thiên đế kia, thoáng ngẩn người. Bộ dáng của thiên đế và gã thiếu niên mà nàng nữ hài trong gương kia ái mộ, có mấy phần tương tự, nếu thiên đế lại trẻ hơn một chút. Phi Phi, ta suy nghĩ tới nơi nào rồi đây, sao thiên đế có thể là người yêu của nàng nữ hài trong kính được? Nàng vội vội vàng vàng đuổi theo đồng bạn, chạy tới chỗ của tộc trưởng nghe giảng. Cho dù là một vị đế cường đại nhất, một tôn thần vĩ ngạn nhất, cho dù là thiên đế thần thông quảng đại nhất, trưởng khống trong tay ức ngàn vạn thần ma, tồn tại có quyền thế nhất toàn bộ lục giới thì cả đời này cũng có rất nhiều khuyết điểm có rất nhiều chuyện không nỡ và không thể không bỏ cũng có rất nhiều chuyện đã bỏ qua thiên hoàng đế bệ hạ cường đại mà vĩnh ngạn phóng nhãn quan sát khắp vũ trụ hồng hoang nhìn thấy đại nhân vật dò xét tiểu nhân vật nhưng cho dù hắn có tuệ nhãn ngắm xuyên hết thảy mọi thứ cuối cùng cũng có địa phương mà hắn không nhìn thấy hoặc là đã bỏ sót trung khởi cũng không nhìn thấy nơi này chưa từng nhìn tới nơi này luân hồi đạo giới trên thạch đài trung khởi lâm vào suy nghĩ xuất thần một lúc lâu sau mới thu liễm lại tinh thần phong hiếu trung vẫn như cũ đứng bên cạnh hắn cách đó không xa hoa tư nương nương và thần hậu nương nương một trái một phải đỡ lên càn đô thần vương đã bị trọng thương đi tới vừa rồi càn đô thần vương và thiên tranh chấp với nhau càn đô thần vương ở phía trước bão tóc bỏ chạy nỗ lực thoát khỏi thiên nhưng về sau rốt cuộc vẫn bị thiên đuổi kịp hai vị tồn tại mạnh mẽ xuất thủ càn đô thần vương vẫn là không địch lại bị thiên cắn trúng hai chân kéo về phía trong bụng chính mình may mà lúc đó đại đạo luân hồi đã tẩy rửa đi một thân vong hồn vong linh của trung khởi khởi nguyên đạo thần biết rõ trung khởi sắp sửa tỉnh lại lo lắng bị trung khởi và đại tư mệnh liên thủ xử lý lập tức dẫn người rút đi thiên cũng không thể không rút đi lúc này cả đô thần vương mới may mắn giữ lại tính mạng chẳng qua quần áo toàn thân hắn đã bị thiên gặm tới mức không thể che thể vô cùng chật vật hắn ăn ngươi ngươi không biết ăn ngược lại hắn sao tiểu long quy tương vương nhảy ra nghiêm mặt nói ngươi cũng cắn hắn một cái, càn đô, ngươi quá vô dụng rồi. Càn đô thần vương giận dữ, quát lớn. Ngươi đừng có ở đây nói mát, nếu ngươi có năng lực như thế, sao ngươi không lên đi, mỗi lần cần dùng tới ngươi, ngươi cũng đều ra sức khước từ, nhát như chuột, ta tốt xấu gì cũng dám mạnh mẽ chống lại thiên một trận, ngươi ngược lại tốt rồi, rất khoát biến thành một con rùa nhỏ, cuối cùng vẫn là không xuất lực. Tương vương trợn tròn cặp mắt đậu xanh, cả giận nói ta còn không phải là vì chúng chiêu của đại đạo luân hồi sao nếu ta còn ở thời kỳ toàn thịnh còn có thể sợ hãi thiên sao tương vương lão gia phun ra một đạo thiên hà sẽ có thể phun chết hắn càn đô thần vương cười lạnh một tiếng hai chân vẫn chưa thể đứng vững run run rẩy rẩy trung khởi mời hắn ngồi xuống mỉm cười nói đạo huynh khổ cực rồi chút vết thương nhỏ này đợi một lát ta sẽ giúp đạo huynh trị liệu tương vương ngươi cũng bớt nói vài câu hiện tại ngươi đã biến thành trạng thái vừa mới sinh ra thật ra là đánh không lại hắn. Sắc mặt tương vương tối sầm, hậm hực nói. Lôi chảy cũng đánh không lại hắn. Bên kia, đại tư mệnh vươn tay ra, đám thần vương bọn khởi nguyên, vũ thanh, trụ quang nhao nhao đáp xuống trong lòng bàn tay hắn, sinh mệnh cổ thụ cũng tự động bay tới, đám thần vương phân chia đứng dưới tảng cây. Đại tư mệnh nhìn về phía trung khởi, sắc mặt bình thản, nói. Bệ hạ, luân hồi thánh vương đã chết, bệ hạ dự định khi nào sẽ liên thủ với ta, đánh vỡ đạo giới, xuất thủ từ luân hồi đạo giới, hẳn là có thể phá đạo giới rồi. Sắc mặt đám thần vương trong lòng bàn tay hắn đều trầm như nước, ánh mắt nhìn về phía trung khởi tràn ngập căm thù. Mục đích chuyến đi này của bọn họ là vì luân hồi thánh vương, nghĩ muốn hoặc là lôi kéo, hoặc là quán thầu ý thức, khiến cho tôn thánh vương này sau khi xuất thế sẽ đứng bên phía của bọn họ. Trong suy nghĩ ban đầu của bọn họ, đám người trung khởi và đám người khởi nguyên đạo thần cũng tới vì mục đích tương tự, cũng đều muốn lôi kéo tôn thánh vương này nhưng bọn họ lại không ngờ linh thai của luân hồi thánh vương lại bị trung khởi một đao trực tiếp chém thành hai khúc để cho tất cả mọi người đều thất vọng một phen mà hắn ngược lại hung hăng chiếm được một cái tiện nghi thật lớn trung khởi mỉm cười nói đại tư mệnh bình tĩnh chớ vội mặc dù linh thai của luân hồi thánh vương đã bị ta chém thành hai mảnh nhưng chưa chắc sẽ chết đại đạo luân hồi vô cùng ảo diệu bao quát tất cả đại đạo của lục giới đại đạo sinh mệnh của đại tư mệnh cũng nằm trong phạm vi bao quát của đại đạo luân hồi linh thai một phân thành hai rơi vào trong vô số vũ trụ bọt khí phía dưới thánh địa còn cần phải tinh tế lục soát nhổ cỏ tận gốc khóe mắt đám thần vương bọn nguyên nha phượng thiên và khởi nguyên không khỏi nhảy loạn khóe mắt đại tư mệnh cũng khẽ nhảy lên một cái trung khởi quả nhiên là lòng dạ độc ác tới lúc này vẫn còn suy nghĩ nhổ cỏ tận gốc sưu tầm ra hai mảnh hình thay kia bệ hạ tới lúc nào mới sẽ tấn công đạo giới đại tư mệnh lại hỏi trung khởi trầm ngâm một lúc cuối cùng nói Luân hồi đạo giới hiện tại, chúng ta chỉ vừa mới bước lui khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần, trong này vẫn còn có rất nhiều bí mật chưa giải. Chúng ta còn cần phải đồng tâm hợp lực, tìm hiểu đại đạo luân hồi ở nơi này, dò rõ hư thực của luân hồi đạo giới, trưởng khống nơi này, sau đó mới có thể tấn công đạo giới. Đại tư mệnh còn cần chờ thêm một chút thời gian nữa, ta lệnh cho chi đế tiến vào nơi này, củng cố luân hồi đạo giới, khống chế nơi này, mới có thể có cơ hội tấn công đạo giới. Đại tư mệnh khẽ gật đầu một cái. Tấn công đạo giới, đánh phá đạo giới quả thật không thể nóng vội đạo thần trong đạo giới cực kỳ cường đại càng cường đại hơn chính là lực lượng của đạo giới phá hủy đạo giới chỉ sợ tất sẽ bị đạo giới phản vệ quả thật cần phải bàn bạc kỹ lưỡng tránh cho phá hủy đạo giới không thành ngược lại thương tổn bản thân chẳng qua hắn cũng minh bạch tính toán của trung khởi trung khởi hiển nhiên là muốn tiến bước vững chắc trước tiên thôn tính luân hồi đạo giới khiến cho luân hồi đạo giới trở thành thế lực của chính mình chư thần chư đế chú đóng ở trong này trưởng khống luân hồi càng quan trọng hơn chính là sưu tầm hai mảnh linh thai của luân hồi thánh vương kia triệt để luyện hóa giết chết vĩnh tuyệt hậu hoạn nếu đã như vậy vậy ta sẽ cùng bệ hạ dùng thạch đài này làm giới tuyến phân đài mà trị đại tư mệnh giơ tay lên vươn một ngón tay ra từ một đầu của thạch đài rạch ra một đường thẳng kéo dài tới đầu còn lại thạch đài răng rắc một tiếng dọc theo đường rạch của hắn nứt ra tách thành hai mảnh đại tư mệnh đứng trên phân nửa thạch đài trong đó sinh mệnh của thụ nguyên nga rơi xuống đất cắm rễ tầng tầng lớp lớp cung điện từ trong táng cây bay ra đại tư mệnh đứng ở trung tâm đám cung điện chắp tay thì lễ nói bệ hạ chúng ta phân luân hồi đạo giới ra làm đôi bệ hạ một nửa ta một nửa không biết bệ hạ có gì dị nghị không sắc mặt hoa tư nương nương và tiểu long lôi trạch đều khẽ biến đang định mở miệng nói chuyện nhưng trung khởi đã lắc đầu mỉm cười nói ta không có gì dị nghị mời đại tư mệnh mời bệ hạ hai mảnh thạch đài tách ra khoảng cách càng lúc càng xa tiểu long lôi trạch tức hận nói thiên đế người không nên cùng hắn phân đài mà trị đại tư mệnh này bụng dạ khó lường mục đích tất nhiên là vì hai mảnh linh thai kia không thể cấp cho hắn cơ hội này hoa tư nương nương cũng gật đầu nói đại đạo luân hồi có thể phá đạo dài và hỗn độn quả thật kinh diễm nếu để cho đại tư mệnh đạt được hai mảnh linh thai kia tương lai sau khi lợi dụng xong ngươi hạ thủ với ngươi là chuyện tất nhiên trung khởi giơ tay lên hư không tạo vật sáng tạo ra vô số tòa đế cung trùng trùng điệp điệp mỉm cười nói không thể không cấp cho hắn hoàng triều ta không có đủ lực lượng có thể hoàn toàn chiếm lĩnh nơi này đối kháng đám người khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần nhất định phải mượn lực lượng của đại tư mệnh có đại tư mệnh ở đây chúng ta mới có thể khiến cho chư đế chư thần chú đóng ở nơi này thăm dò huyền bí ảo rượu của đại đạo luân hồi hoa tư nương nương và tiểu long lôi trạch không nói thêm gì nữa hiện tại bọn họ quả thật không thể không liên thủ với đại tư mệnh nếu không sẽ không thể được kháng với đạo thần của đạo giới. Từ luân hồi đạo giới dĩ nhiên có thể đánh lên đạo giới, nhưng đạo thần trong đạo giới cũng có thể đánh xuống luân hồi đạo giới, không có đại tư mệnh tương trợ, trung khởi nghĩ muốn chiếm cứ nơi này cơ hồ là không có khả năng. Hơn nữa, đám người khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần cũng muốn tìm kiếm hai mảnh linh thai kia, tất nhiên cũng sẽ âm thầm lèn vào luân hồi đạo giới, sưu tầm hạ lạc của linh thai, bọn họ cũng có thể kiềm chế đại tư mệnh một chút. Trung khởi lập tức liên hệ với Vân Quyền Thư, để cho hắn truyền lệnh xuống mời chư đế mang theo thần ma tinh nhuệ tồn tại cấp bậc tạo vật chủ và đế quân đi tới nghiên cứu ảo dựa thiên địa của luân hồi đạo giới dò rõ địa hình của đạo giới sau đó lại lệnh cho tương vương đi tới lối vào của luân hồi đạo giới nhanh đón tránh cho đám chư đế và tạo vật chủ đế quân chúng chiêu của đại đạo luân hồi chuyện tình linh thai của luân hồi thánh vương quan hệ trọng đại nhất định phải tìm được chưa qua mấy ngày chư đế lần lượt chạy tới đồng thời cũng mang tới trăm vạn tạo vật chủ và đế quân trung khởi lập tức hạ lệnh để cho rất nhiều tạo vật chủ và đế quân du lịch từng cái từng cái vũ trụ bọt khí sưu tầm hạ lạc của hai mảnh linh thai kia trung khởi và đại tư mệnh phân đài mà trị phân chia luân hồi đạo giới ra làm đôi bởi vậy lệnh cho đám tạo vật chủ và đế quân chỉ du tầm một nửa của chính mình nghiêm cấm bước vào một nửa công vực bên kia nhưng đám thần vương dưới trướng đại tư mệnh lại rất nhiều lần có người đi nhầm vào lãnh địa của trung khởi một lần hai lần ngược lại cũng thôi về sau càng lúc càng nhiều lần, đã phát sinh xung đột với chư thần, đả thương đến tàn phế rất nhiều tạo vật chủ và đế quân. Trung khởi sai người đưa thư cho đại tư mệnh, lúc này mới thoáng thu liễm lại một chút, lại qua một đoạn thời gian, bọn họ lại chứng nào tật nấy, tiếp tục có người xâm nhập vào lĩnh địa luân hồi của Trung khởi. Trung khởi để cho Phong Hiếu Trung đi tới, Phong Hiếu Trung trực tiếp giết chết Thái Tố Nguyên Quân và Thanh Tiêu Nguyên Quân gây chuyện, cầm theo cái đầu của hai tôn nữ thần vương tới gặp đại tư mệnh, dâng đầu trước điện, sau đó quay người trở về đại tư mệnh không chút ngăn cản cũng không nói lời nào sau đó đã không còn tôn thần vương nào đi lạc vào lãnh địa của trung khởi nữa trôi qua mấy năm đằng đằng có vị đế quân cầu kiến trung khởi nói bệ hạ mấy năm nay chúng thần sư tầm bốn phía tiếc rằng đám vũ trụ bọt khí này thật nhìn không lớn nhưng không gian bên trong thật sự rộng lớn hạo hãn tinh tú vô lượng không thể tính toán nghĩ muốn sưu tầm hai cỗ linh thai chỉ sợ không dễ tiếp tục sưu tầm trung khởi truyền lệnh xuống nói đám tạo vật chủ và đế quân chỉ đành tiếp tục sưu tầm khởi bẩm đại tư mệnh đã tìm được nửa cỗ linh thai không biết còn sống hay đã chết một ngày này khởi nguyên thần vương vội vàng đi tới ngữ khí vui vẻ nói sắc mặt đại tư mệnh khẽ động khuôn mặt giãn ra mỉm cười nói cho dù đã chết rơi vào trong tay ta cũng sẽ khiến cho hắn sống lại mau nâng linh thai vào trong điện đám người khởi nguyên thần vương lập tức nâng linh thai vào trong điện cỗ linh thai này bị trung khởi một đao chém thành hai mảnh đám người khởi nguyên thần vương chính là tìm được một mảnh trong đó nửa cỗ linh thai này tàn mát ra từng cỗ từng cỗ khí tức thần thánh đại phóng hào quang thể hiện rõ ràng trời sinh bất phàm cho dù là bị trung khởi chém thành hai mảnh thì linh thai vẫn như cũ khiến cho người ta khó có thể tiếp cận đại đạo luân hồi vẫn như cũ đang bảo vệ linh thai loại đại đạo này giống như thân thể long xà từ trong linh thai tiến vào chui ra đại tư mệnh nhìn thấy một màn này trong lòng nghiêm nghị nói đao của đế nhà quả thật lợi hại, ngay cả đại đạo luân hồi trong linh thai cũng bị chém đứt rồi. Sau này nếu các ngươi tao ngộ hắn, nhất định phải cẩn thận. Không, tận lực không được tranh chấp với hắn. Nếu hắn xuất thủ, các người chắc chắn sẽ chết. Hắn có thể từ trong vết đao mà trung khởi lưu lại trên linh thai nhìn ra rất nhiều thứ mà người khác không nhìn ra. Một đao kia của trung khởi vậy mà cũng chặt đứt cả đại đạo luân hồi, đại đạo luân hồi sản sinh ra linh thai, sử dụng luân hồi thánh vương chặt đứt đại đạo luân hồi cũng chính là chặt đứt luân hồi thánh vương loại đao pháp này đã không phải là đao pháp mà là đạo đạo trí cương trí mãnh không gì không phá nổi dùng đạo tâm vô địch giá ngựa đạo đạo tâm của hắn đã đạt tới độ cao ngay cả đại tư mệnh cũng không sánh bằng một đao trong tay nội tâm vô cùng kiên định trong nhận thức chính là bất luận bảo vật gì bất luận thần ma gì trong thiên hạ cũng không đỡ nổi đạo của chính mình đao của chính mình loại lòng tin này đã trở thành một loại cố chấp một loại ngoan cố bất kỳ thứ gì cũng không thể phá hủy đại tư mệnh không có lòng tin bậc này phong hiếu trung cũng không có đạo tâm của phong hiếu chung là lòng cầu đạo mà đạo tâm của trung khởi chính là tín niệm vô địch mặc kệ ngươi là tồn tại cao cao tại thượng gì hết thảy đều một đao đoạn tuyệt về phần đại đạo kiến giải ẩn tàng trong một đao này trong cảm nhận của đại tư mệnh hoàn toàn không thể siêu việt chính mình nhưng lòng tin kia thật sự quá kinh khủng rồi đổi lại là bất kỳ người nào khác cho dù là có được tu vi đồng dạng đại đạo kiến giải đồng dạng với trung khởi cho dù tu vi có siêu việt hắn cũng không thi triển ra được đao pháp kinh khủng như vậy đạo tâm không thắng được đạo tâm vô địch của hắn, sẽ không siêu việt được uy năng thần đao của hắn. Đại tư mệnh, cỗ linh thai này rốt cuộc đã chết hay vẫn còn sống? Khởi nguyên thần vương hỏi. Đại tư mệnh tinh tế kiểm tra linh thai, đột nhiên thoáng ngẩn người, mỉm cười nói. Trời sinh thông tuệ, tiểu hữu, ngươi muốn ta che chở ngươi, muốn ta bảo vệ ngươi sao? Cỗ linh thai kia không ngừng lóe lên quang mang, một lúc sau, đại tư mệnh nói. Tiểu đạo hữu, ý tưởng của ngươi tuy tốt, nhưng lẽ nào ngươi không sợ ta cũng giống như đến nhạc vậy, sẽ giết chết ngươi sao? Ngoài mặt cỗ linh thai kia tiếp tục lóe lên quang mang, lại thêm một hồi, đại tư mệnh mỉm cười, nói. Đặt cực hai cửa, tiểu đạo hữu thật là giả hoạt. Đám người khởi nguyên thần vương không hiểu chuyện gì, không biết sao đại tư mệnh lại có thể nói chuyện với cỗ linh thai này. Đại tư mệnh ngẩng đầu nhìn lên, mỉm cười nói. Vẫn còn sống, đại đạo luân hồi quả nhiên thần kỳ, cỗ linh thai này nhìn như đã chết rồi, nhưng thật ra là đang tự mình luân hồi. Đám thần phương có chút không hiểu, đại tư mệnh giải thích. Đại đạo luân hồi chính là đại đạo đại nhất thống bao quát tất cả các đại đạo của lục giới, trong đó bao gồm một đám đại đạo cực kỳ quan trọng như sinh mệnh, tạo hóa, vãng sinh. Một đau này của đế nhà quả thật kinh tài tuyệt diễm, đã chặt đứt đại đạo luân hồi, nhưng vẫn chưa đủ để giết chết linh thai. Bản thân linh thai tự thành luân hồi, có thể khiến cho chính mình luân hồi tái sinh, không cần ta dùng đại đạo sinh mệnh cứu trị. Các người nâng cỗ linh thai này lên trên thạch tài, để cho nó tiếp tục tiếp dẫn đại đạo trong thánh địa, nó sẽ có thể càng sớm tái sinh hơn. Lập tức có mấy tôn thần vương tiến lên, nâng linh thai đi. Khởi nguyên thần vương nói. Hạ lạc của một nửa linh thai còn lại vẫn không rõ. Không cần tìm nữa. Đại tư mệnh mỉm cười, nói. Ta đã biết hạ lạc của một nửa linh thai còn lại. Vừa rồi ta kiểm tra linh thai, phát hiện tôn luân hồi thánh vương này quả thật không tầm thường, đã sinh ra ý thức đã chủ động trao đổi với ta, nhờ ta bảo vệ hắn. Trong cỗ linh thai này ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, bí cảnh tầng tầng, tự thành hệ thống luân hồi, ý thức của hắn chính là ẩn giấu trong đó. Một đao kia của đế nhạc tổn thương hắn, cơ hồ gạt bỏ ý thức của hắn. Trong lúc nguy cấp, hắn sử dụng luân hồi vô lượng, tránh né đao quang của đế nhạc. Trong linh thai, trong khoảnh khắc hắn đã luân hồi suốt một vạn thế, nhưng vẫn không thể tránh thoát được đao quang của đế nhạc. Ý thức của hắn trải qua ức vạn lần chuyển thế, cuối cùng cũng dùng ảo diệu của đại đạo luân hồi bỏ rơi đao quang của đế nhạc bình an trốn thoát một kiếp đế nhạc quả thật không tầm thường hắn không khỏi tán thán trung khởi nghĩ muốn giết một người đao của hắn thậm chí có thể cắt vào trong luân hồi cho dù người trải qua vô số luân hồi che giấu hết thảy khí tức và tung tích nhưng đạo đao quang kia vẫn là kiên nhẫn truy sát tới giết chết một đời lại một đời của ngươi đuổi theo không buông loại đao pháp này thật sự khủng bố đám người khởi nguyên thần vương Nguyên Nha Thần Vương và Phượng Thiên Nguyên Quân không khỏi dùng mình một cái. Lời nói của đại tư mệnh khiến cho bọn họ không khỏi liên tưởng tới một màn bên trong vô số cái bí cảnh của linh thai. Ý thức của Luân Hồi Thánh Vương đang điên cuồng chuyển thế, từ một trong cái bí cảnh chuyển thế tới một cái bí cảnh khác, nhưng mỗi khi hắn vừa chuyển thế liền lập tức có một đạo đao quang kinh thế từ trên trời giáng xuống, chém chết hắn. Ước vạn lần chuyển thế, thủy chung vẫn không thể thoát khỏi đao quang kia, đổi lại là người khác chỉ sợ sớm đã sụp đổ, chấp nhận kết quả, nhưng luân hồi thánh vương vậy mà vẫn kiên trì nổi, cũng tính là không tầm thường rồi. Chiến bại đo quang của đế nhạc là đại đạo luân hồi. Đại tư mệnh nói. Lĩnh ngộ của đế nhạc ở trên đại đạo luân hồi không bằng luân hồi thánh vương, cho nên trải qua ức vạn lần chuyển thế vẫn là đã mất đi tung tích của ý thức của luân hồi thánh vương, không thể triệt để đánh chết hắn. Nhưng trong lòng hắn đối với đế nhạc vẫn còn sợ hãi, lo lắng sẽ bị đế nhạc tìm được. Linh thai vẫn luôn không ngừng du lịch trong đám bọt khi lớn lớn nhỏ nhỏ trong thánh địa luân hồi tránh né sự sưu tầm của mọi người, sau đó tìm cơ hội tìm tới các người, để cho các người mang hắn tới gặp ta. Kinh lịch này cũng có thể có thể xưng là truyền kỳ rồi. Diễn hành thần vương nhịn không được tán thán một câu. Đại tư mệnh mỉm cười, nói. Hắn đặt cửa hai cửa, lo lắng ta cũng sẽ hạ thủ với hắn, cho nên một nửa kia của hắn đã rơi vào trong đạo giới. Sắc mặt đám thần vương đại biến, khởi nguyên thần vương đang định nói gì, nhưng đại tư mệnh đã giơ tay lên, mỉm cười nói không cần nhiều lời đổi lại là ta sau khi trải qua trận đại biến cố này cũng sẽ cẩn thận từng chút một hắn đặt cửa hai cửa một cửa đặt bên ta một cửa đặt bên khởi nguyên đạo thần và thứ diện thần cũng không có gì đáng trách ta có thể dung được hạng người vô pháp vô thiên như đế nhạc bậc này tự nhiên cũng có thể dung được hắn hơn nữa hắn khẽ mỉm cười thản nhiên nói luân hồi thánh vương vừa mới xuất thế chính là đạo thần trở thành thần vương trí cao vô thượng trưởng khống luân hồi Đại đạo luân hồi lại là đạo đại đạo đại nhất thống đầu tiên, thành tựu của hắn to lớn có thể tưởng tượng. Nguyên Nha Thần Vương lập tức hiểu ý, vỗ tay mỉm cười, nói: "Đại tư mệnh nói không sai, nếu hắn hợp hai làm một, quả thật là tồn tại đáng sợ tới cực điểm, nhưng hiện tại một phân thành hai, vậy sẽ không còn đáng sợ như vậy nữa, dễ dàng có thể kềm chế hắn, không cần phải lo lắng hắn sẽ phản bội." Đại tư mệnh gật đầu một cái, nói: "Luân hồi Thánh Vương cấp đạo thần một phân thành hai, vẫn như cũ không phải tầm thường, nhưng đã không phải là vô địch nữa rồi. Hơn nữa, có hắn tồn tại, ít nhiều gì cũng có thủ đoạn có thể đối phó được đế nhạc. Đế nhạc càng lúc càng đáng sợ. Lần này hắn đã luyện hóa được một bộ phận đại đạo luân hồi, lại đã trừ đi ẩn tật của chính mình, thực lực của hắn. Bản thân hắn cũng có một loại cảm giác hãi hùng khiếp phía. Tiến bộ của Trung Khởi thật sự quá nhanh, trước đây còn kém đại tư mệnh ba phần, hiện tại khoảng cách giữa hai người bọn họ chỉ sợ đã bị rút ngắn không ít. Trung Khởi đã tu thành không gian thất đạo luân hồi trạng thái giống hệt như tứ diện thần, nhục thân tiếp cận đại tư mệnh, đã không còn bất kỳ góc chết nào nữa. Nếu tu vi của hắn lại tiếp cận đại tư mệnh, vậy chỉ sợ thực lực của hắn cách vô địch cũng không xa nữa. Đáng sợ nhất chính là, trung khởi vẫn còn đang tiến bộ, vẫn còn đang không ngừng tiếp cận cảnh giới của đạo thần. Mặc dù đại tư mệnh đã nắm giữ sơ hở của trung khởi, nhưng trong lòng vẫn là có chút bất an. Đạo giới Thiên không hỗn loạn đột nhiên giống như ném một tảng đá vào trong mặt hồ vậy, trượt nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng thiên không đạo giới vốn là vết thương dày đặc khắp nơi đều là vết rách hiện tại nổi lên gợn sóng cũng không khiến cho người ta chú ý nhưng sau một khắc nửa mảnh linh thai trừ từ trung tâm đám gợn sóng kia rơi xuống phát ra vạn đạo hào quang dẫn động đại đạo của đạo giới khiến cho đạo giới hỗn loạn càng lúc càng kịch liệt cũng ba động hỗn loạn này lập tức dẫn phát sự chú ý của những tồn tại trong đạo giới hai đạo thân ảnh từ xa bay tới lôi trạch đạo thần và hậu thổ đạo thần xuất hiện bên cạnh nửa mảnh linh thai kia đạo quang trong mắt lượn lờ nhìn chăm chú vào cỗ linh thai từ trên trời rơi xuống này ngoài mặt linh thai quang mang biến ảo lẳng lặng phiêu phù trước mặt hai tôn đạo thần lôi trạch đạo thần giơ tay lên vuốt về linh thai đạo quang trong mắt đột nhiên tiêu tán thần trí khôi phục thanh minh chính là tác dụng kỳ diệu của đại đạo luân hồi khiến cho ý thức của hán tạm thời thoát khỏi sự khống chế của đại đạo đạo giới là bẫy rập ý thức của lôi trạch đạo thần vừa mới khôi phục thanh minh đột nhiên đám người khởi nguyên đạo thần Tứ diện thần và bạch đế nhau nhau đi tới sự thanh minh trong mắt hắn biến mất lại có đạo quang lóe lên bao phủ ý thức của hắn linh thai khởi nguyên đạo thần kinh ngạc nói sao linh thai lại ở nơi này tứ diện thần cũng không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thiên không lẩm bẩm chúng ta âm thầm lẻn vào luân hồi đạo giới sự tầm lâu như vậy cũng chưa từng tìm được linh thai không ngờ nó vậy mà lại rơi vào trong đạo giới thật là đi mòn giày không thấy bóng dáng đạt được lại không phí chút công phu đại đạo hỗn độn của ta không bị đại đạo luân hồi khắc chế có thể luyện hóa linh thai khởi nguyên đạo thần giơ tay lên ngăn không cho hắn luyện hóa linh thai mỉm cười nói tạo hữu bình tĩnh chớ vội cỗ linh thai này chỉ có một nửa nếu là hai mảnh linh thai đều rơi vào trong đạo giới người muốn luyện hóa hắn ta tuyệt sẽ không ngăn cản nhưng hiện tại chỉ có phân nửa vậy cần phải xem xét lại rồi nếu ta đoán không sai mảnh linh thai còn lại hẳn là rơi vào trong tay đại tư mệnh rồi Luân hồi thánh vương không hỗ là đạo thần trời sinh rất thông minh tứ diện thần cũng tỉnh ngộ lại nói nếu ta luyện hóa nửa cỗ linh thai này vậy nửa cỗ còn lại sẽ trợ giúp đại tư mệnh đối phó chúng ta khiến cho chúng ta có thêm một đối thủ cường đại thật thông minh bàn tay khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần rơi xuống trên linh thai nhất thời cảm thụ được ý thức bên trong linh thai cỗ ý thức kia đang giao lưu với bọn họ khởi nguyên đạo thần mỉm cười nói tật cực hai cửa đạo hữu thật khôn khéo đế nhạc cũng quả thật đáng sợ chẳng qua đạo hữu đặt cược hai cửa cứ như vậy đã muốn chúng ta xuất thủ bảo hộ ngươi để cho ngươi có thể hấp thu đại đạo luân hồi thuận lợi xuất thế cái giá không khỏi quá nhỏ một chút quang mang ngoài mặt cỗ linh thai kia biến hóa bất định một lúc sau sắc mặt khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần nhất tề đại biến liếc mắt nhìn nhau nói với bạch đế đạo thần người đặt bàn tay lên trên linh thai bạch đế đạo thần theo lời đặt bàn tay lên trên linh thai đạo quang trong mắt dần dần thối lui, đột nhiên cao giọng nói. Bẫy dập đạo thần, khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần vừa mừng vừa sợ, rời bàn tay bạch đế ra khỏi linh thai, tứ diện thần cười hắc hắc, nói. Đại đạo luân hồi lại có thể tránh né bẫy dập đạo thần, quả thật là biện pháp tốt. Hai tôn đạo thần đại hỷ, nâng linh thai rời đi, mỉm cười nói. Đạo hữu hữu dụng như vậy, chúng ta tự nhiên là sẽ dốc lực tương trợ. Bạch đế, hậu thổ nương nương cũng đều lắc mình rời đi lôi trạch đạo thần vẫn như cũ đờ đợn đứng yên tại chỗ đột nhiên đạo quang trong mắt dần dần thối lui một đạo long văn từ trong mắt hắn bay ra du lòng kinh hồng trong khoảnh khắc đã xuyên qua hàng rào đạo giới tiến vào luân hồi đạo giới luân hồi đạo giới tiểu long lôi trạch đang vườn quanh trên tiên thiên quả thụ hô hấp thổ nạp hấp thu đại đạo trong luân hồi đạo giới tìm hiểu luân hồi hơi thở của hắn hình thành nên từng đạo từng đạo lôi quang đột nhiên một đạo long văn từ xa bay tới chui vào trong cơ thể hắn Tiểu Long lôi trạch nhất thời ngẩn ngơ, thần tình túc mục, phóng người bay lên, bay về phía đại điện trên thạch đài. Bốn phía đại điện, từng vị từng vị đại đế đang vần quanh trung khởi, đám người phong hiếu trung, thần hậu nương nương và càn đô thần vương, tư mệnh, táng linh thần vương cũng ở trong đó, thần quang như diễm như đuốc, như trụ chống trời, chiếu sáng luân hồi đạo giới, chiếu dọi từng cái từng cái không gian u ám của luân hồi đạo giới. Mi tâm trung khởi ra mắt. Quang trụ do ta Mục Thiên Đồng bắn ra đảo qua đại thiên không gian trong thánh địa luân hồi, thấm nhuần ảo diệu. Bốn phía xung quanh cũng có đại đế của Hoa Tư thị nhao nhao mở ra thần nhãn thứ ba, lại có đám cửu hoàng thị bọn hiếu văn thị, băng xuyên thị, cú cương thị, cầu trần thị, hoàng thần thị. Nhao nhao mở ra thần nhãn thứ ba, quan sát ảo diệu của luân hồi đạo giới. Thánh Võ thị cũng có mặt trong đó. Thời gian Thánh Võ thị xuất thế mặc dù không dài, vẫn chưa tới 600 tuổi, nhưng tu vi thực lực của hắn cũng đã cực cao, chỉ vì vẫn chưa tu thành đế cảnh, cho nên vẫn chưa liệt vào hàng ngũ cửu hoàng thị, hiện tại chỉ có thể ngồi bên dưới các ca ca tỉ tỉ nghiêm túc nghe giảng. Phục thương vẫn là hình dáng một lão già lưng còng, đi theo bên cạnh hắn. Chư đế đối mặt với thiên địa, quang luân sau đầu xoay tròn, mỗi người tự mình thôi diễn ảo diệu, không ai mở miệng nói chuyện, nhưng đạo âm không ngừng nổ vang, biến những gì bọn họ đạt được thành đạo âm trình bày ra, càng vượt qua thần ngữ. Bệ hạ, đã vận chuyển luân hồi thiên cầu tới bên ngoài luân hồi đạo giới, một vị đại đế đột nhiên mở miệng, thấp giọng nói với Trung Khởi. Vân tướng đích thân áp giải luân hồi thiên cầu, dọc theo đường đi phong ba vô số. Trung Khởi khẽ gật đầu một cái, sai người đi tới ngành đón Vân Quyển Thư Tiến vào nơi này. Đột nhiên, tiểu long lôi trạch từ xa bay tới, đáp xuống trước mặt hắn, tinh thần ba động, trao đổi với hắn một phen. Sắc mặt Trung Khởi khẽ biến, thoáng trầm ngâm một chút, đứng dậy mang theo tiểu long lôi trạch tiến vào đại điện, phong ấn không gian đại điện, hòm người nói lão tổ tông. Không cần đa lễ, tiểu long lôi trạch nghĩ muốn nâng hắn đứng dậy, nhưng bản thân lại tay ngán chân ngắn, đỡ không lên được, không khỏi than thở. Ta nhất thời sơ suất, rơi vào bẫy dập đạo thần, nếu không phải vừa rồi chạm vào linh thai, ý thức cũng sẽ không thanh tỉnh lại. Người đứng lên đi, ta bảo thủ tự phụ, cho rằng cả đời chính mình không thua kém bất luận kẻ nào, kết quả chúng phải bẫy dập đạo thần, cấu thân cũng bị khởi nguyên phong ấn suốt 10 vạn năm, trận chiến phủ khi thần tộc diệt tuyệt kia ta đã bỏ lỡ tạo thành sai lầm thật lớn hơn nữa hắn lộ ra thần sắc bối rối nói năm sư phục mân đạo tôn đã làm rất nhiều chuyện khiến cho đạo giới cảm giác được uy hiếp ta bị đại đạo đạo giới khống chế cũng từng hạ giới đứng nghịch với hắn trung khởi trầm mặc một lúc sau mới nói chuyện cũ trước đây đã được định trước không thể sửa đổi lão tổ tông không cần ái náy lão tổ tông là sau khi chạm vào linh thai kia thần chí đột nhiên thanh tỉnh lại thoát khỏi bẫy dập đạo thần sao cũng không phải là hoàn toàn thoát khỏi chỉ là tạm thời thanh tỉnh mà thôi nhưng ta đã nhân cơ hội đó lập tức phong ấn một cỗ ý thức của chính mình tránh cho bị đám người khởi nguyên phát giác đợi sau khi bọn họ đi rồi ta mới đưa cỗ ý thức này của chính mình tới đây tiểu long lôi trạch nói thân đạo thần của ta vẫn còn bị đại đạo khống chế không thể hành động tự chủ bẫy dập đạo thần quả thật lợi hại trung khởi trầm ngâm nói ngày đó hậu thổ nương nương đưa tử trúc tới hạ giới nói ta cứu nàng ta vẫn luôn nghĩ không ra biện pháp phá giải bẫy dập đạo thần nhưng nếu đại đạo luân hồi có thể phá giải bẫy dập đạo thần vậy ngược lại có thể thử một lần hiện tại hai mảnh linh thai đều đã có chủ một mảnh trong đó rơi vào trong tay khởi nguyên đạo thần một mảnh còn lại rơi vào trong tay đại tư mệnh tiểu long lôi trạch nói hắn đặt cược hai cửa vô cùng khôn khéo khởi nguyên và đại tư mệnh cũng không dám động tới hắn cho nên cả hai bên đều có thể xài được có thể không chết dưới một đau kia của ta không hỗ là tồn tại do đại đạo luân hồi trong luân hồi đạo giới sinh ra trung khởi tán thán một câu mỉm cười nói chỉ là hắn trúng một đau của ta cơ duyên bị ta cướp đi hiện tại lại tính sai vậy mà đi phân biệt đầu nhập vào đại tư mệnh và khởi nguyên tiểu thông minh không sai nhưng đại trí tuệ lại thiếu tiểu long lôi chạch thoáng ngẩn người hỏi sao lại nói như vậy hắn đặt cược hai cửa hai bên cũng đều sẽ trọng dụng hắn vì sao lại là tiểu thông minh mà không phải là đại trí tuệ hắn một phân thành hai phân biệt đi theo khởi nguyên và đại tư mệnh đặt cược hai cửa cả hai bên cũng đều sẽ trọng dụng hắn nhưng cũng sẽ để phòng hắn trung khởi nhà nhạt, nhạt nói hai bên đều lấy lòng hai bên đều lấy không được chỗ tốt hơn nữa một phân thành hai thực lực cũng sẽ giảm xuống thần lớn hiện tại hắn vẫn chưa xuất thế nếu cả hai cái chính mình ở hai bên đều xuất thế thì sẽ khiến cho khí vận của hắn một phân thành hai, lại càng dễ dàng bị từng cái kích phá hơn, tách ra dễ chết. Hơn nữa, hiện tại hắn đã chia ra làm hai cỗ linh thai, hai cỗ linh thai này mặc dù chỉ là nửa cái, nhưng sau khi xuất thế chính là hai cái sinh mệnh độc lập. Hắn lắc đầu, nói Hai tôn luân hồi thánh vương, ta không tin bọn họ có thể bảo trì ý niệm đồng bộ, tư duy nhất trí, tương lai ai chủ ai thứ, nghĩ muốn dung hợp, kẻ nào sẽ thôn phệ kẻ nào, từ điểm đó cho thấy, Luân hồi thánh vương chỉ có thể xem như là tiểu thông minh, không thể gọi là đại trí tuệ. Hai mắt tiểu long lôi trạch nhấp nháy, nghiêm mặt nói. Nhưng người cũng nhất định không thể xem thường hắn. Luân hồi thánh vương có thể khiến cho ta nhảy ra khỏi bẫy dập đạo thần, cũng có thể khiến cho bạch đế nhảy ra khỏi bẫy dập đạo thần. Lúc đó, thế lực của đám người khởi nguyên cũng sẽ tăng lên nhiều. Thân đạo thần của bạch đế chỉ có phân nửa, hơn nữa chỉ tuân theo quy luật của đại đạo, không có ý thức tự chủ. Lần trước tranh đoạt linh thai, khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần đều đã xuất hiện, duy chỉ có thần đạo thần của Bạch Đế là không hiện thân. Chính bởi vì tham dò thánh địa luân hồi không nằm trong quy tắc của đại đạo, cho nên Bạch Đế mới không xuất hiện. Nếu Bạch Đế nhảy ra khỏi bẫy dập đạo thần, quả thật khó giải quyết. Trung khởi do dự trong chốc lát, nói. Lão Tổ Tông lưu lại trong đạo giới hơn 10 vạn năm, có biết khởi nguyên đạo thần vốt cuộc là ai không? Khởi nguyên đạo thần trước giờ vẫn chưa từng hiền lộ ra chân diện mục, nhìn bên ngoài giống như khởi nguyên thần vương, nhưng lại có chút không giống khởi nguyên thần vương rốt cuộc có phải là bị hắn ám toán không phục mân đạo tôn và hoa tư nương nương rốt cuộc có phải từng đi thánh địa khởi nguyên không sự thật có phải giống như hoa tư nương nương đã nói đã nhìn thấy thánh địa khởi nguyên hoàn chỉnh không hề nhìn thấy thi thể của khởi nguyên thần vương hay không nếu khởi nguyên đạo thần thật sự là khởi nguyên thần vương vậy khởi nguyên thần vương bên cạnh đại tư mệnh thật sự là cấu thân của hắn sao khởi nguyên đạo thần là tồn tại đánh vào đạo giới nhục thân trở thành đạo thần không có rơi vào bẫy sập đạo thần tiểu long lôi trạch nói hắn và khởi nguyên ở hạ giới ai thật ai giả ta cũng không phân biệt được trung khởi thở dài một tiếng xoa xoa mi tâm tiểu long lôi trạch tiếp tục nói khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần dự định tiến vào luân hồi đạo giới để cho linh thai hấp thu đại đạo luân hồi từ đó khiến cho luân hồi thánh vương sinh ra trung khởi mỉm cười nói mặc kệ bọn hắn đi hai tôn luân hồi thánh vương không phải là chuyện xấu một tôn luân hồi thánh vương mới là chuyện xấu Tiểu Long lôi trạch cao mày, nói. Người quá tự tin rồi, không thể xem thường luân hồi Thánh Vương. Đại đạo luân hồi có thể khiến cho đạo thần tạm thời thanh tỉnh, tuyệt đối có khả năng không thể tin nổi. Ta cảm thấy hắn có thể tách ra, cũng có thể hợp hai là một. Hơn nữa, hắn nói không chừng sẽ truyền thụ đại đạo luân hồi cho đại tư mệnh hoặc là đám người khởi nguyên đạo thần. Trung khởi không chút để ý, mỉm cười nói. Tạo nghệ của ta trên đại đạo luân hồi đã rất sâu, sẽ cùng với chư đế nghiên cứu đại đạo luân hồi tiếp qua vài năm nữa ảo diệu của đại đạo luân hồi cũng sẽ bị ta trưởng khống lúc đó sẽ có thể giết vào đạo giới cứu lão tổ tông và hậu thổ nương nương ra rồi đợi sau khi ta đánh vào đạo giới hai vị đều sẽ là đạo thần chân chính không còn bị đại đạo chế ước nữa cặp bài tiểu long lôi chạch nhíu lại càng chặt hơn thủy trung vẫn không yên lòng ân cần dặn dò cẩn thận đại tư mệnh ngươi ngàn vạn lần không thể tin tưởng hắn ngàn vạn không thể xem thường luân hồi thánh vương tốt nhất vẫn là ngăn cản hắn sinh ra trung khởi cười ha, ha nói lão tổ tông yên tâm ta tự có chừng mực tiểu long lôi trạch vẫn là không yên lòng nói mười vạn năm qua ta mặc dù bị đạo giới không chế nhưng dù sao cũng đã trải qua mười vạn năm ở trên cảnh giới đạo thần thấm nhuần đủ lâu có rất nhiều tâm đắc lĩnh ngộ ta truyền thụ cảm ngộ đạo thần của ta cho ngươi nói không chừng có thể khiến cho tu vi của ngươi có chút tăng lên trung khởi nhất thời đại hỉ vội vàng bái tạ tiểu long lôi trạch vội vàng né sang một bên không nhận bái lễ của hắn, nghiêm mặt nói. Đại toại không theo họ ta, cũng không theo họ hoa tư, tự lập môn hộ, bảo hy tuy là con trai của yểm tư thị, nhưng cũng không phải yểm tư thị, mà là phục hy thị, bọn họ đều có đại thành tựu, có thể tự lập môn hộ, người hiện tại đã trở thành thiên hoàng đế, thiên địa chi chủ, có thể tự lập môn hộ, thiên hoàng đế trí tôn không cần bái ta. Dứt lời, hắn liền tế khởi tiên thiên quả thụ, đem cảm ngộ đạo thần của chính mình trong 10 vạn năm này không giữ lại chút nào, hết thầy trường thụ cho chung khởi thời gian thông thả trong lúc bất trì bất giác lại là hơn 100 năm đi qua chưa để tìm hiểu luân hồi đạo giới phát hiện ra từng cái từng cái thời không bí ẩn trong luân hồi đạo giới trong đám thời không bí ẩn này ẩn chứa lực lượng luân hồi kỳ dị quy tắc đại đạo trong đó bất đồng với ngoại giới mà đám vũ trụ bọt khí kia lại càng thần kỳ quy tắc của mỗi một cái vũ trụ đều là tự thành hệ thống luân hồi đáng giá nghiên cứu cả đời về phần tương vương và tiểu long lôi trạch cho tới hiện tại vẫn là trạng thái vừa mới ra đời. Trung khởi vẫn chưa để cho chư đế trợ giúp bọn họ mở ra đại đạo luân hồi, khiến cho trong lòng hai vị tồn tại đều nghi hoặc không thôi. Trong hơn 100 năm này, trên thạch đài của đại tư mệnh bộc phát ra thần quang nồng đậm khôn cùng, luân hồi thánh vương sinh ra, lại qua không bao lâu, một tôn luân hồi thánh vương khác cũng sinh ra, bị khởi nguyên đạo thần tiếp dẫn vào đạo giới. Thời điểm hai tôn luân hồi thánh vương xuất thế, dẫn động vạn đạo triều bái, vô cùng long trọng, đại đạo của lục giới đều bị dẫn động, phát ra quang mang chói mắt, đạo hạ kéo dài ức vạn dặm, đạo quang dọi sáng đại thiên thời không luân hồi. Trung khởi xuất lĩnh chư đế và vô số đế quân, tạo vật chủ đánh cướp cơ duyên thành đạo của hai tôn luân hồi thánh vương, nửa đường giành được rất nhiều hào quang đại đạo liệt hóa. Sau khi giành lấy của đại tư mệnh lại đánh cướp của khởi nguyên đạo thần, chọc cho một đám thần vương dưới chướng đại tư mệnh vi thường phẫn nộ, mà khởi nguyên đạo thần cũng hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Một ngày này, Trung khởi mời tương vương và tiểu long trạch tới, mỉm cười nói, hai vị mời ngồi tiểu long quy tương vương và tiểu long lôi trạch nghi hoặc không hiểu ý hắn bốn chân tương vương chống đất mỉm cười nói ta hiện tại là trạng thái bản thể làm sao ngồi được chứ tiểu long lôi trạch thì vờn quanh trên tiên thiên quả thụ mỉm cười nói chẳng lẽ ngươi đã luyện thành đại đạo luân hồi rồi sao trung khởi chỉ tay một cái đại đạo như rồng từ đầu ngón tay hắn bay ra chui vào trong cơ thể tương vương tiểu long quy kiên nhất thời cảm thấy lực lượng trong cơ thể cuồng bạo gào thét quay cuồng giống như có phong ấn gì đó đang ầm ầm đùng đùng nổ tung trả ngược lại lực lượng của hắn hắn phảng phất như rơi vào trong một trận lại một trận luân hồi thời điểm hắn tiến vào luân hồi đạo giới đã trúng chiêu tư hồ đã trở lại trạng thái lúc mới xuất thế luân hồi đảo ngược nhưng hiện tại lại giống như thời gian đang chảy xiết luân hồi xoay chuyển vậy ầm ầm một cỗ chấn động kịch liệt truyền tới con long quy nho nhỏ đột nhiên biến thành một con quái vật to lớn khôn cùng bốn chân trống đất phủ phục ở nơi đó bộ dáng vô cùng chật vật Trung khởi cười ha hà một tiếng, đại đạo luân hồi khẽ truyền, chảy vào trong cơ thể tiểu long lôi trạch. Đại đạo luân hồi vừa nhập thể, lôi trạch cổ thần vốt của khôi phục lại như lúc ban đầu, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vừa rồi tương vương trở tay không kịp. Thời điểm khôi phục nhục thân bị nhục thân khổng lồ của chính mình đè bẹp, mà hắn đã có phòng bị, không bị xấu mặt. Hai tôn thần vương hoạt động một chút thân thể, lực lượng ngày trước trở về, hai tôn thần vương đều cảm khái ngàn vạn, ở trong luân hồi đạo giới không để ý chúng chiêu, vậy mà khiến cho bọn họ đã chỉ hoãn thời gian 100 năm đằng đằng mới khôi phục lại như lúc ban đầu, nhất là lôi trạch cổ thần. Hắn bởi vì chuyện này còn đã bỏ lỡ trận chiến tại luân hồi đạo giới, khiến cho hắn vô cùng thức hận. Tinh thần chung khởi ba động, truyền thụ cảm ngộ của chính mình đối với đại đạo luân hồi cho hai người, nói. Các người đã chỉ hoãn 100 năm tu luyện, bất quá đã có lĩnh ngộ của ta đối với đại đạo luân hồi trong những năm qua, đuổi theo người khác hẳn cũng không khó. Chỉ là các ngươi chỉ có thể tu luyện đại đạo luân hồi cảnh giới văn lộ đồ đằng, gông xiềng của tiên thiên thần ma cực lớn ngoại trừ đại đạo hình thành chính mình là đại đạo tiên thiên gia nghĩ muốn luyện thành những đại đạo tiên thiên khác chính là khó càng thêm khó lúc trước trung khởi tu hú chiếm tổ chim sáo đã luyện hóa một bộ phận đại đạo tiên thiên luân hồi nhưng chư đế chư thần lĩnh ngộ tìm hiểu trong một trăm năm này đều là biến tiên thiên thành hậu thiên dễ dàng cho lý giải đại đạo tiên thiên tìm hiểu được chỉ cần gia nhập lý giải của chính mình sẽ liền từ tiên thiên biến thành hậu thiên nghĩ muốn từ hậu thiên biến thành tiên thiên chỉ cần nhìn lại năm xưa trung khởi từ hậu thiên nghịch chuyển tiên thiên sẽ có thể biết được trình độ khó khăn to lớn tới mức nào nhất là bọn họ tu luyện tới cảnh giới hiện tại cách cảnh giới trung cực chỉ còn một bước nhỏ nghĩ muốn lại từ hậu thiên biến thành tiên thiên trình độ khó khăn chỉ sợ không chỉ tăng lên gấp trăm ngàn lần chẳng qua cho dù là đại đạo đồ đằng của hậu thiên cũng không phải tầm thường bao quát vạn tượng có chỗ mà những đại đạo tiên thiên khác cũng không thể sánh bằng trung khởi cũng đạt được một bộ phận tiên thiên luân hồi một bộ phận hậu thiên luân hồi vẫn chưa hoàn toàn luyện đại đạo luân hồi hành đại đạo tiên thiên lôi trạch cổ thần liếc nhìn tương vương một cái truyền âm nói cảm ngộ đạo thần mà ta truyền thụ cho ngươi ngươi đã tìm hiểu thấu triệt chưa trung khởi lắc lắc đầu truyền âm trả lời cảm ngộ đạo thần sao có thể nhanh như vậy sẽ có thể tìm hiểu thấu triệt được chẳng qua ta ngược lại đã thăm dò được một chút toàn cảnh của cảnh giới đạo thần rồi lôi trạch cổ thần truyền thụ cảm ngộ đạo thần cho hắn hắn cũng đạt được khá nhiều Lôi chạy của thần là đạo thần của đại đạo lôi đình, mặc dù chỉ là đạo thần của một hệ đại đạo lôi đình mà thôi, nhưng tâm cảnh đạo thần cùng với sự trường khống, cảm ngộ đối với đại đạo của hắn đều đã đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng. Đạo thần, kẻ không hiểu cảnh giới này thì gọi nó là thần của đại đạo, nhưng Trung khởi nghiên cứu cảm ngộ đạo thần, phát hiện cảnh giới này hẳn nên gọi là đại đạo nguyên thần. Nguyên thần cũng chính là linh hồn, đại đạo nguyên thần cũng chính là linh hồn đại đạo. Hết thầy thần ma, bất luận là tiên thiên hay là hậu thiên bất luận là thần minh hay là đại đế, lĩnh ngộ đối với đạo đều vẫn chỉ dừng lại ở mức vận dụng đại đạo, cũng tức là dừng lại ở thần thông. Mà cảnh giới đạo thần thì lại bất đồng, loại cảnh giới đại đạo nguyên thần này có thể khiến cho bọn họ trở thành đạo thuần túy nhất, là đạo chi tinh, đạo chi linh, đạo chi hồn, đạo chi thần, mọi cử động của bọn họ đều là đạo lý, mỗi một hành vi lời nói của bọn họ đều là thần thông. Mà thân là đại đạo nguyên thần, cử động của bản thân chính là đạo lý, chính là quy tắc đại đạo, ý thức của bản thân chính là ý thức của đại đạo đây mới là đạo thần đám đạo thần bọn hậu thổ nương nương lôi trạch cổ thần phương diện lý giải đối với đạo thần đều đã xuất hiện sai lệch khiến cho bọn họ rơi vào bẫy sập đạo thần ý thức của bản thân không trở thành quy tắc của đại đạo trái lại quy tắc của đại đạo thay thế ý thức của bọn họ biến thành đạo thần khôi lỗi đây chính là nguyên nhân bọn họ rơi vào bẫy sập đạo thần dù sao kẻ thành tựu cảnh giới đạo thần này vẫn là quá ít rồi năm xưa hậu thổ nương nương và lôi trạch cổ thần đều là tự mình lục lọi lúc này mới tìm ra con đường thành tựu đạo thần mở ra cảnh giới đạo thần này vì thế cho nên không thể tránh thoát được bẫy dập đạo thần cái này cũng là hợp tình hợp lý trung khởi mấy ngày nay tìm hiểu phát hiện nghiên cứu sâu nhất trên cảnh giới đạo thần này sợ rằng chính là phục mân đạo tôn thân là tồn tại cường đại nhất năm xưa tâm cảnh của phục mân đạo tôn đã bước vào cảnh giới đạo thần này nhưng hắn là sinh linh hậu thiên không thể làm được giống như trung khởi vậy nghịch chuyển tiên thiên bị nhục thân liên lụy khiến cho hắn không thể trở thành đạo thần nhưng hắn lĩnh ngộ đối với đại đạo nguyên thần cũng là thấu triệt nhất điểm này đã khiến cho hắn làm được thân ở bên trong đạo ở bên ngoài đạo hạnh của hắn đã là đạo thần nhưng nhục thân vẫn còn là đế cảnh dựa vào lĩnh ngộ siêu nhiên siêu cường đối với đại đạo nguyên thần phục mân đạo tôn đã đánh khắp thiên hạ không có địch thủ lúc đó hắn được cả địch lẫn ta đều tôn dưng là đạo tôn chính là vì nguyên nhân này đáng tiếc hắn không có nghịch chuyển tiên thiên rốt cuộc vẫn là đã già nua cuối cùng ngậm hờn chết đi, đã lưu lại tức nối thật lớn. Đại đạo luân hồi có thể tránh được bẫy dập đạo thần, có lẽ đây là thời cơ tốt nhất để Hoa Tư Nương nương trở thành đạo thần. Trung Khởi vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên có thần nhân báo lại, nói: "Bệ hạ, đại tư mệnh cầu kiến." Trung Khởi đứng dậy, đi ra đại điện nghênh đón, hai người khoanh chân ngồi xuống, đại tư mệnh cẩn thận quan sát Trung Khởi, thở dài nói: "Uy nghiêm của bệ hạ càng lúc càng trầm trọng." xem ra những năm qua tìm hiểu đại đạo luân hồi đã có lợi ích không nhỏ. Đại tư mệnh cứu được luân hồi thánh vương, chẳng lẽ luân hồi thánh vương không truyền thụ đại đạo luân hồi cho ngươi sao? Trung khởi mỉm cười, nói. Đại tư mệnh ở gần Phật được ăn xôi trước, đạt được so với ta hẳn là càng nhiều hơn mới đúng. Lần này đại tư mệnh tới đây, không biết có dẫn vị thánh vương kia cùng tới hay không. Lúc trước chẫm ngộ thương hắn, trong lòng ái náy không thôi, ngược lại muốn gặp hắn một phen, nói một câu đắc tội. Đại tư mệnh cười ha hả nói. Lần này luôn hồi đạo hữu không có tới đây, lần sau nhất định sẽ khiến cho bệ hạ nhìn hắn một chút. Trung khởi mỉm cười, nói. Lần này đại tư mệnh tới đây là có chuyện gì? Đại tư mệnh khẽ nghiêng người về phía trước, mỉm cười nói. Bệ hạ, đạo giới dù sao cũng là phế tích dựng lên, hiện tại có phải đã tới lúc nên san bằng giới cũ, lập giới mới rồi không? Trong lòng trung khởi khẽ động, mỉm cười nói luân hồi thánh vương một phân thành hai một tôn luân hồi thánh vương còn lại có thể làm nội ứng hay không đại tư mệnh mỉm cười nói cái này ta cũng không thể biết được bệ hạ người đã đáp ứng ta muốn bằng đạo giới xây dựng đạo giới mới mong rằng bệ hạ không nên vi ước dù sao chúng ta cũng đã ký kết khế ước hỗn độn nếu như vi phạm trung khởi cười ha hả đứng lên nói trẫm sẽ không vi ước cũng sẽ không vi phạm lời thề đại tư mệnh cứ việc yên tâm chẳng qua san bằng đạo giới không phải tầm thường, ta sẽ toàn lực xuất thủ, cũng mong đại tư mệnh xuất thủ toàn lực. Đại tư mệnh đứng dậy, nghiêm nghị nói. Bệ hạ yên tâm, trận chiến này, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, ta trở về chuẩn bị một chút, chờ tin lành của bệ hạ. Trung khởi đưa tiễn, doanh người lại lập tức triệu tập 3.600 vị đại đế, mấy vị thần vương đi tới nghị sự, chư đế chư thần vương đều là hai mặt nhìn nhau, có chút sợ hãi. Những năm gần đây lại có không ít tân đế sinh ra, chỉ là xu thế đã không còn mạnh mẽ như trước đây vậy số lượng chư đế mới tăng lên không bằng trước đây trung khởi từng để cho vân quyển thư và thiên ti nương nương thôi diễn đạt được kết quả ít nhất có một ngàn tôn tân đế trong lúc vô tình đã bị thần vương dưới chướng đại tư mệnh thôn phệ khiến cho trung khởi vô cùng phẫn nộ san bằng đạo giới kim ô thần đế nói bệ hạ với thực lực hiện tại của chúng ta san bằng đạo giới chỉ sợ có chút khó khăn trong đạo giới có năm tôn đạo thần còn có luân hồi thánh vương cộng thêm đạo giới có được uy năng không thể dự đoán, nghĩ muốn san bằng đạo giới, chỉ sợ sẽ phải tử thương thảm trọng. San bằng đạo giới, hiện tại thời điểm hẳn là còn sớm một chút, ít nhất phải đợi thêm năm vạn năm nữa. Hoa Tương nương nương nói. Bệ hạ hẳn không nên nghe theo lời đầu độc của đại tư mệnh. Đại tư mệnh muốn người hiện tại xuất thủ, chính là vì muốn chém thế lực của người, khiến cho chư đế dưới chướng người táng thân trong trận chiến đạo giới. Hắn dù sao cũng là thủ lĩnh của thời đại hắc ám trước đây, tâm tư xảo quyệt không thể không đề phòng lôi chảy của thần gật đầu nói đúng là như thế Vân quyển thư khom người nói bệ hạ rất nhiều thần vương dưới chướng đại tư mệnh âm thầm đi săn tân đế ăn hơn một ngàn tôn tân đế luyện hóa đại đạo của bọn họ thôn vệ tu vi của bọn thực lực của các thần vương dưới chướng hắn vô cùng thâm sâu khó có thể đo lường trăm ngàn năm qua đã trải qua vô số lần đại chiến nhưng thần xem qua chiến tích của chi thần vương dưới chướng đại tư mệnh đều không có bất kỳ công tích gì, có thể thấy được bọn họ đã ẩn giấu thực lực, bệ hạ không thể không đề phòng. Trung khởi nhìn về phía phong hiếu trung, phong hiếu trung khẽ gật đầu một cái, nói. Luân hồi thiên cầu đã có thể sử dụng. Trung khởi mỉm cười, nói. Các vị không cần quá lo lắng, chúng ta công kích đạo giới, trừ đế cũng không cần tiến vào đạo giới, có thể thi triển thủ đoạn từ luân hồi đạo giới, tiến vào đạo giới, chỉ là đạo thần bên phía chúng ta mà thôi. Ba tôn đạo thần, cộng thêm chẫm và phong đạo tôn chiến lược của năm tôn đạo thần bên ngoài có chư đế tương trợ cộng thêm đại tư mệnh đám người khởi nguyên thần vương cùng với tôn luân hồi thánh vương kia chiến lược cấp bậc đạo thần ít nhất có bảy tôn bảy tôn đạo thần cũng không phải không thể san bằng đạo giới chiến lược bảy tôn cấp bậc đạo thần đám người đều thoáng ngẩn người không hiểu ý hắn trong lòng vân quyền thư khẽ động chờ tình ngộ lại nhìn về phía hoa tư nương nương lộ ra nụ cười nói chúc mừng thủy tổ đại nhân hoa tương nương nương nhất thời hiểu ý trong lòng rung động trần trở nói ta đã bị đoạt mất cơ duyên trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng khó có thể trở thành đạo thần hơn nữa lôi trạch đạo thần và hậu thổ đạo thần đều rơi vào bẫy dập đạo thần nếu ta mạnh mẽ trở thành đạo thần chỉ sợ cũng sẽ rơi vào bẫy dập trở thành trợ lực của đạo giới trung khởi mỉm cười nói thủy tổ nương nương yên tâm người cứ việc trùng kích cảnh giới đạo thần ta sẽ dùng thủ đoạn luân hồi khiến thừa thủy tổ nương nương không rơi vào bẫy dập về phần hai tôn đạo thần lôi trạch và hậu thổ ta có thể cứu bọn họ nhảy ra khỏi bẫy dập không cần phải lo lắng tinh thần đám người nhất thời đại trấn nói như vậy bên phía chính mình quả thật có ba tôn đạo thần trợ trận cộng thêm thiên đế và phong đạo tôn chiến lược năm tôn đạo thần cũng không phải là không có được đánh một trận trung khởi đứng dậy cao giọng nói chư quân đạo giới cao cao tại thượng đạo thần đùa bỡn thần ma thế gian nô dịch thôn vệ chư đế, xem chúng ta như lợn chó. Hôm nay, chư quân cùng với ta san bằng đạo giới, đánh đạo giới thành bình địa, mở lại một tòa đạo giới mới, tế luân hồi thiên cầu. Chư đế nhao nhao đứng dậy, sau đầu mỗi người hiện ra bảy đạo quang luân, không ngừng xoay tròn, từng sợi từng sợi đại đạo như rồng như mãng từ dưới bay lên, phóng về phía một quả thiên cầu thật lớn trên thạch đài. Đó là luân hồi thiên cầu do chung khởi tập hợp trí tuệ và lực lượng của chư đế chư thần vương luyện thành. Luân hồi thiên cầu này bao gồm toàn bộ đại đạo của lục giới, thậm chí ngay cả một chút đạo lý của đạo giới cũng dung luyện vào trong đó, là đệ nhất trọng khí đương kim hoàng triều, đã siêu việt bất luận một kiện trọng khí gì do bất kỳ một triều đại nào trong lịch sử luyện chế. Kiện trọng khí trước giờ chưa từng có này được đại đạo của chư đế tế khởi, hỏa thiên cầu thật lớn đột nhiên ầm ầm chấn động, vô số đạo văn ngoài mặt sáng lên, sau đó đạo văn nội bộ cũng tự động sáng lên, khỏa thiên cầu càng lúc càng to lớn. Thời điểm kiện trọng khí này được luyện chế, đại đạo luân hồi vẫn chưa triệt đề thành hình nhưng chư đế đã dùng trí tuệ và lực lượng của chính mình chế tạo ra một kiện trọng khí trí bảo trình hợp đại đạo của lục giới khiến cho đại đạo của lục giới trở nên thống nhất mà một trăm năm trước thời điểm luân hồi thiên cầu chuyển tới nơi này chư đế cũng đã dung nhập lĩnh ngộ của chính mình đối với đại đạo luân hồi vào trong đó tế luyện một trăm năm quy năng của kiện trọng khí hạo hãn này bị kích phát quy năng đại đạo của lục giới chấn động luân hồi đạo giới cỗ áp lực này cực kỳ đáng sợ thậm chí ngay cả thánh điện luân hồi cũng phát ra thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng từng cái từng cái vũ trụ bọt khí trực tiếp nổ tung bị lực lượng hạo hãn trực tiếp san bằng trước sàn bằng thánh điện luân hồi cho chậm sắc mặt trung khởi thản nhiên hạ lệnh xuống ầm ầm luân hồi thiên cầu ầm ầm chấn động quy năng bàng đại bạo phát tòa tiên thiên thánh địa rộng lớn vô ngần tràn ngập vô số không gian luân hồi bí cảnh luân hồi to lớn trong lúc bất chợt bị lực lượng cùng bạo vô biên trực tiếp nghiền nát san bằng đại đạo luân hồi xuyên toa trong tòa thánh điện này cũng bị chấn thành bột mịn không còn tồn tại trung khởi giơ tay lên chỉ về phía đạo giới nói đánh xuyên nó cho trẫm trên một nửa tòa thạch đài kia đại tư mệnh và đám thần vương bọn khởi nguyên nguyên nhà đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng hạo hãn khôn cùng oanh kích tới còn chưa kịp làm ra phản ứng đã nhìn thấy đại đạo thánh điện luân hồi dưới thạch đài chợt ba động cuồn cuộn bị cỗ uy năng vô lượng kia trực tiếp san bằng đám thần vương nhất tề dại ra ngây ngốc nhìn cỗ uy năng hỗn loạn hạo hãn kia chân tay luống cuống không biết nên làm thế nào cho phải mà bên cạnh đại tư mệnh một tôn thần vương trẻ tuổi ngọc thụ lâm phong trời sinh có 18 cánh tay 16 khuôn mặt mỗi khuôn mặt có ba con mắt 18 cánh tay mở ra nâng luân hồi lục giới lên mỗi ba cánh tay chụp lấy một cái sở dĩ nói ngọc thụ lâm phong là vì tôn thần vương này quả thật giống như một cây ngọc thụ vậy cánh tay giống như nhánh cây luân hồi lục giới giống như tán cây trên thân thể hán lạc ấn thiên địa tinh tú âm dương ngũ hành tứ tượng bát quái còn có những biểu tượng đồ đằng kỳ dị như hậu thiên tiên thiên thần ma linh hồn chuyển sinh đạo thần hậu thiên là sinh linh hậu thiên đại biểu cho sinh mệnh cuồn cuộn không thôi là biểu tượng của ba ngàn lục đạo giới tiên thiên là tiên thiên thần ma đại biểu cho lực lượng của đại đạo là tranh đấu trong vũ trụ cổ lão thần ma là sinh linh hậu thiên tu thành cảnh giới thần ma đại biểu cho quyền lực là tranh đấu trong tinh vực tử vi. Mà linh hồn thì đại biểu cho vĩnh sinh, biểu tượng cho hư không giới, chuyển sinh đại biểu cho tuần hoàn, đại biểu cho khu luân hồi thứ bảy, đạo thần đại biểu cho trí cao, đại biểu cho đạo giới. Thần tú thiên địa tụ tập trên một thân. Tôn luân hồi thánh vương này quả nhiên là chúa tể thần ma trời sinh, vừa mới xuất thế đã trưởng khống khu luân hồi thứ bảy, nắm chắc luân hồi. Lúc này, luân hồi thánh vương nhìn thấy thánh địa luân hồi bị phá hủy, 16 khuôn mặt không khỏi đại biến, 16 khuôn mặt có kinh hãi, có giận dữ, có trắng bệt, có đỏ bừng. Lại dám phá hư thánh địa của ta. Tôn thánh vương này cực kỳ phẫn nộ, 16 khuôn mặt phát ra 16 loại thanh âm, có nam có nữ, có già có trẻ, có thần có ma, có người có thú. Đều không giống nhau. Trung khởi tập hợp lực lượng của chư đế, thôi động luân hồi thiên cầu mà chư đế gian gian khổ khổ suốt hơn một ngàn năm mới chế tạo ra, quy lực cấp ngàn vạn lần đế binh, san bằng thánh địa luân hồi, hiền nát đại đạo luân hồi thành bột mịn cỗ lực lượng này căn bản không phải hắn có khả năng chống lại. Thánh vương yên tâm, khôi phục đại đạo luân hồi đối với ta cũng không phải không có khả năng. Sắc mặt của đại tư mệnh cũng không khỏi vì lực lượng của luân hồi thiên cầu mà khẽ động, quay sang nói với luân hồi thánh vương. Thiên đế khoe khoang thần uy, là muốn thể hiện uy phong cho người xem, cũng là cho ta nhìn, vừa cảnh cáo người cũng là cảnh cáo ta. Hành động này mặc dù bá đạo, nhưng cũng có chút tính trẻ con, hành động theo cảm tình, ta đạt được ảo rượu của sinh mệnh, khôi phục đại đạo cũng không phải không có khả năng. Không cần đại tư mệnh nhọc lòng, sắc mặt luân hồi thánh vương từ từ khôi phục lại bình thường, một khuôn mặt trong đó lạnh nhạt nói. Đến nhà không đạt được đại đạo luân hồi chân chính, làm sao biết ảo diệu của luân hồi, tòa thánh địa này không phải là hắn có khả năng hủy diệt, thánh địa luân hồi sẽ tự mình luân hồi trọng sinh, đại đạo luân hồi cũng sẽ tự luân hồi trọng sinh. Trong lòng đại tư mệnh khẽ động, liếc nhìn hắn một cái. Luân hồi thánh vương hiện tại mặc dù cực kỳ cường hoành, nhưng thực lực vẫn thua kém đại tư mệnh không ít cho dù hai thân hợp nhất cũng chưa chắc có thể sánh bằng đại tư mệnh nhưng sự tinh diệu của đại đạo luân hồi lại khiến cho đại tư mệnh cũng không khỏi kinh ngạc tán thán trong lòng cũng sinh ra cảnh giác nếu quả thật như luân hồi thánh vương đã nói đại đạo luân hồi và thánh địa luân hồi đều có thể tự mình luân hồi trọng sinh vậy ngay cả hắn cũng không thể không cẩn thận để phòng tôn luân hồi thánh vương này ầm ầm uy năng của luân hồi thiên cầu một lần nữa bạo phát oanh kích đạo giới Quy năng của một kích này so với một kích vừa rồi càng cương đại hơn, trực tiếp đánh ra một cái thông đạo giữa đạo giới và luân hồi đạo giới, hai cái không gian trọng điệp bắt đầu tương lên với nhau. Quy năng hạo hãn của luân hồi thiên cầu xông thẳng vào đạo giới, những nơi nó đi qua, đạo sơn sụp đổ, đạo hải bốc hơi, đạo vân đạo lôi tan nát, ngay cả khí hỗn độn cũng bị quét dọn không còn, quy lực thật sự mạnh mẽ tới mức đáng sợ. Kiện bảo vật to lớn này tụ tập trí tuệ của chư đế, lại có một đám thần vương như lôi trạch, hoa tư, thần hậu, càn đô tương vương cũng tham dự vào nghiên cứu chế tạo tế luyện còn có phong hiếu trung phong đạo tôn đẳng cấp này làm chủ đạo dùng hợp lý niệm thất đạo luân hồi hơn nữa trung khởi cũng thường xuyên tế luyện kiện bảo vật này nó là dùng trí tuệ đỉnh cấp nhất tài phú cao cấp nhất của toàn thể hoàng triều luyện chế thành quy năng uy lực cực mạnh có thể xưng là đệ nhất thần binh từ cổ trí kim năm xưa vân quyển thư đưa ra ý tưởng luyện chế luân hồi thiên cầu ý nghĩ của hắn là luyện chế ra một kiện bảo vật có thể diễn toán toàn bộ nhân quả thiên hạ giám sát hết thảy luân hồi nắm giữ hết thảy hướng đi của khí vận có thể trưởng khống trường thiên luân hồi luân hồi thiên cầu có lực lực thôi diễn cường đại nhất chấn áp khí vận của hoàng triều bảo trụ địa vị thống trị của phục huy thần tộc đây chính là mục đích ban đầu của vân quyền thư nhưng trong quá trình nghiên cứu làm sao luyện chế đã có chư đế chư thần vương phong hiếu trung và trung khởi tham dự vào công năng của kiện bảo vật này cũng không còn giới hạn trong ba mục đích này nữa ngược lại khí vận nhân quả và luân hồi trái lại đã thành mục đích phụ công dụng lớn nhất chính là uy năng, uy năng chấn áp hết thảy. Mặc kệ đối phương là tiên thiên thần ma hay là đạo thần, hết thảy đều chấn áp. Nhất là phong hiếu chung, thậm chí còn điên rồ mất trí đánh thần thông đã nhất thống vào trong luân hồi thiên cầu, để thăng uy năng của luân hồi thiên cầu lên tới cực hạn, cố chấp nghĩ muốn chế tạo ra một kiện trọng bảo, chí bảo hoàn mỹ vô khuyết. Đối với hắn, nếu đã làm thì phải làm cho thật hoàn mỹ. Sau một kích mà luân hồi thiên cầu đánh ra này, đạo giới đột nhiên chấn động kịch liệt, tự mình chữa trị thông đạo giữa đạo giới và luân hồi đạo giới nhanh chóng khôi phục lại. Đột nhiên, thân hình 3.600 vị đại đế đan sen chẳng chịt, bố thành trận thế. Đạo giải Thanh âm gào thét kinh thiên động địa vang lên, đệ nhất đại thần thông đương đại đạo giải bùng phát, quy năng cuồn cuộn trùng kích vào trong thông đạo. Quá trình đạo giới tự mình chữa trị lập tức dừng lại, đại đạo ầm ầm chấn động, bị thần thông đạo giải phân giải. Mục đích môn thần thông này sáng tạo ra chính là để đối phó đạo giới, đối phó đạo thần, hiện tại vẫn là lần đầu tiên bùng phát uy năng nhằm vào đạo giới. Cái thông đạo liên tiếp đạo giới và luân hồi đạo giới kia nhất thời ổn định lại. Màn tràng diện này khiến cho sắc mặt đám thần vương dưới chứng đại tư mạnh nhất tề đại biến, cho dù là luân hồi thánh vương cũng không khỏi biến sắc. Mặc dù đại đạo luân hồi là loại đại đạo đại nhất thống đầu tiên, nhưng đạo giải lại là thần thông đại nhất thống đầu tiên trong suốt mấy ngàn năm qua, cho tới hiện tại vẫn chưa có loại thần thông nào mà uy năng có thể vượt qua nó. Hiện tại, luân hồi thánh vương rốt cuộc cũng đã nhìn thấy uy năng của loại thần thông này quả nhiên không tầm thường hắn không khỏi lẩm bẩm so với thần thông luân hồi của ta không biết ai cao ai thấp đúng vào lúc này trung khởi dẫn người đi ra cùng với đám người phong hiếu trung tương vương lôi trạch hoa tư thần hậu càn đô tiến về phía thông đạo cười ha hả nói đại tư mệnh thông đạo đã mở rồi đại tư mệnh và các vị đạo hữu cũng nên khởi hành rồi bệ hạ phân phó, sao dám không theo. Đại tư mệnh cười ha hả bàn tay mở ra, ngoại trừ luân hồi thánh vương ra, đám thần vương còn lại nhao nhao leo lên lòng bàn tay hắn. Đại tư mệnh nhìn về phía luân hồi thánh vương, mỉm cười nói. Luân hồi đạo hữu, mời. Đại tư mệnh, mời. Đám người cất bước đi vào cái thông đạo to lớn kia, trung khởi nhìn về phía luân hồi thánh vương, chỉ thấy kẻ này tướng mạo thanh kỳ, bất đồng với đại tư mệnh, loại thần ma trời sinh bất luận góc độ nào cũng đều là chính diện này tôn luân hồi thánh vương này trên phương diện cấu tạo nhục thân hiển nhiên là không bằng đại tư mệnh cũng không bằng tứ diện thần mỗi khuôn mặt của hắn không ngờ cũng đều không giống nhau đều có đặc điểm riêng rất khó nhất nhất nói rõ mà luân hồi thánh vương cũng đang nhìn về phía trung khởi thần sắc trên cả 16 sáu khuôn mặt cũng đều bất biến trung khởi mỉm cười nói luân hồi thánh vương lúc trước trẫm có nhiều đắc tội mong rằng thánh vương bao dung sắc mặt luân hồi thánh vương khẽ biến từng cái từng cái khuôn mặt miệng cười lòng không cười nói bệ hạ chém ta thành hai mảnh cướp đoạt thánh địa của ta cướp đoạt cơ duyên của ta hiện tại lại phá hủy thánh địa của ta chỉ vẹn vẹn nói một tiếng đắc tội đã muốn khiến cho ta bao dung không khỏi quá đáng rồi trung khởi thản nhiên nói trẫm bảo ngươi bao dung ngươi liền thành thành thật thật bao dung đi những cái còn lại ngươi không cần hỏi tới mười sáu khuôn mặt của luân hồi thánh vương nhất thời cứng đờ nuốt một trận oán khí trở về trong bụng. Không biết luân hồi thánh vương sinh ra có thánh dược hoặc là bảo bối bạn sinh gì không? Trung khởi đột nhiên hỏi. Chấm cũng không phải là mơ ước thánh dược hoặc bảo vật gì của ngươi, mà là phong đạo tôn yêu thích nghiên cứu, cho nên muốn hỏi mượn nghiên cứu mấy ngày. Luân hồi thánh vương không nói lời nào, đột nhiên cảm giác được một cặp mắt đang nhìn chằm chằm chính mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, đập vào trong mắt là một gã nam từ trung niên, bộ dáng vô cùng hứng thú nhìn hắn, Khiến cho trong lòng hắn không khỏi khẽ động, có một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm, cực kỳ khó chịu. Đại Tư mệnh mỉm cười, nói: "Bệ hạ, Phong đạo tôn, Luân hồi đạo hữu trời sinh bất phàm, thời điểm sinh ra quả thật cũng có bảo vật bạn sinh." Phong Hiếu trung càng cảm thấy hứng thú, hỏi: "Là bảo vật gì?" Lúc này bọn họ đã tiến vào trong đạo giới, đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng ẩm vang thật lớn, Luân hồi thiên cầu thần uy hạo hãn, từ một hướng khác đánh thẳng vào trong đạo giới san bằng mấy ngọn đạo sơn, mặt đất cũng bị cày ra một cái khe thật lớn. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng trống vang lên, một cái mộ cổ từ xa bay tới, thùng thùng vang dội. Đại tư mệnh tế khởi sinh mệnh cổ thụ, quất thẳng về phía mộ cổ, nói. Kiện bảo vật này không tầm thường, ta chỉ nhìn thấy hình dáng của nó, không biết rõ công dụng, có mấy phần tương tự với luân hồi thiên cầu của bệ hạ, cũng có chỗ bất đồng, gọi là tam diện luân. Tam diện luân, trung khởi thoáng ngẩn người, xa xa quang mang đột nhiên chấp động lôi trạch đạo thần từ xa bay tới ý đồ ngăn cản đám người đột nhiên lại một tiếng nổ vang kinh thiên động địa truyền tới luân hồi thiên cầu lại bắn ra một cỗ uy năng oanh phá đạo giới là ba mặt luân bàn có lạc ấn đại thiên thế giới đại tư mệnh chấn động sinh mệnh cổ thụ bức lui mộ cổ mỉm cười ôn hòa nếu bệ hạ muốn biết công dụng của nó đợi sau khi gặp được đám người khởi nguyên đạo thần tứ diện thần liền sẽ biết trung khởi nhìn về phía hoa tư nương nương hoa tư nương nương hiểu ý lập tức phóng người bay lên tách lôi trạch đạo thần ra khỏi nơi này lôi trạch cổ thần và thần hậu nương nương cũng thẳng tắp bay lên cùng với hoa tư nương nương đại chiến lôi trạch đạo thần ầm ầm quy năng của luân hồi thiên cầu một lần nữa đánh tới trong đạo giới nhất thời lại có thêm một cái động lớn uy năng hạo hãn ầm 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 vang dội nhắm thẳng về phía xa xa vậy mà đã đánh xuyên đạo giới đánh ra một cái động lớn bàn tay đại tư mệnh chấn động một cái vô số thần vương nhao nhao rơi xuống vườn quanh bốn phía kết thành trận hình đạo dài nghiêm túc chuẩn bị chỉ thấy hai đạo quang mang một đen một trắng từ xa bay tới đột nhiên chấn động một cái từ trong hắc bạch nhị khí chợt có thần đạo ma đạo bay ra biến thành một quyển thái cực đồ chụp về phía đám thần vương bọn khởi nguyên nguyên nha đạo đồ này sắc mặt khởi nguyên thần vương đại biến lẽ nào hắc bạch nhị đế và thần ma tà tam đế đều đã trở thành đạo thần rồi sao sao đạo đồ của bọn họ lại có thể lạc ấn vào đạo giới đại tư mệnh liếc mắt quan sát một cái đắc đầu nói hắc bạch nhị đế đều chỉ là nửa tôn đạo thần mà thôi về phần thần ma tạt tam đế mỗi người đều chỉ có một phần ba đã xem như rất cao rồi lúc này phong hiếu trung cũng cất bước đi ra nghênh đón hậu thổ nương nương đang mặt không biểu tình giết tới khởi nguyên đạo thần và tứ diện thần hẳn cũng đã tới trung khởi đảo mắt quan sát bốn phía chỉ thấy lúc này ngoại trừ hai tôn đạo thần lôi trạch và hậu thổ đang vì thân chạy tới, những đạo thần còn lại đều không thấy bóng dáng. Có gì đó không đúng, hắc bạch nhị đế đều là nửa thân thể thành đạo thần, sao nửa thân đạo thần của bọn họ cũng đều không thấy. Về phần thần ma tà tam đế đều có một phần ba trở thành đạo thần, sao thần thân, cấu thân và đạo thần thân của bọn họ hết thảy đều không thấy tung tích. Thân thể hắn đột nhiên chấn động một cái, đại đạo luân hồi gà thét lao ra, biến thành một mặt đại luân chụp về phía lôi trạch đạo thần đúng lúc này thiên địa đột nhiên chấn động kịch liệt hư không giới phát ra thanh âm nổ vang không chịu nổi gánh nặng hư không giới hạo hãn không ngừng băng liệt không ngừng tan rã Chúng khởi vừa mới dùng đại đạo luân hồi bao phủ lối trạch đạo thần trong thiên địa đột nhiên truyền tới từng cỗ từng cỗ chấn động khiến cho người ta kinh hãi khiến cho toàn thể sinh linh trong vũ trụ đều cảm thấy phảng phất như có đồ vật gì đó đang nứt ra từng tòa từng tòa thần miếu thần điện cung phụng thần linh ma linh trong hư không giới nhao nhao đổ sụp khắp các giới trong vũ trụ trên vô số hỏa tinh cầu thậm chí trong đế tinh, trong thiên đình. Từng pho từng pho thần tượng thật lớn đột nhiên phủ đầy vết nứt, tiếp theo sụp đổ tan tành. Thiên hạ một mảnh đại loạn, vô số chúng sinh hồn nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, có kẻ vội vàng tế tự linh hồn tổ tông, lại nhìn thấy linh đường sụp đổ, không thể liên lạc với linh hồn tổ tông trong hư không giới. Trong thiên đình, các thần nhân phục khi thần tộc cũng vội vàng tế tự thiên đế chi linh trong hư không giới, nhưng cũng không thể cảm ứng được đám thiên đế chi linh kia. Lúc này, vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy một màn khiến cho bọn họ cả được khó quên. Trên thiên không, một đóa bị ngạn hoa to lớn khôn cùng từ trong hư không giới hiện ra, to lớn hạo hãn, trên vô số nhụy hoa, cánh hoa nâng đỡ nhiều tới bất tận thần linh ma linh đế linh, còn có đại toại và 24 vị thánh đế cư ngụ ở trung ương nhụy hoa, ngồi xếp bằng ở nơi đó, bàn tay nâng lên phủ tăng thần thụ to lớn nguy nga, lòng bàn tay đã biến thành hỗn độn hài. Lúc này, cặp mắt đại toại đã mở ra, nhìn vô số thần linh ma linh đế linh trong bỉ ngạn hoa, trong cặp mắt tràn ngập thần sắc thương cảm. Tà ma tác loạn, phá hoại hư không giới ta, hư không giới sắp sửa sụp đổ, các người đi mau. Hư không giới vỡ tan, khiến cho bản thể của bình ngạn hoa hiện ra, đó hoa to lớn này bao phủ không gian vô lượng, trong cánh hoa nhụy hoa nghỉ lại vô số thần linh ma linh và đế linh trong 200 vạn năm trở lại đây, mà tế tự của chúng sinh không thể truyền đạt tới hư không giới, là dấu hiệu hư không giới sụp đổ hư không giới sụp đổ, không phải tầm thường. Đám thần linh ma linh và đế linh kia không còn chỗ nương tựa, không biết có bao nhiêu sẽ táng thân trong hư không giới sụp đổ. Có trước linh hồn chính là tại thời điểm thọ nguyên linh hồn của chính mình tiêu hao hết mới tiến vào hư không giới. Trong hư không giới cơ hồ không có thời gian lưu động, bọn họ còn có thể tiếp tục sống sót, nhưng hư không giới vừa vỡ diệt, thời gian tiếp tục trôi qua, bọn họ tất nhiên là hồn phi phách tán. Có rất nhiều tiểu trùng tàu cung phụng linh hồn tổ tông, dựa vào dư uy của linh hồn tổ tông tồn tại trên thế gian, hư không giới vừa sụp đổ, chỗ dựa cuối cùng của bọn họ cũng sẽ biến mất, cách diệt tộc cũng không dám nữa. Có thể tưởng tượng, rất nhiều chủng tộc chỉ sợ sẽ xóa tên trong trường hạo kiếp này. Đây còn chưa phải là tai nạn lớn nhất, tai nạn lớn nhất là đám thần linh, ma linh và đế linh chạy ra khỏi hư không giới sụp đổ kia, bọn họ sẽ một mạch chuyển thế. Bọn họ có kẻ sẽ luân hồi chuyển thế, có kẻ sẽ trực tiếp đoạt xá, tất nhiên sẽ tạo thành một mảnh loạn lạc hỗn loạn. Nếu ở thời kỳ bình thường, đến nhà trưởng khống cỗ máy chiến tranh khổng lồ nhất trên thế gian này, thống trị toàn thể năm giới ngoại trừ đạo giới ra bất luận chư thiên gì cũng đều nằm trong tay hắn vô số thần ma đều hiệu chung với hắn cho dù là đế linh hạ giới chuyển thế cũng nằm trong lòng bàn tay của hắn không dậy nổi nửa điểm phong ba nhưng hiện tại hư không giới sụp đổ chỉ riêng đế linh thôi cũng đã có hơn một vạn chúng một vạn tôn đế linh hạ giới cộng thêm linh của vô số đế quân tạo vật chủ thần hoàng mà các tộc tích lũy trong hai trăm vạn năm qua số lượng nhiều tới mức không thể tính toán nổi nhiều thần linh ma linh và đế linh như vậy hạ giới hạng người vô pháp vô thiên cũng nhiều đếm không xuể, cho dù là có hơn phân nửa sẽ bị tiêu tán trên đường do hư không giới sụp đổ, thì số lượng còn lại cũng nhiều như cá giếc sang sông. Bọn họ chuyển thế giới tình huống thiên hạ đang một mảnh đại loạn, vân quyển thư và thiên ti cũng không thể nắm giữ bọn họ chuyển thế vào tộc nào, chuyển thế tới chỗ nào, mất đi không chế đối với bọn họ. Tương lai những thần linh ma linh và đế linh này trưởng thành lên, dã tâm cũng sẽ theo năng lực tăng trưởng mà tăng trưởng, nhất định sẽ trùng kích sự thống trị của đế nhạc, khiến cho Giang Sơn bất ổn cộng thêm sự âm thầm trợ giúp của rất nhiều tồn tại lòng mang dị tâm, có thể dự kiến được tương lai chắc chắn sẽ khói lửa nổi lên bốn phía, chiến hỏa ngập trời. Lúc này, đại tọa đã tỉnh lại, 24 vị thánh đế cũng bị chấn động kịch liệt mà giật mình tỉnh giấc, dù thế hư không giới sụp đổ nhất thời gia tốc, chỉ thấy trong hư không giới bao phủ chư thiên vạn giới, từng tôn từng tôn thần linh ma linh và đế linh đến thành từng đạo từng đạo quang mang lóe lên, giống như sao trời cắt ngang không trung. Bất luận là vũ trụ cổ lão hoặc là khu luân hồi thứ bảy, tinh vực tử vi, hư không giới sụp đổ cũng dẫn tới vô số thần linh ma linh hạ giới. Có thần linh hạ giới biến thành từng đạo từng đạo lưu quang, cũng có biến thành từng khỏa hỏa cầu thật lớn kéo theo vĩ dưỡng thật dài, ầm ầm đập vào trong từng khỏa từng khỏa tinh cầu. Núi non băng liệt, biển rộng bốc hơi, sinh linh tử nạn nhiều đến không xuể. Hoàng triều của Trung Khởi bị đánh cho trở tay không kịp, căn bản không kịp tổ chức cho các thần linh ma linh hạ giới, cũng không kịp bảo vệ chúng sinh các nơi trong vũ trụ. Cho dù có thần ma phản ứng kịp, cũng chỉ kịp bảo vệ một số ít tinh cầu mà thôi, đám quang diễm kia, đám hỏa cầu kia đánh xuyên qua tầng khí quyển từng khỏa từng khỏa tinh cầu, có cái lăn xuống, biến mất vào trong sơn hải mênh mông, có cái lại xâm nhập vào lục đạo luân hồi, mất đi tung tích, còn có những thần linh đế linh cực kỳ cường đại lại trực tiếp hàng lâm tộc địa, lệnh cho tộc nhân đi tới ngay tiếp, nhưng cũng có không biết bao nhiêu thần linh ma linh vẫn chưa kịp hạ giới, trên đường đi đột nhiên băng liệt, hồn phi phách tán biến thành bột mình Trong Tử Vi Thiên Đình, thiên ti nương nương và mặc ẩn bận rộn sứt đầu mè chán không ngừng hạ lệnh cho thần đình các nơi điều binh khiển tướng duy trì trật tự chung khởi phát động tấn công đạo giới đã điều đi chư đế thống trị các nơi khiến cho các nơi như rắn mất đầu nhưng cũng may binh mã trong thần thành các nơi vẫn còn chỉ có thể dựa vào bọn họ điều binh khiển tướng cùng lúc đó các nơi trong vũ trụ không ngừng có tin khẩn truyền tới đều là đám thần linh ma linh hàng lâm dẫn phát thiên tai có địa phương dị hỏa thiêu đốt hừng hực có địa phương địa chấn không ngừng sơn hà băng liệt có địa phương biển động ngất trời, khiến cho thiên ti và mạc ẩn bận tối mày tối mặt, truyền lệnh cho thần ma khắp các nơi trong vũ trụ trấn áp. Thủ hộ các bí cảnh chư thiên của phục hy thần tộc, thiên ti nương nương đột nhiên tỉnh ngộ lại, quyết định thật nhanh, điều động tiên thiên cấm quân do phục hy thần tộc cấu thành, lạnh lùng nói. Tiên thiên cấm quân nghe lệnh, bệ hạ không ở đây, các người thủ chết chư thiên và luân hồi của phục hy thần tộc cho ta. Nghiêm cấm bất luận ngoại tộc nào nhân cơ hội chuyển thế vào trong phục hy thần tộc nếu có ngoại tộc chuyển thế vào giết chết không luận tội dám thiên ti dám thiên ti thái hạo đế ở đâu có thần tướng bẩm báo thái hạo đế đã đi luân hồi đạo giới rồi trên trán thiên ti nương nương toát ra mồ hôi lạnh cả giận nói hiện tại là thời khắc dùng người cần dùng ta mục thiên đồng của hắn giám sát động tĩnh của chư thiên sao hắn lại có thể đi luân hồi đạo giới chứ những thần tộc khác có thể không cần để ý tới nhưng phục hy thần tộc ta ngàn vạn lần không thể có việc được thiên ti không cần lo lắng đột nhiên một đạo thanh âm trầm trọng chợt vang lên thiên ti nương nương khẽ dùng mình một cái theo thanh âm nhìn lại chỉ thấy trung khởi thân khoác đế bào đầu đội đế quan tay cầm tiên thiên thần đao đang đứng sừng sững trước lăng tiêu bảo điện thiên đình thanh âm vang vọng phục khi thần tộc có chậm giám sát sẽ không để cho bất luận ngoại tộc nào chuyển thế vào ngươi hãy xử lý những việc vặt vãnh khác chuyện tình của phục khi thần tộc ngươi không cần phân tâm tiên thiên cấm quân ngươi cũng mang đi đi giúp ngươi bình ổn lại cảnh tượng hỗn loạn các nơi. Thiên ti nương nương nhất thời yên lòng, không người thi lễ một cái, lập tức rời đi xử lý những chuyện khác, trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Sao bệ hạ có thể nhanh như vậy từ trong luân hồi đạo giới trở về, khoảng cách xa xôi như thế, sao hắn có thể làm được? Gã trung khởi này chính là đạo thân dịch tiên sinh của trung khởi, hắn giơ tay lên tế khởi tiên thiên thần đao, một đao ngang trời, đao quang lưu truyền, vượt qua vũ thanh và trụ quang, đao quang lóe lên chiếu rọi khắp các địa phương trú đóng trong bốn giới vũ trụ của phục hy thần tộc và nhân tộc ba con mắt mở ra nhìn thấy rõ luân hồi phàm là có thần linh ma linh đến linh của ngoại tộc ý đồ chuyển thế vào phục hy thần tộc hoặc là đoạt xá con cháu phục hy thần tộc đều một đao chém chết mà thần linh đến linh của phục hy thần tộc chuyển thế thì được đao quang của hắn tiếp dẫn đưa vào luân hồi ông ba khỏa thần nhãn của hắn bắn ra quang trụ mênh mông một lần lại một lần quét nhìn thiên không tử vi Tinh không tử vi treo ở trên tinh không của vũ trụ cổ lão và ba ngàn lục đạo giới, từ nơi này có thể nhìn một cái không sót thứ gì, mà hắn cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt xuyên thấu khu luân hồi thứ bảy u ám, phát xác động tĩnh các nơi, thu hết vào đáy mắt. Vị đại đế này có uy nghiêm cái thế, thất đạo luân hồi chuyển động, vũ thanh trụ quang lượn lờ, đào quang có thể cắt vào bất kỳ một nơi hẻo lánh nào trong vũ trụ, thủ hộ nhân tộc và phục hy thần tộc. Đại toại mở ra hư không giới, công đức vô lượng, hiện tại đại toại cũng nên nghỉ ngơi rồi. Hư không giới vẫn đang trong lúc tiêu tan, ngụy hoa bỉ ngạn hoa trong chấn động kỳ, kỳ liệt đang không ngừng thu liễm lại, toàn bộ 24 vị thánh đế cũng đều đã tỉnh lại, vờn quanh bốn phía đại toại vĩnh hạn, phía trước, trên từng cánh từng cánh hoa, mộ cổ, bạch quang, hắc quang, hỗn độn, thái cục đồ. Đang huyền phù, diễn sinh ra ngàn vạn dị tượng, khởi nguyên đạo thần đứng trên mộ cổ, tứ diện thần đứng trong khí hỗn độn, bạch đế đứng trên bạch quang, hắc đế đứng trong hắc ám, còn có thần ma tà tam để hình thành tư thế thái cực tế khởi một mặt thái cực đồ còn có một gã thần nhân khuôn mặt không có mặt mũi đang tế khởi 30 kiện bảo vật thiên đạo đứng trên đỉnh một cây nhụy hoa còn có một tôn luân hồi thánh vương 16 khuôn mặt 18 cánh tay đang chụp lấy lục giới đạo luân cả 16 khuôn mặt đều có thần thái khác nhau trên mặt 24 vị thánh đế mang theo quang mang thần thánh 200 vạn năm vô số chúng sinh chúng thần tế tự khiến cho 24 vị thánh đế này đã trở thành tiên thiên tế tự thần lực lượng tế tự đã tạo thành nhục thân cho bọn họ thân thể khẽ động liền có vô cùng thanh âm tế tự to rõ thông thúy tự hồ từ trong dòng thời gian cổ đạo truyền tới đại toại nâng phủ tăng thần thụ trong tay chỉ thấy thánh hỏa thiêu đốt hừng hực sợi dễ phủ tăng thần thụ liên tiếp với hỗn độn biến lòng bàn tay hắn thành một phiến hỗn độn hải biển lửa thiêu đốt cuồn cuộn không ngừng có đại nhật từ trong hỗn độn hải chậm rãi bay lên vận hành xung quanh phủ tăng thần thụ từ trước tới nay phủ tăng thần thụ vẫn luôn trợ giúp bỉ ngạn hoa định trụ hư không giới tránh cho hư không giới đổ sụp mà dễ cây phù tăng thần thụ thì lại tiếp dẫn khí hỗn độn không ngừng xâm nhập ăn mòn hư không giới đại thoại là dùng bàn tay của chính mình định trụ hỗn độn hải cộng thêm trung khởi phái linh của chư đế tới không ngừng luyện hóa áp chế khí hỗn độn duy trì hư không giới cũng không tới tình trạng sụp đổ mà tại thời điểm trung khởi xuất lĩnh chư đế đánh vào đạo giới hỗn độn hải đột nhiên tăng vọt ăn mòn xuyên thấu bàn tay của đại thoại cùng lúc đó hư không giới cũng bị mấy tôn đạo thần phát động công kích ầm ầm vỡ tan áp lực vô cùng kinh khủng từ trong lẫn ngoài cùng đánh tới, ép vỡ hư không giới do bị ngạn hoa biến thành, bước cho đại toại và 24 vị thánh đế không thể không tỉnh lại. Không gian bốn phía mênh mông vô lượng, không ngừng có linh hồn không kịp rời khỏi, trong lúc chấn động biến thành bột mịn, hồn phi phách tán, không còn tồn tại. Sắc mặt chỉ đế phục hi thị cũng kịch biến, các đời toại hoàng cũng từ trong ngủ mê tỉnh lại, không thể không rời khỏi hư không giới, hạ giới chuyển thế. Thật hối hận không nghe lời khuyên của đế nhạc, Đế linh sư dịch đế thở dài một tiếng, nói. Nếu ta chuyển thế sớm mấy ngàn năm, hiện tại cũng đã có thể chiếm cứ tiên cơ, trở thành tồn tại đế cấp rồi, bây giờ bị buộc phải không thể không hạ giới chuyển thế, mất hết tiên cơ. Từng tôn từng tôn đế linh phục khi nhau nhau xuyên qua hư không giới sụp đổ, hạ giới chuyển thế. Tương lai một mảnh hỗn loạn không rõ, bọn họ cũng không có khả năng tiên tri biết trước tương lai, chỉ cần hư không giới vẫn còn, sẽ có thể lưu lại hậu thủ, cho dù trung khởi có thất bại, bọn họ cũng có thể chuyển thế, ngăn cơn sóng giữ, Nhưng lần này hư không giới sụp đổ thật sự quá đột ngột, quá nhanh chóng, khiến cho hết thảy những cái gọi là hậu thủ đều mất đi ý nghĩa. Đột nhiên, thân thể thần ma tà tam đế khẽ động, một quyền thần ma thái cực đồ cắt phá hư không, gào thét bành trướng, chặn đánh về phía 21 tôn đế linh phục khi chuyển thế. Thái cực đồ mênh mông bắt ngát mở ra, ông một tiếng bành trướng, cắt đứt đường đi của bọn họ, tiên thiên thần đạo bùng phát cuồn cuộn, tiên thiên ma đạo gió cuốn mây tan, vô cùng trầm trọng dùng tiên thiên tà đạo làm đạo long văn hình thành mặt cắt bao phủ hư không không cho bọn họ hạ giới thiên chỉ tay một cái thiên mạc nhanh chóng mở ra từ phía sau so phủ tới cuốn về phía hai mươi mốt tôn phục khi thiên đế các vị tiền bối hậu bối hạo dịch đế đột nhiên dừng bước mỉm cười nói ta sẽ không hạ giới rồi ta sẽ mở ra một con đường các người hạ giới đi thôi hắn dốc tận toàn bộ dư uy cả đời thét dài một tiếng vũ thanh trụ quang bùng phát một chiếc phục ghi cầm từ trong đế lăng của tổ tình bay thẳng lên không trung tiến vào hư không giới xuất hiện trước mặt hắn hai tay hạo dịch đế đánh đàn mái tóc loạn vũ tiếng đàn bùng phát mãnh liệt đánh thẳng về phía thần ma thái cực đồ ầm ầm thần ma thái cực đồ nháy mắt nứt ra hạo dịch đế phất ống tay áo một cái đưa đế linh chư đế hạ giới ngay sau đó bị thần ma thái cực đồ và thiên mạc thôn phệ soạt hạo dịch cầm đột phá phong tỏa của thần ma thái cực đồ và thiên mạc rơi thẳng xuống dưới ẩm một tiếng rơi vào trong đế lăng của hạo dịch đế trên tổ tinh một tiểu nữ hải tóc bện đuôi sam ngồi trên dây đàn đất đoạn khuôn mặt ngửa lên trời bất lực vô thanh khóc lớn đế lăng nhanh chóng trầm tịch xuống trên không trung đế lăng vô số ngôi sao băng bay vút qua bầu trời hỗn loạn do hư không dưới sụp đổ tạo thành vẫn còn tiếp tục cuộc động loạn này người chết nhiễu loạn người sống từ trước tới nay vẫn là lần đầu tiên đám thần linh ma linh từ hư không dưới hạ giới ít nhất cũng là cảnh giới thần hoàng những tồn tại cường đại này cũng đều không phải là đại thiện nhân, hạng người hung ác trong đó cũng nhiều đến không xuể. Hơn nữa, bởi vì nguyên nhân chủng tộc bất đồng, cũng không thể dùng thiện ác đơn thuần để phân chia. Rất nhiều thần linh, ma linh nhập thế dẫn phát không biết bao nhiêu xôn xao hỗn loạn, không biết bao nhiêu sinh linh bị đoạt xá, thậm chí ngay cả không gian luân hồi của các giới trong vũ trụ cũng bị những kẻ này xâm nhập quấy nhiễu. Hoàng triều của đế nhạc bị đánh cho trở tay không kịp, trừ đế không có mặt, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể chấn áp hỗn loạn mà hư không giới vẫn còn đang không ngừng sụp đổ, dần dần sụp đổ tới chỗ sâu nhất trong hư không giới. Nơi đó, đại tội sớm đã mở cặp mắt ra, thời đại hòa kỳ, đối với rất nhiều người chính là một thời đại cuồng giãn nhất, có sức sáng tạo lớn nhất, mà cái thời đại này, chính là do tôn thiên hoàng đế này khai sáng. Đại tội một tay sáng tạo ra thời đại hòa kỳ, một đoạn lịch sử quang huy sáng lạn, hắn dùng thánh hỏa thần thánh nhất của thời đại hòa kỳ cứu vớt chúng sinh từ trong bóng tối. Hắn khai sáng ra hệ thống tu luyện cho sinh linh hậu thiên, sáng tạo ra hệ thống tu luyện văn lộ đồ đằng mở ra ngũ đạo luân hồi xác lập bí cảnh nguyên thần đạo nhất âm dương thần tài vạn tượng và ngũ hành hắn thống nhất hệ số định lượng thống nhất biểu số thời gian thống nhất văn tự thống nhất ngôn ngữ tạo thành cơ sở cho vũ trụ đại nhất thống mà vũ trụ đại nhất thống cũng hoàn thành trong tay hắn hơn nữa còn là lần đầu tiên làm được đại nhất thống hắn đã đẩy ngã thời đại hắc ám tiên thiên thần ma chủ trưởng thiên hạ khai sáng thời đại hoa kỳ hắn là kẻ khai sáng văn minh là người phát triển thời đại sinh linh hậu thiên, là người vỡ lòng, người dẫn đường cho chúng sinh. Hắn còn xây dựng tổ đình, vận chuyển tổ tinh, xây dựng cấm khu tổ tinh, tổ kiến thiên đình, phát hiện 30 thiên đạo đồ, mở ra hư không giới, thu 24 nổ đệ, cùng nhau mở ra hư không giới. Hơn nữa, hắn còn sáng tạo ra nhân vật truyền kỳ Tân Hỏa, lưu lại truyền thừa Tân Hỏa, đào tạo các đời kẻ thừa kế Tân Hỏa, cũng có thể ghi chép lại những sự kiện quan trọng trong lịch sử rất khó tưởng tượng một người cả đời lại có thể có nhiều thành tựu vĩ đại như vậy. Liên quan tới đại toại, có rất nhiều rất nhiều cố sự có thể kể ra, bản thân hắn chính là một truyền kỳ vô cùng huy hoàng. Những hành vi của hắn, bất luận chọn ra một hành vi nào, cũng đều là sự kiện quan trọng đáng để ghi chép vào sử sách. Hắn là tồn tại trói mắt nhất từ cổ trí kim, là tồn tại được thiên hạ xưng đại đồng dạng với đại tư mệnh. Phải biết rằng, từ xưa tới nay chỉ có hai người này là được xưng đại vào thôi, cho dù là trung khởi, cho dù là phong hiếu trung, cho dù là phục mân đạo tôn cho dù là bào hi thị cũng không đảm đường nổi chữ đại này trung khởi tuy đã làm rất nhiều chuyện tình ví dụ như khiến cho phục khi cơ hồ đã diệt tuyệt một lần nữa quật khởi ví dụ như quảng khai trí tuệ truyền bá thất đạo luân hồi mở ra khu luân hồi thứ bảy hình thành lục giới đại nhất thống nhưng nếu luận công tích và công lao khai sáng cũng không thể sánh bằng đại toại mà phục mân đạo tôn thành tự có một không hai thiên hạ mở ra lục đạo luân hồi sáng tạo ba ngàn lục đạo giới hoàn thiện tiên thiên dịch đạo dùng nhục thân hậu thiên đạt tới thành tựu đạo thần công tích mặc dù nhiều nhưng cũng không thể sánh bằng đại toại công tích của đại toại tuyệt không ai bằng chính là đệ nhất trong sinh linh hậu thiên đây là sự thật không ai có thể chỉ trích đại toại đáng tiếc lúc này bỉ ngạn hoa đang từ từ thu liễm lại nhìn như chậm chạp nhưng thật ra lại rất nhanh tốc độ hư không giới sụp đổ tương đương với tốc độ đó hoa này thu liễm tứ diện thần đứng trên một cánh hoa đang thu liễm của bỉ ngạn hoa mỉm cười nói ngươi đã đi ra con đường trường sinh của sinh linh hậu thiên, đáng tiếc, ngươi đi chính là con đường tiên thiên tế tự thần này, ngươi mở ra hư không giới, để cho chúng sinh nuôi dưỡng ngươi, tế tự ngươi, ngươi trở thành tiên thiên tế tự thần, đáng tiếc chính là, tiên thiên tế tự thần đỉnh cao nhất bất quá cũng chỉ là thiên bạc thôi, cho dù ngươi hưởng dụng tế tự trở thành tiên thiên thần, nhưng thực lực cũng chỉ dừng lại ở đây. Thiên nghe hắn nói vậy, có chút không vui, bất quá tứ diện thần nói cũng là sự thật. Nếu đại tội là tiếp nhận tế tự trở thành tiên thiên thần, vậy cũng sẽ giống như hắn vậy bị giới hạn bởi tế tự lực lượng đỉnh cấp nhất của tế tự thần chính là lực lượng của thiên cả đời thiên đều khó có khả năng tiến bộ cho dù đại thoại tiếp nhận tế tự còn sớm hơn thiên rất lâu nhưng hắn cũng không thể đột phá được công diền của tế tự thần cái khái niệm thiên này là do ta sáng tạo ra khái niệm tiên thiên thần ma cũng là do ta sáng tạo ra đại thoại nâng phủ tăng thần thụ trong lòng bàn tay nhìn về phía đám thần vương đạo thần càng lúc càng gần thanh âm ầm ầm chấn động Trước ta không có cái khái niệm tiên thiên thần ma và thiên này, chỉ tự dưng thần thánh, mãi cho tới khi ta dùng khái niệm tiên thiên, hậu thiên tách các người và chúng sinh ra, về phần thiên, ta là muốn để cho sinh linh hậu thế tế tự ra một tồn tại có thể đối kháng tiên thiên thần ma, chỉ là ta lại không ngờ, cuối cùng tế tự của chúng sinh đã sinh ra thiên, nhưng thiên lại đã phản bội chúng sinh, cùng với tiên thiên thần ma thông đồng làm bậy. Thân thể của hắn vĩ ngạn vô bờ, khiến cho các tôn đạo thần như tứ diện thần khởi nguyên đạo thần ở trước mặt hắn cũng lộ ra vô cùng nhỏ bé hắn vĩ ngạn giống như đại tư mệnh vậy thể hiện rõ ràng thực lực phi phàm dù sao cũng đã trải qua hai trăm vạn năm tế tự vô số chúng sinh tế tự hư không giới hắn cũng hưởng thụ thành tựu hai trăm vạn năm này tuyệt không tầm thường hai mươi bốn vị thánh đế vườn quanh bên cạnh hắn cũng đều là tiên thiên tế tự thần mỗi một vị thánh đế đều là tiên thiên tế tự thần đế cảnh đối với một tế tự thần có thể tu luyện tới cảnh giới này đúng là rất hiếm thấy chẳng qua đối mặt với đám người khởi nguyên đạo thần tứ diện thần và hắc bạch nhị đế bọn họ vẫn là thua kém rất xa dù sao khởi nguyên đạo thần tứ diện thần đều là đạo thần chân chính mà hắc bạch nhị đế đều có nửa người đã thành đạo thần ma cả tam đế mỗi người có một phần ba đã thành đạo bất luận là cảnh giới hay là xuất thân cũng đều cao hơn bọn họ rất nhiều về phần luân hồi thánh vương lại càng vừa mới xuất thế đã là tồn tại đạo thần mặc dù chỉ có nửa người ở đây nhưng cũng không tầm thường từ bên trong phá hoại hư không giới hẳn là vị hỗn độn đạo hữu này đại tọa nhìn về phía tứ diện thần nói xuất thân từ hỗn độn tự có khả năng nhiễu loạn hỗn độn trong lòng bàn tay ta xuyên thấu bàn tay ta thôn vệ hư không giới từ bên ngoài phá hoại hẳn là khởi nguyên và các vị đạo hữu khác nhưng nhiễu loạn hư không giới ta khiến cho linh hồn đại loạn hẳn là vị tiểu đạo hữu này đương kim thiên đế bệ hạ kéo đạo giới vào luân hồi khiến cho đại đạo luân hồi rốt cuộc thành hình Trở thành đạo đại đạo đại nhất thống đầu tiên trên thế gian, vị tiểu đạo hữu này hẳn là do Đại Đạo Luân hồi sinh ra, trời sinh chính là thần thánh chi vương, có thể xưng là luân hồi thánh vương. Luân hồi thánh vương nhất thời nghiêm nghị, hạ thấp người nói. "Đại tội có thể xưng đại, quả thật danh bất hư truyền, ngươi là tiền bối, phán bối thụ giáo." Đại tội nói. "Đã từng có người khuyên ta, nói ta sớm ngày đóng lại hư không giới, để cho đám thần linh ma linh đế linh hạ giới truyền thế, ta không nghe lời hắn." đã cực tuyệt hắn. Nếu ngày đó để cho đám thần linh mà linh đế linh chuyển thế, cũng không tới mức như hôm nay. Ánh mắt khởi nguyên đạo thần chớp động, hỏi. Xin hỏi năm xưa kẻ nói với ngươi những lời này là vị thần thánh nào, lại có thể biết trước tương lai như vậy? Đại toại lặng yên không đáp, bìm cười nói. Các vị đạo hữu phá hoại hư không giới, vẫn không chịu rút lui, đây là muốn luận một trận cao thấp với ta, nếu đã như vậy, không cần nhiều lời nữa, các vị, xin mời thân hình hắc bạch nhị đế đột nhiên khẽ động hai đạo quang mang trắng đen từ trên cánh hoa bay lên giao thoa đánh tới một đen một trắng kéo qua một đường cong thật dài giống như một cây kéo vậy cắt về phía đại toại đại toại ngồi ngay ngắn bất động mà 24 vị thánh đế xung quanh hắn đột nhiên nhao nhao tiến vào giấc ngủ có kẻ ngồi xếp bằng ngủ có kẻ nằm nghiêng ngủ có kẻ cuộn người ngủ có kẻ nằm ngửa ngủ mỗi người một tư thế vô cùng kỳ lạ thần thông của hắc bạch nhị đế soạt một tiếng cắt qua trên người đại toại nhưng lại phảng phất như không cắt tới bất kỳ vật gì, không khỏi kinh dị một tiếng. Mà vào lúc này, thần ma tà tam đế từ phía sau phóng tới, biến thành một tòa thần ma thái cực đồ, gào thét lao tới, xoắn nát hết thảy, ầm ầm đánh lên trên người đại toại, nhưng cũng xuyên thấu qua cơ thể hắn, cũng không gây tổn thương cho hắn trước nào. Hắc bạch nhị đế đều có nửa người thành đạo, thực lực cường đại tới mức nào, vậy mà cũng không đụng tới được trên người đại toại. Thần ma tà tam đế mỗi người cũng đều có một phần ba thân thể thành đạo, ba người liên thủ với nhau, vậy mà cũng không đụng được thân thể đại toại. Đây cơ hồ là chuyện tình không có khả năng làm được, nhưng hết lần này tới lần khác lại xảy ra trước mặt bọn họ, khiến cho trong lòng năm vị tiên thiên thần ma đỉnh cao nhất này không khỏi giật mình, khó có thể kiềm chế, thậm chí bất giác sinh ra sợ hãi. Cho dù là một tôn đạo thần chân chính, cũng không dám ngồi yên ở nơi đó đón đỡ một kích toàn lực của bọn họ. Cho dù là đại tư mệnh chúng phải công kích của bọn họ, cũng nhất định phải nghiêm ngặt phòng thủ, lẽ nào thực lực của đại toại còn cao hơn cả đạo thần và đại tư mệnh. Âm âm, bàn tay đại tội cầm phù tăng thần thụ dùng cây quét ngang nhất thời chỉ thấy không gian băng liệt hỗn độn hiện ra sau lưng hắn hỗn độn hải bát ngát vô biên điên cuồng cuộn trào lực lượng vô biên ra trì trên phù tăng thần thụ cốc linh ca này nhất thời thiêu đốt hỗn độn hỏa hừng hực giống như một cây hỏa thủ vậy chỉ một kích đã đánh nát thần ma thái cực đồ của thần ma tà tam đế lực lượng vô cùng bá đạo thần ma tà tam đế rên lên một tiếng thái cực đồ phân liệt nhao nhao hiện ra thân hình kinh nghi bất định hắc bạch nhị đế một lần nữa đánh tới chỉ thấy trên hắc bạch nhị quang đều có một đạo thân ảnh hiện ra hắc ám vô biên và quang mang vô biên biến thành thần thông dựa trời dợp đất tuôn trào về phía đại toại lại một lần nữa xuyên qua thân thể hắn không tạo thành bất cứ thương tổn gì bá hỗn độn hài gào thét hỏa thụ đón đánh quất về phía hắc bạch nhị đế đánh cho nhị đế thổ huyết lan lộn bay ra văng ra thật xa mới có thể dừng lại thân hình hư không khởi nguyên đạo thần kinh ngạc thốt lên tiến lên phía trước, thở dài nói. Đại tọa quả nhiên rất cao, trong mộng nở hoa, chống đỡ hư không giới, môn thần thông này là 24 thánh đồ giới chướng ngươi nhập mộng nở hoa, tế khởi bỉ ngạn hoa, khiến cho ngươi giống như hư không vậy, hữu hình vô chất, không biết hư không bỉ ngạn và 24 thánh đồ của đại tọa có thể thừa nhận nổi uy năng mộ cổ hay không. 24 vị thánh đế là 24 đệ tử của đại tọa, bởi vậy còn được gọi là 24 thánh đồ, bởi vì toàn bộ bọn họ đều là đế cảnh, lại cùng với đại toại mở ra hư không giới, cho nên được tôn là thánh đế, tỏ vẻ khác biệt với chữ đế khác. Đây là công dụng của bỉ ngạn hoa sao. Ánh mắt tứ diện thần sáng lên, cũng tiến lên phía trước, tán thưởng. Bỉ ngạn hoa có thể mở ra hư không giới, phủ tăng thần thụ liên tiếp hỗn độn, nguyện lực lượng của hỗn độn, diễn biến vĩ lực hùng vĩ kỳ bí, cửu đại linh căn đều có thần thông, thật sự rất cao, đáng tiếc, phủ tăng thần thụ đã gặp phải ta, bỉ ngạn hoa đã gặp phải khởi nguyên đạo hữu. Cuối cùng vẫn là bị phá. Đông. Mụ cổ dưới chân khởi nguyên đạo thần chấn động một cái. Oanh kích hư không bỉ ngạn. 24 thánh đồ đang lúc chìm vào giấc ngủ kia nhất tề dên lên một tiếng. Khóe miệng tương máu. Đại tội tế khởi phủ tăng thần thụ. Hỗn độn hải sóng lớn cuộn trào. Chuẩn bị công kích khởi nguyên đạo thần. Nào ngờ tứ diện thần đột nhiên bật cười ha ha. Hai tay tung bay liên tục ấn lên trên hỗn độn hải. mỉm cười nói. Còn không bình ổn lại hỗn độn hải vốn dĩ cuộn sóng ba đào nhất thời bình ổn lại lực lượng của đại tọa nhất thời giảm mạnh phù tăng thần thụ va chạm với hỗn độn liên do khởi nguyên đạo thần đế khởi uy năng khủng bố bạo phát phù tăng thần thụ nhất thời đứt gãy không biết bao nhiêu cành lá sợi dễ đứt đoạn bàn tay cầm thần thụ của đại tọa nhất thời chảy máu hắc bạch nhị đế và thần ma tà tam đế lập tức nhân cơ hội đánh tới giết về phía 24 vị thánh đế dưới chướng đại tọa nghĩ muốn trước đánh 24 vị thánh đế này phá tan hương không bỉ ngạn nhưng đúng lúc này đột nhiên một đạo đao quang kinh thế sáng lên một đạo đao quang từ tử vi thiên đỉnh phía dưới bay lên chém vào trong thần ma thái cực đồ tiên thiên thần đế tiên thiên ma đế tiên thiên tà đế mỗi người hình thành nên một bộ phận của thái cực đồ trong lúc bất chợt chỉ thấy quang mang lóe lên đầu thân hai nơi ba cái đầu và ba cỗ thi thể từ trong thái cực đồ lăn lông lốc xuống ba tôn tiên thiên thần vương bọn họ trở tay không kịp phần thân thể này của bọn họ vẫn chưa thành tựu đạo thần còn lại chỉ có hai phần ba lực lượng và lại đạo cứ như vậy bị một đao này toàn bộ chém rơi đầu. Đế nhạc Sao ngươi lại ở đây? Thông trên thế gian phát triển biến chuyển từ ngày một, nhất là tới thời kỳ một đời thiên hoàng đế này trị thế, chăm chim đua tiếng, trăm hoa đua nở, các loại thần thông trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ trước sau xuất hiện, càng tinh diệu hơn, càng cường hoành hơn xa so với thần thông của thời đại hỏa kỳ. Người rõ ràng là đang ở đạo giới. Thần ma thái cực đồ nháy mắt phân liệt, thần ma tà tam đế mỗi người chỉ còn lại một phần ba thân đạo thần, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc nhìn về phía tử vi thiên đình. Trong thiên đình, đạo thân dịch tiên sinh của Trung Khởi đứng sửng sững ở nơi đó, đao quang một lần nữa bùng phát, chém về phía hắc bạch nhị đế, thân hình hắc bạch nhị đế giao thoa phóng lên, tránh né đao quang, bàn tay bạch đế đạo thần chém xuống, răng rắc một tiếng, chặt đất đạo đao quang chàm đạo kia một đao đột nhiên xuất hiện chém rơi đầu tiên thiên thần thể của thần ma tà tam đế vừa rồi kia chính là xuất từ thủ bút của dịch tiên sinh, đánh cho thần ma tả tam đế trở tay không kịp. Thánh địa của tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế cũng đều đã bị chư đế dưới chướng chung khởi phá vỡ, đánh nát thánh địa, đoạn tuyệt hy vọng phục sinh của bọn họ. Lần này bọn họ bị một đao của chung khởi chém chết, chỉ còn lại có một phần ba thân đạo thần là còn sống sót. Nếu ngay cả một phần ba thân đạo thần này cũng vẫn lạc tử vong, vậy hai tôn thần vương chính là thật sự chết rồi, không còn khả năng phục sinh nữa. Về phần thánh địa nguyên tà của tiên thiên tà đế đã bị thiên ẩn giấu đi, không thể tìm được, khiến cho tà đế thở phào nhẹ nhõm một hơi, âm thầm cảm thấy may mắn, còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Sao đế nhà có thể xuất hiện ở đây? Khởi nguyên đạo thần cũng không khỏi kinh ngạc, thoáng ngẩn người, có chút suy tư, mà lúc này, đại tọa lập tức nắm lấy cơ hội, bị ngạn hoa thu liễm, cuốn hắn và 24 vị thánh đế vào trong nụ hoa, phóng vọt về phía thiên đình phía dưới. Bên kia, tứ diện thần cũng còn đang giật mình, bị trung khởi đột nhiên xuất hiện, một đau giết chết thần ma tà tam đế chấn trụ cũng để cho đại toại nắm lấy cơ hội bước lui vị đế nhạc này có chút không đúng tứ diện thần và khởi nguyên đạo thần liếc nhìn nhau một cái nhìn thấy bạch đế đạo thần có thể đánh tan đao quang của trung khởi trong lòng cũng đều giật mình đột nhiên nhất tề xuất thủ công kích về phía đại toại đang lúc xông thẳng về phía thiên đình đông khởi nguyên đạo thần dậm mạnh chân một cái mộ cổ chấn động oanh kích về phía 24 vị thánh đế đồng thời hỗn độn liên trong tay cũng bùng phát va chạm với phủ tăng thần thụ do đại tội tế khởi cùng lúc đó tứ diện thần nhân cơ hội xâm nhập thì triển nhất niệm vạn giới sinh khôn cùng thế giới nhất thời điên cuồng xuất hiện cắt đứt lối đi của bỉ ngạn hoa linh căn bỉ ngạn hoa cắt vào trong từng tầng không gian giống như không có thực chất vậy nhanh chóng xuyên qua từng cái từng cái thế giới trong lúc này đại toại ở trong bỉ ngạn hoa ngẩng đầu lên nhìn thấy một tôn tứ diện thần to lớn khôn cùng đang đứng sừng sững ở trung tâm vô số thế giới thân thể vĩnh hạn vô bờ đang vươn bàn tay ra trào về phía bỉ ngạn hoa một tôn hỗn độ đáng sợ đại toại không khỏi tán thán bỉ ngạn hoa nhanh chóng bay xuyên toa tránh né lại thủ kia chỉ thấy vô số thế giới trùng trùng điệp điệp đại thủ kia vậy mà thoáng lắc nhẹ một cái trong toàn bộ các thế giới đều xuất hiện từng cái từng cái đại thủ đồng thời chủ về phía hắn đây là thần thông tuyệt đỉnh nhất của tứ diện thần nhất niệm vạn giới sinh vô số bàn tay từ trong vạn giới vươn tới muốn tránh cũng không tránh được mà trong những thế giới này, hắn chính là thần minh duy nhất. Đại toại dù sao cũng đã ngủ say trong hư không giới hơn 200 vạn năm đằng đằng, thần thông của hắn đã lạc hậu với thời đại, đối mặt với loại thần thông này của tứ diện thần cũng có chút khó có thể phá giải. Phải biết rằng hiện tại, thần thông mặc dù bị ngạn hoa của đại toại có thể không hề trở ngại xuyên qua từng tầng từng tầng không gian, nhưng bàn tay của tứ diện thần lại không phải là dễ dàng như vậy sẽ có thể tránh né. Trong từng cái từng cái bàn tay này chất chứa đại đạo hỗn độn, mặc dù bình ngạn hoa có thể biến thành hư không giới, xuyên qua bất luận không gian gì, nhưng lại không thể xuyên qua hỗn độn, nếu bị những bàn tay này đánh trúng, hậu quả có thể tưởng tượng. Đáng sợ nhất chính là, vạn giới đang không ngừng vận chuyển, không gian biến ảo bất định, bị ngạn hoa xuyên qua từng cái từng cái không gian, nhưng đám không gian này không ngừng thay đổi vị trí, thủy chung vẫn vây khốn bị ngạn hoa trong vạn giới, khiến cho đại toại không thể mang theo 24 vị thánh đế rời khỏi vạn giới, vị đánh chúng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng đúng lúc này, một đạo đao quang lại cắt vào trong vạn giới giống như một đạo hồng kiều vậy, lót ra một con đường, đại toại thế thế, bỉ ngạn hoa lập tức bay lên đạo hồng kiều đao quang kia, cào thét lao đi. Từng cái từng cái đại thủ của tứ diện thần vươn tới, chụp về phía đạo hồng kiều đao quang, chỉ thấy hồng kiều đao quang kia chấn động, vậy mà cũng tự diễn sinh ra vạn giới, đao quang từ trong vạn giới bổ ra, va chạm với bàn tay của hắn. Ngàn vạn đạo đao quang nhất thời vỡ nát, nhưng bàn tay của tứ diện thần cũng bị ngăn cản lại một chút chỉ thấy đại toại thuận theo hồng kiều đao quang xông ra khỏi vạn giới cấp tốc rơi về phía thiên đình đột nhiên áo bào trên người hắc đế chưa tung bay phấp phới hắc ám vô biên phóng vọt xuống chùm về phía bình ngạn hoa hắn cũng là nửa người trở thành đạo thần nửa người còn lại vẫn là đế cảnh còn có nửa người là cấu thân lần này xuất kích thân đạo thần tiên thiên thần thể và cấu thân cùng nhau liên thủ uy lực vô cùng to lớn hắc ám vừa mới xâm nhập bình ngạn hoa hắc ám vô biên nhất thời bao phủ hư không đại toại sơ phủ tăng thần thụ lên hỗn độn hỏa thiếu đốt hừng hực thiêu đốt hắc ám xèo xèo vang dội hắc đế rên lên một tiếng bị chấn văng ra khỏi hư không hắc ám nhanh chóng nhúc nhích một phân thành ba biến thành ba tôn hắc đế mặt đều bị thiêu đốt toàn thân loang lổ vết máu bá một mảnh thiên mạc từ xa bay tới tầng tầng lớp lớp che trước đường đi của bỉ ngạn hoa quy năng của ba mươi kiện bảo vật thiên đạo đại phóng đánh về phía bỉ ngạn hoa đại tọa lắc lắc đầu vươn tay chào một cái từng kiện từng kiện bảo vật thiên đạo nhất thời biến thành từng bức từng bức thiên đạo đồ bị hắn nắm trong tay phù tăng thần thụ rũ xuống vô số cành lá quất tan từng tầng từng tầng thiên khung thiên nhất thể hiện ra tung tích bị quất cho toàn thân đầy máu vội vàng bỏ chạy đại toại khốn kiếp người vẫn còn lưu lại một tay hỗn độn liên rơi xuống tầng tầng đánh lên bên ngoài bì ngạn hoa cùng lúc đó mộ cổ cũng chấn vang 24 vị thánh đế bị chấn cho thổ huyết có bốn vị thánh đế không tự chủ được tỉnh lại bị hỗn độn liên bao trù một cái chấn thành bột mịn biến thành từng luồng từng luồng khí hỗn độn. Trong bốn vị thánh đế này có cả con trai của đại toại, cũng thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt. Đại toại thở dài một tiếng, dốc toàn lực thôi động phủ tăng thần thụ, hỗn độn hải ba động dâng trào, đánh bay hỗn độn liên, ngay sau đó mở ra 30 thiên đạo đồ, thiên đạo đồ lạc ấn vào tinh không, cách đám người khởi nguyên đạo thần ra, thân hình đại toại trầm xuống, rơi xuống trong tử vi thiên đình. Trong thiên đình phía dưới, đạo thân dịch tiên sinh của trung khởi cũng trầm xuống, rơi xuống trong tổ đình hai cánh tay mở ra sát trận tổ đình ầm ầm khởi động bảo vệ thiên đình đám người hắc bạch nhị đế tứ diện thần kích phá 30 mươi bước thiên đạo đồ thân hình nhanh chóng dừng lại không bước vào phạm vi bao phủ của đệ nhất sát trận của tổ đình chỉ dám đứng ở ngoài trận nhìn vào một đóa hỗn độn liên từ xa bay tới mang theo khởi nguyên đạo thần thong thả đi tới sau đó thân đạo thần của thần ma tà tam đế cũng nhao nhao bay tới thiên không chậm rãi lưu động thiên cũng đáp xuống bên cạnh đám người tiếp theo luân hồi thánh vương cũng thản nhiên đi tới, đứng cùng một chỗ với bọn họ. Vị đế nhạc này có cổ quái. Ánh mắt tứ diện thần chớp động, nhìn về phía trung khởi đang tọa chấn tại trung tâm tổ đình, chủ trì sát trận, có chút suy tư, nói. Vừa rồi hắn giao thủ với ta, thực lực không bằng trước đây, mặc dù cũng thi triển ra nhất niệm vạn giới sinh phá giải nhất niệm vạn giới sinh của ta, nhưng thực lực lại có sự tranh lệch cực lớn. Bạch đế đạo thần cũng gật đầu, nói. Thực lực của hắn đã giảm xuống. Theo lý, hắn hẳn là đang ở đạo giới mới đúng. Khởi Nguyên Đạo Thần ngẩng đầu nhìn về phía đạo giới, suy tư nói: "Chẳng lẽ đế nhạc này là thân quá khứ sao? Nhưng thân quá khứ của nhà của hắn cũng đã chết rồi, hơn nữa thân quá khứ hẳn không nên có thực lực mạnh mẽ như thế mới đúng." Là đạo thân, bi tâm của Luân Hồi Thánh Vương mở ra một khỏa thụ nhãn, trong mắt xuất hiện từng vòng từng vòng ấn ký luân hồi, nhìn về phía tổ đình chiếu dọi rõ ràng hết thảy mọi thứ trên người trung khởi trong tổ đình trong lòng trung khởi cả kinh sát trận tổ đình dày đặc tới mức nào không ngờ lại bị quái nhãn của luân hồi thánh vương nhìn xuyên thật sự rất cao thân thể hắn có nhục thân nguyên thần có thất đạo luân hồi trên phương diện pháp lực có thể nói đã đạt tới cực hạn của đế cảnh luân hồi thánh vương mỉm cười nói chẳng qua hắn không phải là đế nhạc chân chính ta đã từng nhìn thấy đế nhạc chân chính nhục thân của hắn chính là nguyên thần chặt chẽ như một không phân người ta tiên thiên thần ba trong lòng đám người khởi nguyên đạo thần tứ diện thần kịch chấn cha miệng một lời nói đế nhạc đã là tiên thiên thần ma rồi cái tên này giấu giếm chúng ta thật khổ hóa ra đây mới là đòn sát thủ chân chính của hắn đám người hắc bạch nhị đế lại càng kinh hãi thất sắc đế nhạc không nói tiếng nào đã thành tựu tiên thiên thần ma đã có được tiền vốn phục sinh từ thánh địa của hắn trận chiến này còn đánh như thế nào nữa cho dù bọn họ có giết chết đế nhạc thì đế nhà cũng sẽ một lần nữa phục sinh, tiếp tục chiến đấu. Bà thánh địa của hắc đế, tiên thiên thần đế, tiên thiên ma đế đều đã bị trung khởi san bằng, nếu chết một lần vậy thì thật chết rồi. Hơn nữa, điểm mấu chốt chính là, trước mắt trung khởi và đại tư mệnh đang lúc san bằng đạo giới, đám người hắc đế là nhờ có luân hồi thánh vương thi triển luân hồi đại nhất thống, lúc này mới không rơi vào bẫy dập đạo thần, có thể bảo trì cảnh giới đạo thần. Nếu không có luân hồi thánh vương ở bên cạnh bọn họ, bọn họ lập tức sẽ rơi vào bẫy dập đạo thần mà trung khởi san bằng đạo giới, vậy bọn họ cũng sẽ rơi xuống khỏi cảnh giới đạo thần. Không phải là đạo thần, sao có thể tranh chấp với trung khởi? Trong bí cảnh đạo nhất của hắn cất giấu một tòa thánh địa tiên thiên thần ma thái cực, bốn tòa thánh địa tiên thiên tứ tượng, 64 tòa thánh địa tiên thiên bát quái, chỉnh hợp làm một, biến thành một tòa thánh địa đạo nhất. Luân hồi thánh vương quan sát đạo thân dịch tiên sinh của Trung Khởi, nhìn rõ mồn một, nắm rõ huyền bí trong bí cảnh nguyên thần của Trung Khởi như lòng bàn tay, nói những thánh địa này hẳn là địa phương hắn phục sinh ánh mắt đám người khởi nguyên đạo thần sáng lên bạch đế mỉm cười nói thánh vương quả nhiên rất cao đế nhạc phá hoại thánh địa luân hồi của ngươi hiện tại báo ứng trước mắt thánh địa của hắn cũng nên vì ngươi mà bị phá hủy rồi luân hồi thánh vương lạnh nhạt nói hắn đánh không nát được thánh địa của ta năm xưa tổ đình được xưng là đệ nhất sát trận từ trước đến nay nhưng hiện tại không biết tòa sát trận này còn có thể liệt ở đệ nhất nữa không hắc đế nhìn về phía tổ đình hỏi không biết tòa sát trận này có thể ngăn cản được đạo thần không tiến vào đó một chuyến phá hủy nó là được khởi nguyên đạo thần mỉm cười nói đám người đang định tiến vào sát trận tổ đình sắc mặt luân hồi thánh vương đột nhiên trở nên cổ quái nói các ngươi có cảm giác được đại đạo thiên địa đã phát sinh dị biến hay không đám người nhất tề ngẩn ra luân hồi thánh vương nói hư không giới đã bị phá hủy lục giới trong thiên địa thiếu mất một giới. Ta đã cảm giác được đại đạo thiên địa đang phát sinh dị biến, mà hiện tại dị biến lại càng mãnh liệt hơn, xem ra đạo giới cũng đã bị phá hủy rồi. Lúc này, đại đạo thiên địa đang gây dựng lại, đại đạo luân hồi cũng đang phát sinh thay đổi. Thanh âm hắn còn chưa dứt, một cỗ chấn động vô cùng kịch liệt truyền tới, đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tòa đạo giới chi môn nguy nga kia đang chậm rãi phân liệt, môn hộ từ bên trong vỡ nát ra ngoài, mà không gian nội bộ đạo giới cũng đang sụp đổ, băng diệt đạo giới cũng đã bị đánh nát rồi. Hiện tại chỉ còn lại có bốn giới rồi, có rất nhiều đại đạo đã biến mất, sắc mặt luôn hồi thánh vương bình tĩnh nói. Các người có một vài thần thông đã không thể vận dụng được nữa, nếu mạnh mẽ sử dụng, tất sẽ bị phản vệ, trong đó kể cả thần thông đại nhất thống. Đây là chuyện tốt, đám thần vương nhao nhao mỉm cười, nói. Luân hồi thánh vương nhất thời kinh ngạc, đạo giới bị hủy, đám người khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần vậy mà một chút cũng không lo lắng, trái lại vô cùng hài lòng, phảng phất như ngay cả bọn họ cũng chờ mong đạo giới bị hủy diệt vậy. Đạo giới bị hủy diệt, các người sẽ không còn là đạo thần nữa. Hắn không khỏi nhắc nhở. Nghĩ muốn phá giải tổ đình, chỉ sợ có chút khó khăn. Khởi nguyên đạo thần khẽ mỉm cười, lộ ra bộ dáng cao thâm khó dò, thản nhiên nói. Không sao cả, đại tư mệnh rất nhanh sẽ giúp chúng ta mở ra một đạo giới hoàn mỹ, mà sau đó hắn thật sự sẽ triệt để chết rồi tứ diện thần cũng nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói hư không giới hủy diệt đạo giới hủy diệt đại tư mệnh mở lại đạo giới sau đó sẽ cùng với đế nhạc lần lượt chết đi cho tới hiện tại bọn họ vẫn đang dựa theo quỹ tích ban đầu mà chúng ta đi thôi kế hoạch lần này đã hoàn thành phá hủy tổ đình cũng không vội vàng nhất thời đám người hắc bạch nhị đến lập tức cảm giác được đại đạo của bản thân đang chậm rãi trôi qua cảnh giới bất ổn mơ hồ muốn rơi xuống khỏi cảnh giới đạo thần trong lòng không khỏi cả kinh, đám người lập tức đứng dậy, lắc mình rời đi. Mà ở bên kia, đạo giới rốt cuộc cũng bị đám tồn tại đến nhạc và đại tư mệnh triệt để đánh vỡ. Từ khi lục giới đại nhất thống xác lập cho tới hiện tại, vẫn chưa tới 200 năm, nhưng không ngờ lục giới vậy mà trong cùng một ngày liên tục bị phá hủy hai giới, hư không giới nơi linh hồn ký thác và đạo giới địa phương khiến cho nhân thần vô cùng mê hoặc, trước sau vỡ nát tăng thành. Biến cố biến động phát sinh trong một ngày này thật sự rất nhiều vô số thần linh mà linh hạ giới, chuyển thế thì chuyển thế, đoạt xá thì đoạt xá, khắp các nơi trong vũ trụ một mảnh loạn lạc, đám thần hầu hoàng triều chấn thủ các nơi không ngừng xuất lĩnh thần binh thần tướng chấn áp khắp nơi, nhưng vẫn là thiên tai liên tục, địa thủy phong hòa dâng trào, địa là địa chấn tạo núi, nước là hồng thủy ngập trời, gió là trần bạo tốn phong, lửa là đại hòa ngập trời. Nhưng đạo giới sụp đổ vẫn là sự tình khiến cho toàn thể thế gian xôn xao kinh hãi nhất. Đạo giới chi môn cao cao tại thượng, tượng trưng cho thần thánh và siêu nhiên, cánh cửa này sụp đổ quả thật khiến cho người ta kinh hãi cánh cửa vỡ tan vô số mảnh vỡ từ trên trời giáng xuống từ dưới nhìn lên mảnh vỡ của cánh cửa này từ lúc mới bắt đầu còn cực nhỏ cực kỳ tinh tế nhưng sau đó càng lúc càng lớn hơn đợi tới thời điểm đám mảnh vỡ đạo giới chi môn này rơi xuống trong các giới từng khối từng khối mảnh vỡ to lớn đã giống như từng tòa từng tòa đại lục cực nhanh rơi xuống ầm ầm va chạm vào từng đạo từng đạo tinh hà những nơi đám mảnh vỡ này đi qua không ngừng nghiền diệt từng khỏa từng khỏa thái dương lại trong lúc va chạm tiếp tục phân liệt vỡ thành không biết bao nhiêu khối trên không rất nhiều khỏa tinh cầu đều xuất hiện lục địa lan lộn theo đốt đại hỏa hừng hực ầm ầm rơi xuống tạo thành thiên tai khủng bố đây còn chưa phải là đáng sợ nhất đáng sợ nhất vẫn là sóng trùng kích do đạo giới triệt đề đổ sụp tạo thành đạo giới sụp đổ tan tành địa phương đè xuống chính là địa phương mở ra đạo giới trước đây chấn thiên phủ năm xưa đại tư mệnh và rất nhiều thần vương tiền sử chính là mở ra đạo giới ở nơi này cũng đã bị ám toán ở nơi này áp lực của đạo giới nghiền ép đại tư mệnh ở nơi này toàn bộ sức nặng của đạo giới đều đè lên trên người đại tư mệnh khiến cho hắn không thể động đậy vì vậy mới khiến cho khởi nguyên đạo thần đánh lén thành công lúc đó vừa vặn chính là vì đạo giới sụp đổ đã tạo thành khe nứt hỗn độn tư diện thần dưới cơ duyên xảo hợp thuận theo khe nứt tiến vào đạo giới khiến cho đạo giới không triệt đề đổ sụp hắn đã dùng lực lượng của chính mình chống lên di tích đạo giới tàn phá đạo giới còn sót lại đình chỉ sụp đổ Điều này dẫn tới đại tư mệnh không triệt để bị đè chết, từ đó đã có chuyện tình trung khởi thức tỉnh phục sinh đại tư mệnh, cũng đã có một chuỗi sự tình đại tư mệnh đánh vỡ đế tinh của trung khởi, nghịch thiên cải mệnh, hỗn loạn tương lai về sau. Mà lần này đạo giới sụp đổ, phảng phất như là tiếp tục lần đạo giới sụp đổ 200 vạn năm trước kia vậy, lực lượng vô cùng khủng bố trực tiếp đè nát chấn thiên phủ, tiếp theo áp lực hạo hạo đãng đãng ầm ầm đập xuống, trực tiếp đè nát chấn thiên quan phía dưới. Tinh hà vờn quanh chấn thiên quan vốn dĩ không kém thua gì thiên hà của tương vương, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng dưới sự trùng kích của cỗ uy năng đáng sợ này, tinh hà trực tiếp biến thành bột mịn, bị ép thành khí hỗn độn. Bốn phía chấn thiên quan, không biết bao nhiêu tinh tú tinh hệ bị năng lượng khủng bố nhấc lên, phảng phất như một cỗ tinh lãng càn quét qua tinh vực tử vi, cao thấp nhấp nhô, hung hăng cuộn trào về phía tinh không càng xa xôi hơn. Cỗ tinh lãng này cơ hồ dẫn động toàn bộ tinh tú, toàn bộ tinh vực của tử vi khiến cho không biết bao nhiêu tinh tú xoay tròn cực nhanh. Đạo giới sụp đổ, hậu quả chỉ sợ có thể hủy diệt hơn phân nửa sinh linh trong tinh vực tử vi. Nhưng đúng lúc này, một cây tử trúc từ trên trời giáng xuống, cắm vào trung tâm chấn thiên quan đang sụp đổ. Ở nơi này, khí hỗn độn đang gào thét kích động, tử trúc vừa rơi xuống, va chạm với khí hỗn độn, phát ra một tiếng đinh nhỏ. Tử trúc điên cuồng cắm dễ diễn sinh, trong hỗn độn nhất thời có vô số gốc măng diễn sinh, nhanh chóng phá đất chui lên trong khoảnh khắc đã mọc thành một mảnh từ trúc lâm quy năng trùng kích hạo hãn bốn phía cấp tốc bình ổn lại tiếp theo từng đạo từng đạo thân ảnh cường đại từ trên trời giáng xuống lần lượt rơi xuống trung tâm hỗn độn hợp lực chấn áp tới lúc này chỉ còn chấn động do đạo giới đổ sụp lan truyền ra nhưng uy năng đạo giới sụp đổ thì đã bị những thân ảnh cường đại này chấn áp ông cỗ sóng chấn động kia rất nhanh đã chuyển tới biên giới tinh vực tử vi oanh kích lên hàng rào vũ trụ chỉ thấy toàn thể biên giới tinh vực tử vi đột nhiên sáng lên hiện ra vô số đạo văn lóe lên thần quang sáng người. Các tộc thần ma trong tinh vực tử vi vừa mới tránh thoát một kiếp nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía tinh không tử vi, chỉ nhìn thấy một đóa đại hoa khổng lồ. Chính là thế giới hoa. Năm xưa đại tư mệnh xuất lĩnh chư thần, tế khởi thế giới hoa biến thành tinh vực tử vi, sau đó gốc linh can này liền ẩn tích vô hình, ai cũng không nhìn thấy đóa đại hoa này rốt cuộc ở nơi nào. Hiện tại đạo giới chấn động trùng kích, cũng khiến cho gốc linh can này xuất hiện, quả nhiên là manh mông hạo hãn, to lớn vô biên. Chẳng qua, các tổng thần ma trong tử vi lại không biết rằng tinh vực tử vi cũng suýt chút nữa đã bị hủy diệt nếu uy năng trùng kích do đạo giới sụp đổ mang tới không bị đám thân ảnh kia chấn áp chỉ sợ sẽ có thể xông phá tinh vực tử vi do linh căn thế giới hoa biến thành khiến cho thế giới hoa biến trở lại nguyên hình lúc đó tinh vực tử vi cũng sẽ không còn tồn tại mà nếu tinh vực tử vi sụp đổ đè ép xuống vũ trụ cổ lão sợ rằng sẽ lại là một trận tai nạn gì thế nữa mà ba ngàn lục đạo giới chính là ở sát biên giới vũ trụ cổ lão nếu vũ trụ cổ lão đổ sụp, chỉ sợ sẽ đồng thời cuốn theo cả ba ngàn lục đạo giới sụp đổ theo, khiến cho toàn bộ lục đạo giới biến thành bột mịn. Chân chính lao một thân mồ hôi lạnh, chính là đám người trung khởi, lôi trạch và hoa tư, chỉ có bọn họ mới biết được vừa rồi tới cùng là hung hiểm tới mức nào. May mắn cuối cùng không tạo thành đại họa, lôi trạch cổ thần thở phà nhẹ nhõm, bên cạnh hắn là một tôn lôi trạch cổ thần khác, tu vi thực lực sâu không thể lường, chính là thân đạo thần của hắn, trận chiến đạo giới, trung khởi dùng đại đạo luân hồi đánh lén lôi trạch đạo thần mạnh mẽ giải cứu hắn từ trong bẫy dập đạo thần ra khiến cho lôi trạch đạo thần không còn bị đại đạo khống chế đồng thời được giải cứu ra khỏi bẫy dập đạo thần còn có hậu thổ nương nương và hoa tư nương nương hoa tư nương nương ở trong đạo giới trở thành đạo thần được trung khởi dùng đại đạo luân hồi cứu ra khỏi bẫy dập đạo thần sau đó trợ giúp đám người trung khởi đánh nát đạo giới cũng đã xuất lực không nhỏ mà hậu thổ nương nương thì chính là cảm khái nhất sau khi tỉnh lại vẫn luôn canh cánh trong lòng đối với việc chính mình đã bỏ qua trận chiến năm xưa đạo giới vỡ nát bọn họ cũng rơi xuống khỏi cảnh giới đạo thần không còn là đạo thần nữa nhưng tâm cảnh đạo thần vẫn còn khiến cho chiến lược của bọn họ cũng viễn siêu những tồn tại đế cảnh khác đại tư mệnh tay nâng sinh mệnh cổ thụ thi lễ với trung khởi nói bệ hạ đạo giới đã phá không còn tồn tại ước định giữa bệ hạ và ta cũng đã hoàn thành phân nửa phía sau chính là tới phiên ta mở lại đạo giới mới tới lúc đó ta cũng sẽ thực hiện đúng lời hứa, tất cả tiên thiên thần ma chúng ta tiến vào đạo giới mới, không còn nhúng tay vào chuyện tình hạ giới nữa. Trung khởi chấp tay hoàn lễ, khách khách khí khí nói. Đại tư mệnh dự định khi nào sẽ mở ra đạo giới mới, có cần chậm xuất lĩnh trừ đế tương trợ không? Cái khác không dám nói, trừ đế hoàng triều của chậm xuất chút lực vẫn là có thể. Đại tư mệnh cười ha hà, nói. Những năm sắp tới chỉ sợ bệ hạ sẽ khó có thể giành rỗi ra, dù sao hư không giới đã sụp đổ, sẽ tạo thành một chút tài họa ngầm ta lo lắng bệ hạ không dành tay xuất thủ vẫn là không làm phiền bệ hạ rồi đợi tới ngày mở ra đạo dưới mới ta mời bệ hạ tới xem lễ giả được ánh mắt trung khởi chớp động đìm cười nói nếu đã như vậy Chấm cũng không làm phiền đại tư mệnh nữa mời mời trung khởi dẫn người rời đi quay về tử vi thiên đình hậu thổ nương nương cũng thu hồi từ trúc trung khởi quay đầu nhìn lại chỉ thấy đại tư mệnh cắm sinh mệnh cổ thụ vào trong hỗn độn đám thần vương vờn quanh bốn phía cổ thụ, chuyên tâm tu luyện, luân hồi thánh vương cũng lưu lại trong đó. Đại tư mệnh không tin tưởng ta, lo lắng ta tại thời điểm giúp hắn mở ra đạo giới mới sẽ động tay chân. Trung khởi lắc đầu, mỉm cười nói. Không khỏi cũng quá cẩn thận rồi. Lôi trạch đạo thần nói. Người không định sẽ động tay chân sao? Đương nhiên là sẽ động tay chân rồi. Ngữ khí trung khởi đương nhiên nói thần vương dưới chứng đại tư mệnh có tới 100 tôn, nếu toàn bộ đều trở thành đạo thần, chúng ta lại không vào được đạo giới, vậy thế lực của đại tư mệnh không khỏi quá kinh khủng rồi sao? Nếu về sau hắn vi phạm lời thề, lại có thể kháng trụ được hỗn độ đồng hóa, ta chẳng phải là một chức lực phản chế cũng không có sao. Đối với đạo giới mới, chúng ta cũng cần sớm có chuẩn bị, tại thời điểm mở ra đạo giới tốt nhất có thể có mấy tôn đạo thần đi vào, chỉ là đi vào mấy tôn đạo thần, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại đại tư mệnh, rất khó đạt được một chỗ đặt chân. Hoa tư nương nương lắc đầu, nói. Bệ hạ, bằng vào sự thấu hiểu của ta đối với tâm tính đại tư mệnh, hắn tuyệt không có khả năng để cho toàn bộ tiên thiên thần ma giới chướng đều trở thành đạo thần của đạo giới mới. Theo như ta thấy, có thể có 10 tiên thiên thần ma trở thành đạo thần, đã xem như là hắn đặc biệt khai ân rồi. Trung khởi thoáng ngẩn người, con mày hỏi. Vậy những tiên thiên thần vương còn lại đi theo hắn thì sao? Bọn họ sao có thể nhịn được không hái quả trái cây này? Lôi trạch đạo thần cười lạnh một tiếng, nói. Nếu đã biến thành tế phẩm mở ra đạo giới, vậy bọn họ sẽ không cần phân trái cây rồi. Trong lòng trung khởi đại chấn, có chút không thể tin nổi. Hoa tương nương nương nói. Đại tư mệnh mời ngươi tới xem lễ, chính là đề phòng đám người khởi nguyên đạo thần đánh lén, cho nên mời ngươi tới là muốn ngươi bảo hộ hắn. Nhưng hắn cũng không tin tưởng ngươi, cho nên thời điểm mở ra đạo giới, hắn cũng sẽ lưu lại dư lực. Mà biện pháp tốt nhất để lưu lại dư lực, chính là huyết tế những tiên thiên thần ba khác, những kẻ không phòng bị hắn nhất, chính là đám thần vương dưới trướng hắn kia huyết tế bọn họ chính là dễ dàng nhất hắn tiết kiệm được càng nhiều lực lượng càng có thể ung dung phòng bị khởi nguyên đạo thần hoặc là bệ hạ đánh lén lôi trạch đạo thần nói bệ hạ cũng cần phải cẩn thận nói không chừng những năm sắp tới đại tư mệnh sẽ khắp nơi cướp bóc một đám tân đế biến đám tân đế kia thành tế phẩm mở ra đạo giới trung khởi nhất thời nghiêm nghị đại tư mệnh bởi vì đạt được các thần thông đại nhất thống như đạo giải đã từng thôn phệ không ít chư đế nếu hắn đã có thể làm ra loại sự tình này, vậy cũng có thể làm ra sự tình huyết tế thuộc hạ chính mình. Mà bắt giữ một đám tân đế biến thành tế phẩm của đạo giới, đối với hắn cũng không có bất kỳ độ khó nào. Đại tư mệnh trưởng khống đại đạo sinh mệnh, cấp đoạt sinh mệnh của đám tân đế kia, đối phương ngay cả một tia cơ hội phản kháng cũng không có. Mà ngoại trừ chuyện này, càng có vô số chuyện khiến cho trung khởi sức đầu về chán, đó chính là hư không giới sụp đổ, vô số thần linh ma linh chuyển thế, đoạt xá, còn có đám người khởi nguyên đạo thần tứ diện thần khắp nơi tác loạn khiến cho hắn cảm thấy thiên hạ chính là một đoàn hỗn loạn không thể nào thu thập càng quan trọng hơn chính là hắn bởi vì cứu đại toại đã không thể không bại lộ đạo thân dịch tiên sinh của chính mình đạo thân dịch tiên sinh đã bại lộ trước mặt đám người khởi nguyên đạo thần hơn nữa còn đã từng giao thủ qua cộng thêm có luân hồi thánh vương ở đó có khả năng chỗ dựa lớn nhất của trung khởi đã bại lộ dưới sinh mệnh cổ thụ đại tư mệnh nhìn về phía luân hồi thánh vương mỉm cười nói luân hồi đạo hữu làm phiền ngươi báo tin cho khởi nguyên và tứ diện một chút luân hồi thánh vương thoáng ngẩn người đại tư mệnh mỉm cười nói hai tôn luân hồi thánh vương vốn là một thể các ngươi tự nhiên có thể liên lạc với đối phương ngươi nói cho đám người khởi nguyên và tứ diện biết đế nhạc có một sơ hở chính mạng chính là nằm trong tiên thiên thái cực của hắn thái cực đồ của hắn thiếu khuyết hai loại đại đạo quang minh và hắc ám biết được điểm này sẽ có thể phá vỡ tiên thiên bắt quái của hắn đẩy hắn vào chỗ chết Luân hồi thánh vương càng thêm kinh ngạc, hỏi. Đại tư mệnh và đến nhạc chính là minh hữu, sao ngược lại làm ra hành vi bán đứng minh hữu như vậy? Đại tư mệnh khẽ mỉm cười. Đến nhạc trước giờ làm việc vẫn luôn bá đạo cường thế, vừa rồi còn có ý đồ muốn nhúng tràm vào đạo giới mới của ta, nghĩ muốn cùng ta cùng nhau mở ra đạo giới, phân chia một chén súp, tương lai đạo giới mới mở ra, hắn tuyệt sẽ không an phận, tất nhiên sẽ muốn phân chia chỗ tốt của đạo giới mới, thay vì như vậy, không bằng để cho khởi nguyên và tứ diện đi đối phó hắn luân hồi thánh vương trầm mặc trong chốc lát hẳn là đang liên lạc với một cái chính mình khác đột nhiên nói khởi nguyên đạo thần cũng để ta nói cho đại tư mệnh biết đế nhạc đã là tiên thiên thần ma rồi hắn sớm đã nghịch chuyển tiên thiên nếu chỉ vẻn vẹn biết rõ sơ hở trí mạng của hắn còn chưa thể lấy được tính mạng của hắn nhất định phải hai bút cùng vẽ trước khi phá công pháp của hắn cần phải phá tiên thiên thánh địa của hắn trước trong lòng đại tư mệnh đại trấn không khỏi tán thưởng hắn quả nhiên đã nghi chuyển tiên thiên xem ra suy đoán của ta không sai đế nhà không tầm thường thật sự không tầm thường xưng hắn là đệ nhất hậu thiên thần ma từ cổ trí kim cũng không quá đáng cho dù có biết được sơ hở trí mạng của hắn chưa phá tiên thiên thánh địa của hắn cũng không làm gì được hắn chẳng qua khởi nguyên đạo thần nói cho ta biết tin tức này rốt cuộc là có ý gì luân hồi thánh vương mỉm cười nói đại khái là khởi nguyên đạo thần cảm thấy diệt trừ đế nhà có chức khó khăn bởi vậy muốn liên hệ tin tức với đại tư mệnh nếu hắn cuối cùng không thể diệt trừ được đế nhạc vậy thì nhờ đại tư mệnh xuất thủ bù đắp khởi nguyên đạo thần còn nói tranh đấu giữa chúng ta dù sao cũng là nội đấu giữa tiên thiên thần ma là phân tranh trong tộc mà đế nhạc lại là muốn diệt tuyệt tiên thiên thần ma chúng ta đây chính là tranh đấu giữa hai tộc quần khác nhau nếu để cho đế nhạc thắng vậy tiên thiên thần ma sẽ không có bất kỳ sinh lộ nào đại tư mệnh khẽ gật đầu một cái hắn tính toán như vậy không phải không có lý đạo giới và hư không giới sụp đổ, mang tới rất nhiều biến động, khiến cho trong vũ trụ có thêm rất nhiều biến số không thể biết trước. Trung khởi trở về thiên đình, lập tức hạ lệnh để cho chư đế trở về lãnh địa của mỗi người, cấp tốc bình loạn, bình ổn lại thiên tai nhân họa, ghi danh thành sách đám thần ma chuyển thế và đoạt xá, ghi chép vào hồ sơ, lại mệnh lệnh cho tiên thiên cấm quân sư tầm tung tích đế linh chuyển thế của các đời thiên hoàng và các đời địa hoàng. Chuyện này không tầm thường, các thiên hoàng địa hoàng này năm xưa đều là tồn tại có một không hai trong thiên hạ, Thiên phú cực cao, trí tuệ cực cao, đều là nội tình của phù khi thần tộc và yểm tư thị, không thể không tìm ra tung tích của bọn họ. Hiện tại thiên hạ đã có xu thế sao động phân loạn, đoán chừng hẳn là không bao lâu nữa sẽ có địch nhân hạ thủ với hoàng triều, có thể nói là loạn cục đã định, loạn cục sắp tới. Mà diệt trừ chuyển thế thân của các đời thiên hoàng địa hoàng sẽ có thể nhổ đi hết thảy nội tình của phù khi thần tộc, khiến cho những nội tình này không còn tồn tại, bởi vì đám tồn tại bảo hy thị chuyển thế vẫn còn đang trong lúc trưởng thành thừa dịp bọn họ còn nhỏ yếu hạ thủ với bọn họ cơ hồ là chuyện tất nhiên ngoại trừ chuyện này ra chính là có hai giới trong lục giới đã bị phá hủy đại đạo thiên địa phát sinh biến động dẫn tới rất nhiều thần thông đã không thể sử dụng có chút đại đạo đã trực tiếp mất đi hiệu lực bởi vậy nhất định phải thôi diễn ra đại đạo thiên địa hiện tại đã xuất hiện loại biến số biến động nào cùng lúc đó cần phải phòng bị đám thần vương bọn đại tư mệnh thừa dịp hỗn loạn thôn vệ tân đế ngoại trừ đám người đại tư mệnh ra đám người khởi nguyên đạo thần chỉ sợ cũng sẽ triệu tập các bộ hạ cũ mời đám thần vương ẩn thế kia đi ra thừa dịp hỗn loạn thôn vệ chư đế thu gặt trái cây những chuyện này đều là hành động vĩ đại hơn nữa nhất định phải tiến hành đồng thời bất kỳ chuyện nào xuất hiện sai lầm cũng sẽ tạo thành hậu quả không thể dự đoán mặc dù toàn bộ hoàng triều có tới mấy ngàn vị đại đế trưởng không ức ngàn vạn thần ma nhưng đồng thời tiến hành những chuyện này cũng vạn phần cật lực có chút cảm giác nhân thủ không đủ dùng hoàng triều của trung khởi nhìn như vững chắc nhưng thật ra nguy tại sống tối, chỉ hơi chút lơ là sẽ liền toàn quân bị diệt. Hiện tại nhìn như an toàn, nhưng cũng chính là thời khắc nguy hiểm nhất. Đệ tử bái kiến đại toại Trong tổ đình, phủ tăng thần thụ sừng sững đứng đó, đại toại trồng gốc linh can này ở trung tâm tổ đình, 20 vị thánh đế vây ở xung quanh, đôi trạch và hoa tư cũng đứng một bên, chỉ thấy phủ tăng thần thụ liên tiếp hỗn độn, ở dưới bộ dễ biến thành một phiến hỗn độn hài. Trung khởi phân phó xong các loại công việc, lúc này mới đi tới cầu kiến, khom người nói. Lão Tổ Tông không có bị thương. Đại toại xua tay mỉm cười, nói. Ngươi hiện tại đã là thiên hoàng đế bệ hạ, bất luận là địa vị hay nhãn giới kiến thức, hoặc là tu vi, cũng đều cao hơn ta rất nhiều, không cần phải đa lễ. Ngươi vì cứu ta, đã liên lụy bại lộ chính mình là tiên thiên thần ma, khiến cho trong lòng ta thật sự bất an. Trung khởi mỉm cười, nói. Đệ tử có thể nhìn thấy đại toại bình an, cho dù bại lộ chút tiền vốn cũng không hối hận sao ngươi vẫn chưa di rời tổ tinh trở về tổ đình đại toại đảo mắt quan sát bốn phía chỉ thấy vực sâu tổ đình vẫn còn đó nghi hoặc hỏi di rời tổ tinh trở về tổ đình có thể bù đắp khuyết điểm của tổ đình quy năng sát trận tổ đình sẽ có thể tăng mạnh thêm vài phần trung khởi lắc đầu nói cho dù có di rời trở về cũng không ngăn cản được đạo thần cần gì phải di rời nhân tộc tới tổ đình tự tìm cái chết chứ đợi sau khi ta có nắm chắc, lại di rời tổ tinh trở về cũng không trễ. Đại tọa liếc nhìn hắn một cái, nói. Hiện tại ngươi không có bất kỳ nắm chắc nào sao? Trung khởi thoáng do dự một chút, nói. Lòng tin đúng là có, nhưng nếu di rời tổ tinh trở về, chỉ sợ cũng sẽ cấp cho địch nhân cơ hội một lưới bắt hết. Tổ đình hiện tại đã không còn là đệ nhất sát trận nữa rồi, cho dù có di rời tổ tinh trở về, bổ toàn lại tổ đình, cũng không ngăn cản được đạo thần. Thay vì như vậy, không bóng bất động, Đại Tọa nhìn chăm chăm hắn, trong ánh mắt hỏa quang chớp tắt bất định, có một tia thương hại, than thở. Nhìn thấy ngươi vẫn còn sống cho tới hiện tại, trong lòng ta vừa hài lòng cũng vừa sợ hãi. Ngươi sự tình rất nhiều, vẫn là đi giải quyết chuyện tình của mình đi, không cần phải lo lắng cho ta. Trung Khởi nghi hoặc không hiểu, mỉm cười hỏi. Đại tội vì sao mà hài lòng? Vì sao mà sợ hãi? Đại tội lắc lắc đầu, cũng không trả lời. Trung Khởi thấy hắn không muốn trả lời, đứng dậy cáo từ. Đột nhiên dừng bước lại, khẩn thiết nói. Hiện tại đạo pháp thịnh thế, rất nhiều thần thông trước đây chưa từng có chưa từng nghĩ đều được sáng tạo ra, còn có lục đạo luân hồi, thất đạo luân hồi, thần thông đại nhất thống. Đại tội chính là tồn tại khai sáng thời đại, nếu có thể học được những kiến thức này, nhất định sẽ là tồn tại tuyệt đỉnh nhất. Hắn đối với đại tội chính là có lòng tin mười phần, dù sao đại tội cũng là từ không tới có, mở ra hệ thống tu luyện đồ đằng, xác lập ngũ đạo luân hồi dựa trên cơ sở của tiền nhân tiến hành sáng tạo cũng không tính đặc biệt khó khăn khó khăn chính là từ không mà có tự mình xác lập ra một cái hệ thống hoàn toàn mới mà hệ thống tu luyện hiện tại chính là do đại tội xác lập ra nếu không phải hắn bởi vì thọ nguyên giới hạn mà chết già không thể không mở ra hư không giới vậy thành tựu của hắn tuyệt đối vô cùng to lớn không thể đo lường đại toại mỉm cười nói người yên tâm có hai vị đại nhân phụ mẫu ta ở đây ta sẽ nhanh chóng nắm giữ thần thông đạo pháp hiện tại Trung Khởi kho người thi lễ với Lôi Trạch và Hoa Tư, sau đó xoay người rời đi. Đại Tọa nhìn theo bóng dáng hắn đi xa, đột nhiên thở dài một tiếng. Một vị tiên thiên tế tự thần đầu gà thân người trong hai mươi vị thánh đế mở miệng hỏi. Sao sư tôn lại nói hài lòng, lại nói sợ hãi, sao lại không trả lời câu hỏi của đế nhạc vệ hạ? Lôi Trạch và Hoa Tư cũng có chút không hiểu, mỉm cười hỏi. Người không muốn nói cho hắn biết, có thể nói cho chúng ta biết không? Ta bởi vì hắn vẫn còn sống mà hài lòng, lại bởi vì hắn vẫn còn sống mà sợ hãi hết thầy tựa hồ cũng sớm đã có định trước chỉ hoãn càng lâu liền đại biểu cho biến cố tương lai càng lúc càng mãnh liệt trận đại biến cố kia khiến cho ta cũng có chút sợ hãi không biết có bao nhiêu người sẽ phải chết đi đại toại trầm mặc trong chốc lát nói ta không đành lòng nhìn hắn dọc theo con đường đã định trước sẽ thất bại kia mà tiếp tục đi tiếp nhưng lại không thể không để cho hắn tiếp tục đi tiếp không thể không để cho hắn tiếp tục đi tiếp hai mươi vị thánh đế và hoa tư lôi trạch đều thoáng gần người đại tọa nhìn về phía bọn họ trong mắt cũng lóe lên một tia thương hại nói hoàng triều của đế nhà cường giả xuất hiện lớp lớp nhưng tương lai có thể có bao nhiêu người tiếp tục sống sót vẫn là chưa thể nói trước cho dù là các ngươi ta cũng không biết là còn có thể sống sót hay không ta biết rõ hắn thất bại nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tiếp tục đi tiếp 24 vị thánh đế đều là đệ tử đi theo hắn cả đời cũng là trí hữu đạo hữu của hắn trong đó còn có con trai ruột của hắn nữa nhưng tại thời điểm hư không dưới vỡ nát đã chết trong tay khởi nguyên thần vương, trận chiến ấy có bốn vị thánh đế chết trận, mà trong tương lai đại tội dự đoán, 24 vị thánh đế chỉ sợ cũng đều sẽ chết trận. Thậm chí ngay cả Hoa Tư Nương Nương và Lôi Trạch Thần Long, hắn cũng không biết hai vị tồn tại cổ lão nhất này có thể tiếp tục sống sót trong tương lai hay không. Chiến tranh tương lai vô cùng tàn khốc, hắn mặc dù có thể dự kiến, nhưng cũng không dám thay đổi chuyện gì. Người biết được cái gì? Lôi Trạch Đạo Thần hỏi đại toại thoáng do dự một chút, lắc đầu nói. Trước mắt ta không dám nói, ta sợ nói ra, sẽ khiến cho tương lai thay đổi. Bệ hạ, chúng ta sưu tầm không gian luân hồi của chư thiên vạn giới, đã tìm được tung tích của các vị địa hoàng chuyển thế. Trung khởi vừa mới quay trở lại thiên đình, vân quyển thư và thiên ti nương nương đã lập tức cầu kiến, ngữ khí vui vẻ nói. Vì thần lợi dụng luân hồi thiên cầu suy diễn, trưởng không hướng đi luân hồi của chư thiên vạn giới, cuối cùng cũng xác định được các vị địa hoàng chuyển thế rơi xuống chỗ nào, chuyển thế thành ai, bệ hạ, có cần vi thần thống lĩnh chư đế đi tới nghênh tiếp, nhanh đón các vị địa hoàng hay không. Trong lòng trung khởi cũng không khỏi đại hỉ, nhưng nghe hắn nói vậy lại khẽ như mày, vân quyền thư vội vàng nói. Bệ hạ, nếu không nhanh chóng nghênh đón các vị địa hoàng trở về, sẽ bị thiên suy tính ra tung tích của bọn họ, khi đó. Thiên đạo thối toán không thể so với luân hồi thiên cầu, cũng không thể so với luân hồi thánh vương. Trung khởi có chút suy tư, nói. Các ngươi sử dụng luân hồi thiên cầu suy tính ra hạ lạc của các vị địa hoàng, vậy luân hồi thánh vương không sai biệt lắm cũng có thể suy tính ra tung tích của bọn họ, phái chư đế đi tới, chỉ là chịu chết mà thôi, để chậm đích thân đi đón bọn họ. Trong lòng vân quyển thư và thiên ti nương nương đại chấn, liếc nhìn nhau một cái, nói. Bệ hạ không thể đích thân mạo hiểm. Khuôn mặt trung khởi giãn ra, mỉm cười nói. Các ngươi yên tâm, chấm tự có chừng mực, quyền thư đưa địa điểm và thân phận chuyển thế của bọn họ cho ta tinh thần vân quyền thư ba động chuyển địa điểm chuyển thế và thân phận một đời này của đám đại đế bảo hi thị vào đại não của hắn thiên ti nương nương thử dò xét hỏi bệ hạ lần này ngươi dự định mang theo tôn thần vương nào cùng đi có cần gọi phong đạo tôn cùng đi hay không chỉ một mình ta là đủ rồi bọn họ đều có nhiệm vụ của chính mình không cần quấy nhiễu bọn họ về phần các ngươi tiếp tục sưu tầm hạ là của các đời thiên hoàng trung cười mỉm cười nói sau đó xoay người tiến vào khu luân hồi thứ bảy biến mất không thấy đâu nữa cặp mày vợ chồng vân quyển thư nhíu chặt vân quyển thư vội vàng đi ra ngoài nói lần này bệ hạ một thân một mình xuất hành chỉ sợ sẽ có hung hiểm ta đi gặp phong đạo tôn ngươi đi tìm hoa tư nương nương và hậu thổ nương nương thiên ti nương nương lập tức rời khỏi đi thánh địa hoa tư bái kiến hậu thổ nương nương vân quyển thư thì đi nhanh tới tạo phụ cung thiên đình chỉ thấy phong hiếu trung đang cùng với đám minh di đế thôi động luân hồi thiên cầu suy diễn những biến hóa của thần thông đạo pháp do đạo giới và hư không giới sụp đầu tạo thành chư đế thượng của bọn minh di si đế hiện tại đã càng thêm già nua toàn thân đã tràn ngập từ khí căn bản khó có thể chống đỡ thêm một ngàn năm nữa những năm qua bọn họ đi theo phong hiếu chung vẫn luôn nghiên cứu thôi diễn sự biến hóa của thần thông đạo pháp kiện luân hồi thiên cầu này quả thật kinh người năng lực thôi diễn cường đại tuyệt luân của nó không chỉ có thể khiến cho vân quyển thư tìm được hạ lạc của các đời địa hoàng truyền thế đồng thời còn có thể khiến cho bọn họ suy diễn những biến hóa của đại đạo thiên địa. Thời điểm Vân Quyển Thư đi tới nơi này, chỉ thấy luân hồi thiên cầu đang bành trướng ra thật lớn, ông một tiếng phân tách ra hư ảnh lục giới, tình không vô ngân, quỷ tích đại đạo bắt đầu lưu truyền. Nguy rồi, lần này bọn họ lâm vào thôi diễn, không biết phải hao phí thời gian bao lâu. Vân Quyển Thư vội vàng tiến lên, lớn tiếng nói với Phong Hiếu chung. Đạo tôn, bệ hạ một mình đi tìm truyền thế thân của các đời địa hoàng, hiện tại đã xuất môn rồi, ta lo lắng bệ hạ sẽ bị đám người khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần mai phục, kính xin đạo tôn có thể tương trợ. Phong hiếu trung phất ống tay áo một cái, đạo giới và hư không giới trong luân hồi thiên cầu đột nhiên biến mất, đại đạo thiên địa trong bốn giới còn lại lập tức hỗn loạn, có công phạt lẫn nhau, có trực tiếp vỡ nát, có hư không tiêu thất. Vân thừa tướng, người có biết sau khi hư không giới và đạo giới sụp đổ, hậu quả lớn nhất sẽ là gì không? Phong Hiếu Trung cũng không quay đầu lại, vẫn tiếp tục suy diễn quỹ tích và xu thế biến hóa của đại đạo thiên địa nhàn nhạt, nhạt hỏi vân quyển thư giật mình lắc lắc đầu nói không biết kính xin đạo tôn chỉ giáo hậu quả lớn nhất chính là phong hiếu Trung đứng trong nội bộ thiên cầu hai tay không ngừng quấy chọc vô số tinh tú nhàn nhạt, nhạt nói thế gian này đã không còn đạo thần nữa bệ hạ nhà các ngươi đã vô địch rồi đã không còn tồn tại có khả năng chính diện đối địch với hắn nữa rồi ngay cả ta cũng không được trong lòng vân quyển thư đại trấn cau mày há miệng phong hiếu trung tiếp tục bận rộn việc của chính mình bỏ mặc hắn ở nơi đó bệ hạ đã vô địch rồi vân quyển thư vẫn chưa khôi phục lại tinh thần đứng yên thật lâu không chút cử động lẩm bẩm là chuyện từ lúc nào ta như thế nào không biết hắn đã vô địch rồi minh di đế lúc này đã là một lão giả đầu tóc bạc phơ hoàng hôn tang thương nghe hắn nói vậy quay đầu lại kìm cười nói vân thừa tướng quan tâm tất loạn bệ hạ từ sau khi đạo giới và hư không giới sụp đổ cũng đã vô địch rồi vân quyển thư gian nan quay đầu lại lẩm bẩm hỏi vì sao minh di đế thoáng do dự một chút nói ta cũng không rõ ràng lắm chẳng qua đạo tôn từng nói qua sự cường đại của bệ hạ vốn không dựa vào ngoại đạo đạo giới và hư không giới sụp đổ đối với bất luận tồn tại gì cũng đều có ảnh hưởng thật lớn nhưng ảnh hưởng đối với tu vi thực lực của bệ hạ lại cực kỳ nhỏ bé thậm chí nửa điểm ảnh hưởng cũng không có tu vi thực lực của những tồn tại khác đều giảm xuống thật lớn, duy chỉ có bệ hạ là không giảm xuống chút nào. Đạo tôn còn nói, cho dù lục giới trong toàn thể vũ trụ toàn bộ vỡ nát, cũng không ảnh hưởng tới hắn chút nào. Trong lòng vân quyển thư chấn động, lầm bẩm, Nói như vậy, một mình bệ hạ đi tìm chuyển thế thân của các đời địa hoàng, cũng không phải là dùng thân mạng hiểm. Phong hiếu trung triệt để thôi động biến hóa của luân hồi thiên cầu, thân hình hắn và đám người minh di đế dần dần bị thiên cầu che khuất, biến mất không thấy đâu nữa thanh âm cũng trở thành càng lúc càng mơ hồ tự nhiên là không phải hắn chỉ là muốn dụ dán ra khỏi hang mà thôi hô thân hình của bọn họ hoàn toàn bị thiên cầu che khuất thanh âm cũng không thể truyền ra nữa vân quyển thư phun ra một ngụm trọc khí vội vàng đi tìm thiên ti nương nương hắn vừa mới tiến vào thánh địa hoa tư đã thấy thiên ti nương nương từ trong thánh địa hoa tư đi ra trên mặt mang theo thần sắc lo lắng nói hoa tư nương nương và lôi trạch thần long hiện tại đang ở tổ đình cùng một chỗ với đại toại mà hậu thổ nương nương thì lại đang bế quan phu quân đi gặp đạo tôn không biết đạo tôn nói thế nào vân quyển thư vẫn có chút như lọt vào trong sương mù nói đạo tôn nói bệ hạ hiện tại đã vô địch rồi chúng ta không cần lo lắng hai vợ chồng đều là một mảnh mờ mịt khu luân hồi thứ bảy trung khởi nhà nhã tản bộ trong vòng mấy ngày đã đi tới viêm hỏa lục đạo giới trong ba ngàn lục đạo giới đã có khu luân hồi thứ bảy đi tới bất luận nơi nào trong vũ trụ cũng đều vô cùng nhanh chóng. Trong viêm hỏa lục đạo giới đồng dạng cũng là phản loạn nổi lên bốn phía, thể hiện ra dấu hiệu loạn thế. Có không ít thần linh ma linh từ trong hư không giới hạ giới rơi vào nơi này, có kẻ thông qua lục đạo luân hồi chuyển thế, có kẻ lại trực tiếp đoạt xá, xâm chiếm nhục thân của người khác, thậm chí còn có cả đế linh cũng rơi vào nơi này. Sau khi trung khởi nhất thống thiên hạ, đã phân phong chư đế đi chấn thủ vũ trụ càn khôn, nhưng lục đạo giới quá nhiều, đại đa số chư đế đều bị phân phong tới trong vũ trụ cổ lão, tử vi và hư không giới vào khu luân hồi thứ bảy, mà chấn thủ ba ngàn lục đạo giới phần lớn chỉ là đế quân. Chấn thủ viêm hòa lục đạo giới là nguyên ất đế quân, tu vi cực kỳ hùng hậu, thực lực cũng rất cao. Chẳng qua, đại loạn lần này ảnh hưởng tới địa ngục luân hồi và sáu đại tinh hà của lục đạo giới, cho dù là hắn cũng bận rộn tới mức rất đầu mẻ chán, không kịp ngơi tay. Trung khởi đi tới thiên đình của nguyên ất đế quân, chỉ thấy thiên đình hiện tại đã trống rỗng, toàn bộ thiên binh thiên tướng đều bị điều phái ra ngoài, chấn áp loạn ra các nơi. Càng hỗn loạn, lại càng có cơ hội để cho kiêu hùng quật khởi. Trung khởi đảo mát nhìn thoáng qua bốn phía xung quanh, lắc lắc đầu, thẳng tắp rời khỏi thiên đình, đi tới thiên giới của viêm hỏa lục đạo giới, tìm tới điểm định cư của nhân tộc. Trải qua mấy ngàn năm phát triển, nhân tộc đã không còn là tội tộc năm xưa, địa vị cũng không còn thấp nữa, mà đã ngang hàng với các tộc thần ma, địa vị cũng rất cao, có thể cư ngụ trong thiên giới, địa giới của lục đạo giới. Những năm qua, nhân tộc phát triển vô cùng thịnh vượng, trong nhân tộc có không ít tu sĩ tài trí siêu tuyệt tu luyện thành công, rất nhiều người đã thức tỉnh mới thành thần huyết phục hy, cũng có chút người mở ra đại bộ phận thần huyết phục hy, trở thành phục hy thần tộc, không ít kẻ không nỡ rời khỏi bộ lạc của chính mình, bởi vậy lưu lại hạ giới, khiến cho lực lượng của chủng tộc càng cường đại hơn. Mà Trung Khởi cũng quan tâm tới tộc nhân của chính mình, thường xuyên phái cường giả phục hy thần tộc trong tiên thiên cấm quân hạ giới truyền đạo giảng pháp, truyền thụ công pháp cao thâm cho tộc nhân. Vị địa hoàng lần này chuyển sinh vào trong thiên giới của viêm hỏa lục đạo giới, chính là vị địa hoàng được xưng là có tu vi thâm hậu nhất trong 23 triều phục khi địa hoàng, bằng hà đế, bằng hà huyền công của hắn được xưng là hải nạp bách xuyên. Căn cứ theo tin tức của Vân Quyển Thư, bằng hà đế trải qua lục đạo luân hồi, chuyển thế vào trong nhân tộc, trở thành một gã thiếu niên nhân tộc, lấy tên vẫn là bằng hà. Trung khởi cất bước mà đi, đạp chân trên tinh hà thiên giới mà tới không bao lâu đã tới đại lục hạch tâm của thiên giới, tìm được một gã thiếu niên, mỉm cười nói. Vãn bối bái kiến bằng hà đế. Gã thiếu niên này sống mũi cao thẳng, tướng mạo thanh kỳ, bộ dáng chỉ mới 5-6 tuổi, đang cùng với một đám thiếu niên đọc sách, trong lúc bất chợt đã bị trung khởi dịch chuyển tới trước mặt chính mình, cũng không kinh hoàng chút nào, ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Hóa ra là bệ hạ, bệ hạ không cần tự dưng vãn bối, ta mặc dù kiếp trước là thiên đế, đi trước ngươi, nhưng ở kiếp này lại đi sau ngươi ngươi gọi ta bằng hà là được trung khởi gật đầu mỉm cười nói nơi này không phải là chỗ ở lâu ngươi đã chuyển thế năm sáu năm đằng đằng ta từ trong luân hồi đã tìm được tung tích của ngươi vì vậy mới tới đây tìm ngươi ngươi theo ta đi tử vi ta sẽ ăn bài ngươi bằng hà đế nghiêm mặt nói đa tạ bệ hạ chẳng qua ta muốn tự mình lịch luyện sự nghiệp từ hai bàn tay trắng quên đi kinh nghiệm tu luyện kiếp trước như vậy mới có thể đạt được thành tựu càng lớn hơn trung khởi tán thán một tiếng nói con đường mà ngươi nói này quả thật chính là chính đồ tu luyện chỉ có trải qua chiến đấu sát phạt nhiều lần lên xuống mới có thể trở thành cao thủ chân chính nhất là hiện tại chính là thời điểm loạn thế trong loạn thế sát phạt nổi lên bốn phía chính là thời cơ để anh hùng và kiêu hùng quật khởi chẳng qua ngươi đã bị ta thông qua luân hồi tìm ra tung tích vậy kẻ thù của chúng ta cũng có thể thông qua luân hồi tìm được tung tích của ngươi hẳn là rất nhanh sẽ tìm được ngươi bằng hà đế khẽ nhíu mày thử dò xét hỏi bệ hạ có thủ đoạn gì có thể mê muội thiên cơ hay không ta ngược lại có thể mê muội thiên cơ nhưng ngoại trừ thiên cơ ra còn cần phải mê muội luân hồi nữa trung khởi mỉm cười nói mê muội thiên cơ để cho thiên không thể tính ra tung tích của ngươi cái này ngược lại vô cùng đơn giản chỉ cần thiên cơ thần vương cũng có thể làm được nhưng mê muội luân hồi ngay cả ta cũng có chút cật lực rồi cho nên ta cần phải tìm được ngươi, mới có thể giúp ngươi mê muội luân hồi, không cho luân hồi thánh vương tính ra tung tích của ngươi. Cặp mắt bằng hà đế sáng lên, nói. Vậy là phiền bệ hạ rồi. Trung khởi mỉm cười, nói. Chỉ là viêm hỏa lục đạo giới này, ngươi không thể lưu lại được nữa rồi, chậm đi tới nơi này, đã dẫn tới một đám cửu gia, ngươi lưu lại trong viêm hỏa lục đạo giới, chỉ sợ sẽ bị đám cửu gia của ta huyết tẩy, ngươi hãy theo ta trở về tử vi. Bằng hà đế gật đầu, đi tới bên cạnh hắn, Trung Khởi đang định rời khỏi, đột nhiên một đạo thanh âm từ xa vang lên. "Đế Nhạc bệ hạ, xin hãy dừng chân." Trung Khởi theo thanh âm nhìn lại, chỉ nhìn thấy một tiểu hài đồng từ xa chạy tới, toàn thân đỏ bừng như lửa, nhìn thấy hắn cũng không chút sợ hãi, nói lớn. "Đế Nhạc bệ hạ, còn nhận ra ta không?" Trung Khởi cẩn thận quan sát, chỉ thấy quanh thân tiểu hài đồng này có lực lượng tế tự vờn quanh, cỗ lực lượng tế tự kia cực kỳ hùng hậu, trình độ hùng hậu quả thật không gì sánh nổi, cực kỳ bắt phàm tiểu hài đồng này cũng không phải là nhân tộc, mà là viêm ma tộc, chẳng biết tại sao lại chạy tới nơi này. Trung khởi mở ra tam mục thiên đồng, trong mắt lóe lên luân hồi quang luân, nhìn rõ ràng lai lịch của hắn, kiếp trước kiếp này đều rõ ràng như lòng bàn tay, mỉm cười nói. Tự nhiên nhận ra, hóa ra là viêm hỏa đạo huynh, viêm hỏa đạo huynh chuyển thế tới nơi này, nhất định là chỗ tể của nơi này. Bằng hà đế nghi hỏa không hiểu, Trung khởi mỉm cười, nói. Viêm Hỏa Đại Đế chính là chủ nhân của Viêm Hỏa Lục Đạo Giới, bí cảnh nguyên thần kiếp trước của hắn chính là đã biến thành Viêm Hỏa Lục Đạo Giới, bởi vậy mới có lực lượng tế tự vờn quanh, vạn pháp bất xâm. Hết thầy chúng sinh của Viêm Hỏa Lục Đạo Giới chỉ cần tế tự Viêm Hỏa Lục Đạo Giới, lực lượng tế tự cũng sẽ rơi xuống trên người hắn. Lúc này Bằng Hà Đế mới hiểu ra, Viêm Hỏa Đại Đế hiện tại đã chuyển thế thành tiểu đồng viêm ma tộc, lớn tiếng nói: "Bệ hạ, người đã đáp ứng chúng ta, để cho chúng ta tiến vào hư không giới, trường sinh bất tử, hưởng dụng tế tự, hiện tại hư không giới đã sụp đổ, làm hại ta không thể không chuyển thế. Ta kiếp trước đã tu luyện hơn 10 vạn năm, chỉ còn lại có hơn một vạn năm thọ nguyên, bây giờ bị buộc phải chuyển thế, chỉ còn có bấy nhiêu thọ nguyên mà thôi, ngươi phải bồi thường cho ta. Trung khởi lắc đầu, nói. Đạo huynh, hư không giới sụp đổ, bản thân ta cũng không thể làm gì, ngươi hẳn là biết, hư không giới bị hủy không quan hệ gì với ta. Viêm hỏa đại đế cười lạnh một tiếng, nói đại toại vẫn còn sống ngươi lệnh cho hắn xây dựng hư không giới trở lại là được rồi ta chỉ cần ở trong hư không giới hưởng dụng tế tự thêm 200 vạn năm nữa sẽ có thể trở thành tế tự thần không còn lão bệnh tử nhưng hiện tại ta chỉ còn có thể sống một vạn năm nữa đây chính là trách nhiệm của ngươi trung khởi cao mày nói đại toại là lão tổ tông của ta hiện tại lại đang bị thương trong người ta sao có thể lệnh cho hắn mở lại hư không giới được nếu mạnh mẽ mở lại hư không giới chỉ sợ tính mạng của hắn cũng sẽ bị kéo vào luôn hơn nữa chuyện ta đáp ứng ngươi ta sớm đã làm được rồi giao dịch giữa hai chúng ta đã sớm kết thúc ngươi hẳn không nên lại tới tìm ta viêm hỏa đại đế liên tục cười lạnh nói đế nhạc bệ hạ ngươi không xây dựng lại hư không giới giang sơn sao có thể ngồi vững vàng được trung khởi phất tay áo một cái đứng dậy mang theo bằng hà đế rời đi đắc đầu nói nếu không phải nề tình ngươi là chủ nhân của viêm hỏa lục đạo giới hiện tại trưởng đã có thể phán ngươi tử tội viêm hỏa đạo huynh ngươi tự giải quyết cho tốt. Viêm hỏa đại đế giận dữ, kêu lớn. Đế nhạc, ngươi không giữ lời hứa. Chẳng qua, trung khởi sớm đã đi xa, căn bản không nghe được lời nói của hắn. Viêm hỏa đại đế phượn ớt không thôi, cảm thấy trung khởi đã cắt đứt con đường trường sinh của hắn. Thời điểm hắn còn đang tức giận, thiên không đột nhiên lưu động, tiếp theo thiên không nhỏ giọt xuống, biến thành một gã thần nhân không có khuôn mặt, mỉm cười nói. Viêm hỏa đạo huynh thật đáng thương, đế nhạc sau khi dùng qua ngươi, đã liền một cước đạp ngươi sang một bên ngươi vốn dĩ có đạo trường sinh hiện tại lại chỉ còn lại một vạn năm thọ nguyên ngươi có thể nhịn được sao thiên cặp mắt viêm hỏa đại đế sáng lên thiên bật cười ha hả nói không sai đạo huynh lần này ta tới đây là muốn nói cho ngươi biết một tin tức tốt để nhạc sắp tới hẳn là phải chết một lần chẳng qua hắn dù sao cũng là tin thiên thần ma lần này chỉ là một lần cảnh cáo hắn mà thôi tương lai muốn mai táng hoàng triều của đế nhạc còn cần viêm hỏa đạo huynh tương trợ, không biết ý đạo huynh thế nào." Viêm Hỏa Đại Đế thoáng do dự một chút, cắn răng nói. "Đến nhạc đối với ta bất nghĩa, ta cần gì phải nhân nghĩa với hắn?" Thiên cười ha hả, nháy mắt liền dung nhập với thiên khung, lưu động mà đi. Trung khởi dẫn theo bằng Hà Đế đi tới Tạo Hóa Lục Đạo giới, tòa lục đạo giới này là do bí cảnh nguyên thần của Tạo Hóa Đại Đế biến thành, hắn thấp giọng nói. "Chẳng lẽ Tạo Hóa Đại Đế cũng chuyển thế vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình sao?" có khả năng này, ba ngàn lục đạo giới, chỉ sợ ba ngàn đại đế thượng cổ kia đều đã chuyển thế vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, hấp dẫn lực lượng tế từ nhằm bảo vệ chính mình, tránh cho gặp kiếp. Bằng hà đế nói, địa hoàng chuyển thế tới nơi này là ai? Nhân khang đế, sắc mặt trung khởi bình tĩnh, nói, kẻ khai sáng long tinh đại hòa lịch kinh, theo lời đồn, năm xưa nhân khang đế chính là phế thể tinh hà linh thể nhưng lại trở thành đại đế có một không hai trong thiên hạ, vô địch cả một thời đại đi chúng ta đi gặp hắn đột nhiên phía sau chợt lóe lên một đạo bạch quang quang mang cực kỳ trói mắt khóe mắt bằng hà đế nhảy lên một cái thấp giọng nói bạch đế lần này tới đây là bạch đế đạo thần hay chỉ là cấu thân của hắn trung khởi mỉm cười nói ta tặng cho ngươi một kiện bảo vật bằng hà đế thoáng ngẩn người trung khởi đột nhiên rút đao đao quang chiếu sáng toàn thể tạo hóa lục đạo giới trên không trung bạch quang cuồn cuộn sau đó một cái thủ cấp khổng lồ rớt xuống. Trung khởi nhấc cái đầu của bạch đế lên, quan sát trong chốc lát, mỉm cười nói. Là câu thân, cái đầu này cho ngươi, ngươi luyện chế nó thành bảo vật,